Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, Thiên Thu Bá đao lăng không chém xuống, nghênh đón lấy. Phanh! Đao mang chấn khai, một cánh tay của hắn run lên. Lãnh Vũ cũng hét lớn một tiếng, trên hai thanh dao găm tản mát ra khí tức khủng bố bắn lãnh kiếm băng xương ra, cả người lăng không chém xuống dưới. Lý Vân Tiêu đột nhiên hóa thành lôi đình, hét lớn một tiếng, tinh thần lực cũng tuôn ra, quát to. Phá! Một đạo lôi độn trực tiếp phá vỡ không gian mà Lãnh Vũ khóa lại, thuấn di ra ngoài, khiến đối phương chém vào khoảng không. Sắc mặt Lãnh Vũ trầm xuống, ngưng giọng nói. Tiểu tử này tinh thần lực tăng thêm lôi độn, vậy mà có thể phá vỡ sự trấn áp của đế khí, không dễ làm rồi. Cửu Thiên cười lạnh nói. Ta đã sớm nói tiểu tử này khó giải quyết, ta thấy ngươi vẫn nên thi triển ra chiêu đó đi. Lãnh Vũ biến sắc, lẩm bẩm. Vận dụng cực chiêu đối với một gã võ đế tam tinh, không khỏi quá chuyện bé xé ra to rồi. Ta nhớ ngươi cũng có một thức thiên phú thần thông, sao không thi triển ra thế? Sắc mặt Cửu Thiên cũng trở nên khó coi, khẽ nói. Hừ, thức thần thông kia của ta sau khi dùng phải vài năm mới có thể khôi phục, ngươi bảo ta vận dụng át chủ bài, là có mục đích gì? Lãnh Vũ nói. Đã như vậy, ta và ngươi lại liên thủ thử xem. Nếu còn không được thì cũng chỉ có thể dùng đại chiêu thôi. Nơi này cách Huyễn Bảo Đại hội quá gần, ta sợ đưa tới cường giả. Huống hồ kết cấu đảo hãm không cũng không chắc chắn, nếu phá hủy mất hơn phân nửa, vậy thì thực gặp quỷ rồi. Đi, ta trái ngươi phải. Cửu Thiên đùa nghịch ra thương hoa, liền trực tiếp lấn thân đánh tới bên trái Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lãnh Vũ cũng phát lạnh, hai thanh dao găm lăng không đánh ra, chém tới bên phải. Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ ở xa xa thấy thế cũng đều choáng váng, vậy mà hai gã cường giả võ đế bát tinh liên thủ, nhưng lại không bắt được Lý Vân Tiêu. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đấu với hai gã cường giả võ đế tám sao liên thủ, hắn căn bản không có phần thắng, nhưng đối phương muốn bắt hắn cũng cực kỳ khó hắn. Hắn lập tức hóa thành lôi đình, lần nữa độn đi 100 mét, một tay bấm khắp kiếm phù, từng đạo Bắc Thiên Hàn tinh kiếm từ trong cơ thể bắn ra. Quấn ở bên người hắn đặt song song thành trận. Hàn khí trên mấy chuôi kiếm tựa hồ càng lớn hơn một chút, đúng là do viên cao hàn mới luyện chế ra. Sau khi tấn cấp thuật luyện sư cửu giai, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm do viên cao hàn lần nữa luyện chế phẩm chất còn cao hơn trước một tầng. Tổng cộng 18 chuôi kiếm dựa theo trình tự nhất định bay ra, ở trong kiếm trận ngưng tụ ra một cái kiếm phù màu vàng, chậm rãi bay lên. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng dị thường. Lần đầu tiên đồng thời khu động 18 chuôi kiếm, đối với hắn mà nói cũng là khảo nghiệm rất lớn, 6 cánh tay hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, không ngừng có quyết ấn đánh vào trong đó. Kiếm phù, lên! Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, 18 chuôi kiếm kia nhao nhao phát ra tiếng chiến minh ông ông, trở nên cực kỳ bất ổn, đạo kiếm phù kim sắc ở chính giữa trực tiếp bay lên trời, dưới quyết ấn của Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo lưu quang, chém tới hai người đang truy kích tới. Kiếm phù này! Không tốt. Lãnh Vũ kinh kêu một tiếng, khí tức trên kiếm phủ kia cực mạnh, trực tiếp ép tới khiến làn da hắn nứt ra, phá xuất ra đạo đạo miệng máu. Sắc mặt Cửu Thiên cũng đại biến, thoáng cái ngừng thương thế, ngược lại lui về phía sau một bước. Đáng chết, đây là ngươi bức ta đấy. Lãnh Vũ giống lên một tiếng dữ tợn, thoáng cái ngửa mặt lên trời thét dài lên. Trên bầu trời lập tức hiện lên đóa đóa mây đen, hội tụ trên đỉnh đầu hắn quay cuồng không thôi. Hống! Trên người của hắn đột nhiên thi triển một đôi lông cánh màu đen, gương mặt cũng trở nên bén nhọn, trong miệng không ngừng phát ra quái âm truyền ra trên bầu trời. Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ ở xa xa đều cảm thấy khí huyết trong cơ thể quay cuồng, mạch máu giống như muốn trực tiếp nổ bung vậy. Hai người sợ tới mức vội vàng lăng không ngồi xếp bằng xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, cố sức ổn định tâm thần. Đồng thời cũng cảm thấy kinh hãi vì uy thế của võ đế bát tinh. Sắc mặt Lãnh Vũ trở nên vô cùng âm hàn, từng đạo gió lạnh trên người trấn khắp bốn phương tám hướng, dao găm trong tay tương giao thành xiên trên bầu trời, ngưng tụ thành một cái thập tự cự đại, giống như muốn chém bầu trời thành bốn khối vậy. Cửu Thiên vừa mừng vừa sợ, dưới khí thế một chiêu này của Lãnh Vũ, hắn cũng không tự kìm hãm được liên tiếp lui về phía sau, bị cổ âm phong kia ép cho cực kỳ không thoải mái. Cực thức thiên liệt địa. Lãnh Vũ mở hai tay ra, hét lớn một tiếng. Thập tự cực lớn trên bầu trời đột nhiên tuôn ra hào quang cực lớn, đánh tan mây đen đầy trời, nghênh hướng kiếm phủ. Ầm ầm, kiếm phủ dưới một chiêu này bị ép cho rung động lắc lư không thôi,
18 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trước người Lý Vân Tiêu cũng nhao nhao run rẩy lấy, phát ra đạo đạo kiếm minh. Phanh! Một thanh trường kiếm trực tiếp bay ra khỏi kiếm trận, bắn đi xa xa. Rầm rầm rầm! Lần nữa vô số thân kiếm bắn ra, toàn bộ thiên kiếm đồ đột nhiên nứt vỡ, 18 chuôi kiếm toàn bộ bị đánh bay. Ầm ầm! Đạo kiếm phù trên bầu trời đột nhiên nứt vỡ, hóa thành vô số kim quang tiêu tán. Thập tự trảm cực lớn kia đã mất đi lực cản, lập tức lăng không ép xuống Lý Vân Tiêu, chém lên sơn mạch cực lớn kia. Toàn bộ bầu trời và mặt đất đều là một mảnh run rẩy. Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ ở xa xa dưới cổ uy áp phải đau khổ ngăn cản, một ngụm máu tươi cũng vào tới yết hầu khẩu, như tùy thời muốn phun ra vậy. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, dưới cổ uy áp như hủy thiên diệt địa kia, bất diệt kim thân của hắn vận chuyển tới mạnh nhất, bắn áp lực ra ngoài. Hai tay để trước người kháp ra một đạo quyết ấn, sau lưng lập tức hiện ra một đạo bóng đen cự đại, đúng là chân ma pháp tướng. Trên chân ma pháp tướng kia cũng là ba đầu sáu tay, hơn nữa trên một tay trong đó xuất hiện hư ảnh binh khí, như đang nâng một cái bình nhỏ vậy. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, trạng thái này của chân ma pháp tướng hắn cũng là lần đầu thấy được. Chẳng lẽ theo thực lực của chính mình tăng lên, chân ma pháp tướng cũng đang không ngừng được hoàn thiện sao? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, một chiêu kia của Lãnh Vũ đã lăng không mà đến, năm cánh tay trên chân ma pháp tướng đồng thời kết xuất ấn ký bất đồng, đánh tới phía trước, cánh tay kéo lấy hư ảnh bình nhỏ kia cũng vỗ tới trước. Ầm ầm, cực thức sinh ra chấn động cường đại, đầy trời đều là ma khí bay tứ tung, cứ thế ngăn cản lấy trảm kích kia. Bốn cánh tay sau lưng chân ma pháp tướng kết xuất hai cái ấn quyết cổ quái, mà trước người tay phải nâng hư ảnh bình nhỏ chống lại cực thức, tay trái lại hộ ở quanh thân bình. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Vũ hít một hơi lạnh, cả người đều không bình tĩnh được nữa. Hắn nổi giận rít gào nói từ biến hai tay cũng kết xuất một ấn, đè tới hai thanh dao găm kia. Ầm ầm, thân ảnh chân ma pháp tướng dưới áp lực cực lớn khó có thể trèo chống nổi, ma khí đầy trời chợt giảm, thân thể trở nên hoảng hốt. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy ngực như bị một tảng đá lớn ngăn chặn, vô cùng khó chịu. Oanh, chân ma pháp tướng rốt cục không ngăn nổi nữa. Sụt xuống như núi lở, triệt để bỏ mình. Cực thức chi lực không thể địch nổi, lăng không rơi xuống. Toàn bộ đại địa đều không ngừng run rẩy dưới cự lực kia, sơn mạch trực tiếp nứt ra, chia năm xẻ bảy. Phốc! Ngay khi chân ma pháp tướng sụp đổ, Lý Vân Tiêu rốt cục nhổ ra một búng máu, áp lực nơi ngực lập tức đại giảm. Hắn vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, nơi mi tâm lóe lên ma quang, ma thiên khải bỗng nhiên bay ra. Áo giáp thật thể trực tiếp bao trùm trên người. Đồng thời toàn thân hắn kim quang đại thịnh, trong mi tâm tử mang lập lòe, bát môn chi lực tràn ngập toàn thân, hai tay kết xuất một đạo ấn quyết, đột nhiên đánh tới cực thức kia. Phanh! Cực thức dưới song trưởng của hắn lần nữa bị ngăn trở. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, cổ lực lượng áp xuống từ song trưởng hơn xa hắn tưởng, áp khiến toàn thân hắn đều phồng lên, cơ bắp tầng tầng điệp lên. Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ ở xa xa đã kinh hãi đến triệt để ngốc trệ, bị loại lực lượng này lăng không đè xuống, đừng nói là dùng thân thể chống lại, chỉ cần đụng một chút thôi đã khiến người tan thành mây khói rồi. Kinh Vĩnh Dạ ngơ ngác lẩm bẩm. Trời a, hắn là làm bằng kim loại sao? Lãnh Vũ cũng kinh hãi không thôi, không ngừng kết ấn đánh xuống, thúc giục lấy cực thức chi lực. Một chiêu trảm thiên liệt địa này cũng là chiêu mạnh nhất của hắn rồi. Sau khi phá hủy thiên kiếm đồ và chân ma pháp tướng uy lực cũng đã giảm đi nhiều, không đến một nửa trước kia. Cửu Thiên cũng cảm thấy giá lạnh, la lớn. Tiểu tử này tu luyện thể thuật, mở ra một trong thân thể bát môn A. Lãnh Vũ kinh sợ nói. Vô liêm sỉ, mặc dù là mở ra một trong bát môn cũng tuyệt không khả năng ngăn trở cực thức của ta được. Hắn cơ hồ nổi giận rồi, hét lớn một tiếng, dốc toàn bộ lực lượng vào trong tay, đột nhiên kết ấn đè xuống. Hắn không để ý gì cả, một tia khí lực cuối cùng cũng đều rót vào, cố gắng hết sức gạt bỏ Lý Vân Tiêu. Ầm ầm, lần này quả nhiên có hiệu quả, trên song trưởng Lý Vân Tiêu truyền đến chấn động, cả người hắn cũng đã chống đến cực hạn, hai mắt cơ hồ như muốn lồi ra ngoài. Súc sinh chẳng qua chỉ là cặn bã võ đế bát tinh mà thôi, cũng muốn giết ta sao? Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, cực thức kia rốt cục rơi xuống, đánh trúng vào hắn. Ầm ầm long. Toàn bộ sơn mạch triệt để sụp đổ, hóa thành vô số khối vụn triệt để biến mất trong năng lượng cuồng bạo.
ánh mắt Lãnh Vũ lộ ra vẻ đại hỉ, cuồng tiếu nói. Ha ha, cuồng cái gì mà cuồng, không phải vẫn chết sao? Võ đế tam tinh chính là cặn bã, dù có nhảy nhót thế nào cũng chỉ là võ đế tam tinh mà thôi. Cả người Lý Vân Tiêu bị cực thức đánh trúng, phòng ngự ma thiên khải lập tức bị đánh xuyên, đều chấn lên người hắn, bất diệt kim thân đang không ngừng bị phá hủy đồng thời cũng hấp thu lấy cực thức chi lực. Trên thân thể hắn đột nhiên bắn ra từng đạo bạch quang, hình thành một vòng trăng sáng nhô lên đỉnh đầu, dị tượng nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ tái khởi, bỉ ngạn chi kiều hiển hiện trước mắt. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một mảnh thanh minh, trong đầu xuất hiện bí pháp mà tân thần truyền thụ. Trước kia hắn cũng có bế quan tu luyện, nhưng luôn không bắt được trọng điểm, hơn nữa vô luận bản thân cố gắng thế nào cũng không thể khiến thần thể dị tượng nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ xuất hiện, không thể không buông tha cho. Giờ phút này trong đầu linh quang thoáng hiện, bắt đầu vận chuyển lấy thần thể chi lực, bí thuật mà tân thần truyền thụ cho tựa hồ trong nháy mắt đã có giải đáp, đồng thời đạp lên bỉ ngạn chi kiều kia. Oanh! Bên mi tâm hắn tựa hồ đột nhiên mở ra thiên nhãn, bắn ra một đạo hồng mang, một cổ vòng xoáy lực lượng khổng lồ hiển hiện nơi mi tâm, thân thể giống như mở xuống một đạo gông xiềng, hưu môn rốt cục đã mở ra. Lực lượng bàng bạc bắt đầu rót vào toàn thân, chữa trị lấy thân thể bị hao tổn. Trên bầu trời ở xa xa, Cửu Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp bay đến bên cạnh Lãnh Vũ, có chút nghĩ mà sợ nói. Không thể tưởng được tiểu tử này cường hãn như thế, khiến cho ngươi thi triển ra cực thức, còn thiếu chút nữa chống được nữa. Hừ, sắc mặt âm lãnh của Lãnh Vũ hiện giờ càng thương trắng như tờ giấy, đắc ý khẽ nói. Đây là dốc sức hàng thập hội, ta cao hơn hắn trọn vẹn năm cảnh giới, niết hắn như niết con kiến thôi. Vậy sao? Một đạo âm thanh lạnh như băng từ trong phế tích sơn mạch vô biên kia truyền ra. Cái gì? Mấy người đều chấn động, hoảng sợ đến tột đỉnh. Lãnh Vũ thiếu chút nữa đã phun ra toàn bộ lòng tạng, triệt để ngây ngốc trên bầu trời. Mà Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ lại đại hỉ không thôi, bất quá bọn hắn vẫn rất khó tin tưởng Lý Vân Tiêu còn sống, đều cho rằng mình nghe lầm. Năng lượng phong bạo bên trong phế tích sơn mạch dần dần tán đi, một đạo thân ảnh nguy nga hiển lộ ra. Trái phải mi tâm thân ảnh kia phân biệt lóe lên hai đạo quang mang, giống như ấn ký vậy, đúng là chỗ của Khai và Hưu trong bát môn, ở trong bụi bẩm cảm thấy dị thường chói mắt. Cặn bã võ đế bát tinh, không gì hơn cái này a. Bóng người kia dần bay lên, càng ngày càng rõ ràng, trực tiếp triển lộ trước mặt mọi người. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, hai con ngươi như tinh thần biển cả, làn da cả người bóng loáng như ngọc, đừng nói trọng thương, mà ngay cả một đạo vết cắt cũng không có. Không có khả năng a. Lãnh Vũ triệt để phát điên rồi, gương mặt cơ hồ vặn vẹo thành một đoàn, dị thường khó coi. Toàn thân Cửu Thiên cũng toát ra mồ hôi lạnh, nào còn dám dừng lại nữa, vội vàng kêu lên. Đi mau. Hắn một phát bắt lấy Lãnh Vũ, muốn bỏ chạy. Nhưng trong cơ thể tên kia đã là dầu hết đèn tắt rồi, không cửu hắn một phen thì hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh. Hai chân Lý Vân Tiêu đạp một cái trên không trung. Liền bắn ra ngoài. Hắn giờ nguyên lực trong cơ thể hắn cũng đã hao phí không còn, nhưng thân thể tuyệt cường lại tràn ngập lực lượng dùng không hết, giẫm một cước thân thể chợt bắn ra như mũi tên, tốc độ vậy mà không dưới 9 tầng trời. Đáng chết a! Cửu Thiên lôi kéo Lãnh Vũ chạy trốn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Kỳ thật hắn căn bản không nên chạy, dùng lực lượng võ đế bát tinh của hắn, đủ để đánh một trận với Lý Vân Tiêu, thậm chí đánh chết đối phương. Nhưng Lý Vân Tiêu chúng phải một kích tuyệt sát của Lãnh Vũ vẫn bình yên vô sự đã khiến hắn bị dọa đến vỡ mật, căn bản không dám dừng lại nửa phần. Mắt thấy Lý Vân Tiêu đuổi theo, trong lòng hắn liền cảm thấy một hồi khẩn trương. Không cần sợ. Đột nhiên không trung truyền đến một giọng nói, ngay sau đó một đạo quang mang hội tụ trên không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống trước mặt Cửu Thiên và Lãnh Vũ. Trong hào quang hiện ra thân ảnh đại đảo chủ Quảng Nguyên. Cửu Thiên đại hỉ. Vội vàng nói. Đại đảo chủ, hắn. Quảng Nguyên làm ra thủ thế chớ lên tiếng, nói. Ta cũng biết rồi, biểu hiện của Lãnh Vũ rất tốt, người thật khiến ta thất vọng a. Cửu Thiên xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu, ủy khuất nói. Đại đảo chủ, người này không phải người a. Trên mặt Quảng Nguyên nhìn không ra hỉ nộ, chỉ nhàn nhạt nói. Hắn hiện giờ hoàn toàn là bằng vào lực lượng thân thể truy kích. Dùng tu vị võ đế bát tinh của ngươi đủ sức để giết hắn. Cửu Thiên trên mặt nóng rát,
Thân là hải tộc kiêu ngạo, hơn nữa còn là cửu đầu nhất tộc đã từng là cấp độ B, lòng tự trọng như bị đả kích cực lớn, giận dữ hét. Đại đảo chủ, ta biết sai rồi, để cho ta giết hắn cho ngươi xem. Hắn ném Lãnh Vũ đang vác trên người đi, quay người muốn ứng chiến Lý Vân Tiêu. Quảng Nguyên lạnh nhạt nói. Lui ra. Cửu Thiên sắc mặt đại biến, nói. Đại đảo chủ, ta. Lui ra. Quảng Nguyên lần nữa nhẹ giọng a quát, thanh âm trở nên lăng lệ ác liệt. Toàn thân Cửu Thiên run lên, lập tức khuất phục, cúi đầu nói vâng liền nhu thuận thối lui sang một bên. Lý Vân Tiêu giẫm chân vài tê cái trên không trung, liền trực tiếp nhảy đến trước người Quảng Nguyên, khoảng cách chừng 100 mét, không dám tiến lên nữa, chỉ lạnh lùng mà xem. Quảng Nguyên dừng ở hắn một hồi, mới mở miệng nói. Người trẻ tuổi, ta cảm thấy rất ngạc nhiên về ngươi đấy. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Đại đảo chủ, ta cũng thấy rất tò mò về ngươi đấy. Quảng Nguyên cười nói. Ha ha, ngươi có nguyện quy thuận ta không? Như vậy vị trí lục đảo chủ đảo hãm không không phải ngươi thì không ai khác rồi. Cửu Thiên cả kinh, sắc mặt trầm xuống, nhìn qua Lý Vân Tiêu lộ vẻ oán độc cực độ. A, à, trên mặt Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ đùa giỡn, cười nói. Còn ngươi có nguyện quy thuận ta không? Vị trí đệ nhất tay chân dưới tay ta không phải ngươi không thể ai khác đâu. Nụ cười trên mặt Quảng Nguyên lập tức ngưng kết rồi, dần dần bao phủ ra một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói. Chuyện cười này tuyệt đối không buồn cười đâu. Lý Vân Tiêu cũng lộ vẻ mặt lạnh như băng, nói. Bởi vì đây không phải chuyện cười. Sắc mặt Quảng Nguyên đại biến, lạnh giọng nói. Muốn chết. Thần sắc Lý Vân Tiêu khinh miệt, khinh thường nói. Chẳng qua chỉ là một cỗ hình chiếu mà thôi, cũng muốn giết ta. Nếu là bản thể ngươi đến, ta còn có mấy phần kiêng kỵ. Quảng Nguyên cười lạnh nói. Không thử xem làm sao biết được chứ. Bằng vào mở ra bát môn chi nhị cũng dám nhảy nhót trước mặt ta, thật sự là không biết sống chết. Hắn trực tiếp vươn tay ra trong hào quang, trên không trung càng biến càng lớn, thậm chí có dấu hiệu ngưng thực, chộp tới chỗ Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng, đối phương chẳng qua chỉ là một hình chiếu mà thôi, vậy mà cũng có thể dẫn động quy tắc thiên địa, muốn bắt giữ mình, vậy bản thể người này tuyệt đối là võ đế cửu tinh không thể nghi ngờ. Buồn cười. Hình chiếu cũng muốn bắt ta, ngươi cho rằng mình là thập phương thần cảnh sao? Lý Vân Tiêu khinh thường chửi thề một tiếng, hai tay giơ lãnh kiếm băng xương lên cao cao, một kiếm chém xuống. Hiện giờ nguyên lực hắn cơ hồ đã hao hết, nhưng lãnh kiếm băng xương vô cùng sắc bén, hơn nữa bản thân linh khí 10 phần, chém xuống liền hóa ra một đạo kiếm quang, phóng lên trời cao. Xuy, kiếm khí trực tiếp đâm thủng đại thủ kia, nhưng thủ thế không ngừng, vẫn lăng không chụp xuống. Hơn nữa miệng vết thương lập tức đã khép lại ngay. Đáng chết. Trong mắt Lý Vân Tiêu tuôn ra hàn mang, bàn tay to kia đã lăng không chụp đến, hắn nắm chặt bảo kiếm, trong tay kết xuất một cái kiếm thế. 3. Năm ngón tay Quảng Nguyên nắm chặt, lập tức chụp lấy Lý Vân Tiêu. Phanh. Trên MU bàn tay đại thủ phá ra một cái lỗ thủng, Lý Vân Tiêu đâm ra một kiếm, cả người cũng vọt ra, rầm 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 không ngừng nhảy xuống khỏi bầu trời. Ân. Chuôi này kiếm quả thật có chút phiền toái a. Quảng Nguyên nhíu mày, trực tiếp há miệng phun ra, đúng là một thanh phi phủ, hồng hộc chém tới không trung. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tay nắm lấy bảo kiếm bổ xuống phía dưới, quát to. Ta đã nói rồi, muốn bắt ta, bản thể đích thân đến đi. Phanh, lãnh kiếm băng xương nện lên trên phi phủ, trực tiếp chấn khai nó ra. Đại thủ của Quảng Nguyên lăng không chụp lấy. Cái kia búa lập tức biến thành lớn như cự thạch, ba một tiếng bị đại thủ chộp trong tay, tiếp tục chém tới Lý Vân Tiêu. Một búa chém xuống, bầu trời vỡ ra. Một khe hở cực lớn xé tới chỗ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trong lòng trầm xuống, hình chiếu chi lực này rất mạnh, một búa kia đã dẫn động thiên địa quy tắc trấn trụ lấy hắn, trốn cũng không thể trốn. Trong tay hắn nhoáng một cái, xuất hiện một cây rủ tiểu hồng, lăng không căng ra. Trong chốc lát nó tản mát ra thất thải chi sắc, hình thành từng đạo kết giới phòng ngự bao phủ lấy. Đúng là nguyên dương tán lấy được ở thành Trường Cốc, về sau lại bị hắn mấy lần luyện chế, năng lực tăng lên so với trước không ít. Oanh! Cự phủ chém lên mặt dù, trực tiếp nổ nát mấy đạo kết giới, toàn bộ cái dù đều run rẩy thoáng một phát. Quảng Nguyên lộ ra dị sắc, lẩm bẩm. Khó trách Huyễn Bảo Đại hội lần này thoáng cái đã xong,
hơn nữa vượt qua rất nhiều, xem ra công lao của ngươi không nhỏ a. Hắn lần nữa giơ cự phủ lên cao, liền bổ xuống, cười lạnh nói. Ta xem thử ngươi có thể ngăn được mấy búa. Rầm 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 oanh. Liên tiếp bổ hơn 10 búa, bầu trời văng tung tóe, kết giới trên Nguyên Dương tán đều bị phá vỡ, đại phủ trực tiếp chém lên mặt dù, chấn khiến hổ khẩu Lý Vân Tiêu run lên, hơn nữa hắn cảm nhận được rõ ràng cái dù này đang muốn rời ra thành từng mảnh. Đáng chết, lão tử liều mạng với ngươi. Lý Vân Tiêu giận dữ, thu lại cái dù kia, giơ lãnh kiếm băng xương lên lăng không phi chém xuống dưới. Hừ, tình chiếu thể của Quảng Nguyên cười lạnh một tiếng, hé miệng ra nhổ, một đạo lệ mang chạy như bay mà đi, lần này là một thanh chiến đao cực kỳ sắc bén, chém về phía Lý Vân Tiêu. Phanh, Lý Vân Tiêu dương bảo kiếm lên, liền đánh bay chiến đao kia, tiếp tục vọt xuống dưới. Trên mặt V lộ ra vẻ cổ quái, đột nhiên trong hai tròng mắt tuôn ra hàn mang, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, vậy mà một đạo long ngâm kinh thiên mà lên. Đây là... Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, hoảng sợ phát hiện đầu Quảng Nguyên đã trở nên như một ngọn núi nhỏ, há to mồm ra cắn tới phía hắn, hắn chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại, mình vậy mà trực tiếp bị đối phương nuốt lấy. Con em người đấy, lại muốn ăn ta, bệnh tâm thần a. Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, vội vàng vận chuyển một chút nguyên lực còn sót lại, hóa thành một đạo lôi điện muốn thoát ra. Nhưng miệng Quảng Nguyên khép lại còn nhanh hơn. Lý Vân Tiêu hoảng sợ nhì vào hai hàm răng đang khép lại kia. Đúng lúc này, hai hàng hàm răng kia tựa hồ như bị lực lượng nào đó trở ngại, đột nhiên dừng lại, khiến Lý Vân Tiêu tranh thủ được chớp mắt này trực tiếp lôi độn rời đi. Phanh! Hắn vừa thoát ra, hai hàng hàm răng kia đã lập tức khép lại. Lý Vân Tiêu thoáng cái chui ra khỏi ngàn mét, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu rồng màu xanh cực lớn, trong hai tròng mắt phun ra lửa giận. Nhìn chằm chằm vào một chỗ trong hư không. Sau một lúc đầu rồng kia mới chậm rãi xoay chuyển trong mắt, nhìn qua Lý Vân Tiêu ở phía xa, hừ một tiếng, nói. Nếu ngươi đã muốn cứu hắn, vậy ta sẽ tạm thời buông tha hắn. Nhưng ngươi đừng quên mục đích của mình, còn có ước định giữa chúng ta nữa. Đầu rồng dần nhạt đi, cuối cùng nhất hóa thành vô số ánh huỳnh quang, tiêu tán trên không trung. Cửu Thiên thấy Quảng Nguyên rời đi, sắc mặt biến hóa. Phức tạp nhìn lại Lý Vân Tiêu ở xa xa, hai đấm siết chặt vang lên tiếng răng rắc. Lãnh Vũ ở bên cũng đã hồi thần lại, chỉ là trên mặt vẫn không có chút máu. Đi thôi. Cửu Thiên nói một tiếng, hai người liền hóa thành hai đạo quang mang chạy như bay mà đi. Lý Vân Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hướng tới một chỗ trên bầu trời nói. Đa tạ nhị đảo chủ xuất thủ cứu giúp. Bầu trời không gian vặn vẹo, thân ảnh tân thần hiện ra. Vẻ mặt lộ nụ cười khổ, nói. Ngươi cũng thật biết gây chuyện, khiến ba vị đảo chủ đều xuất động đến đuổi giết ngươi, khiến ngay cả ta cũng bị liên lụy vào. Lý Vân Tiêu nói. Đây cũng là điều ta kỳ quái, ngươi vì sao thà rằng đắc tội đại đảo chủ cũng muốn cứu ta chứ? Tân thần trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói. Ê, ngươi cứ nói đi, đừng quên, ta còn muốn thông qua ngươi tìm ra người hạ cấm chế trên người ta nữa. Sao có thể dễ dàng để ngươi chết vậy được? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vậy cũng là một cái lý do a. Nhưng trong lòng hắn lại không tin, dùng thực lực tân thần, thế nào cũng sẽ có một ít manh mối có thể truy tra được, hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm đắc tội đại đảo chủ. Tân thần nói. Chính ngươi cẩn thận một chút a. May mắn đại đảo chủ chỉ là hình chiếu đến, nếu bản thể đích thân đến thì ngay cả ta cũng không cứu được ngươi rồi. Điểm ấy Lý Vân Tiêu tự nhiên biết rõ, hắn rõ ràng khoảng cách chênh lệch giữa võ đế cao giai hơn bất kỳ ai. Cảnh giới võ đạo trước, có lẽ là một tinh một thiên địa, mà sau khi đến võ đế cao giai, một cấp độ nhỏ cũng đã cách biệt một trời một vực rồi. Ví dụ như Lãnh Vũ và Cửu Thiên, hai người đều là võ đế bát tinh sơ ca ý, nhưng ở trước mặt Bắc Minh Kháng Thiên bát tinh đỉnh phong lại không chịu nổi một kích. Mà Cửu Tinh chi cảnh. Đó chính là tồn tại cường đại có thể nhìn tới võ đạo trung cực rồi, có thể đơn giản miểu sát tồn tại như Bắc Minh Kháng Thiên. Lý Vân Tiêu thấy tân thần muốn rời đi, vội hỏi. Vậy đại đảo chủ đến cùng có thân phận gì? Tân thần dừng bước, xoay người lộ ra mỉm cười, nói. Trong lòng ngươi đã có suy đoán rồi mà. Đúng vậy, chính là như ngươi đoán đấy. Hắn cười to ha ha vài tiếng, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Còn em ngươi đấy. Ta đoán hắn là cha ngươi đấy. Lý Vân Tiêu bất mãn mắng vài câu,
rất nhanh liền trầm tư. Trước kia bản thể mà Quảng Nguyên biến ra, tuyệt đối là đồ đằng thanh long của vương tộc Đông Hải, như vậy đại đảo chủ này tất nhiên là vương tộc Đông Hải. Một gã vương tộc Đông Hải cường đại như thế ở bên ngoài tự thành thế lực, thật khiến người suy đoán không thôi à. Lý Vân Tiêu buồn rầu lắc đầu, thân phận Quảng Nguyên không nói đến, hiện giờ nhức đầu nhất chính là thực lực của người này, sợ rằng tất cả mọi người trên đảo dù có liên thủ cũng chưa chắc địch lại hắn. Bất quá người này khẳng định có vấn đề, mỗi lần xuất hiện đều là hình chiếu đi ra, cũng không biết bản thể hắn ở nơi nào nữa. Xa xa Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ cũng chạy như bay qua, kinh hãi nhìn quanh mọi nơi, sợ còn có địch nhân. Lý Vân Tiêu nói, đều đi rồi. Hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Liêu Dương Băng trầm giọng nói. Vân Thiếu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trực tiếp đắc tội ba vị đảo chủ, vậy mấy chàng đấu giá cuối cùng của Huyễn Bảo Đại Hội có cần đi không? Đi, đương nhiên phải đi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Thực lực đại đảo chủ này vượt quá dự liệu của ta, chúng ta sợ rằng có phiền toái lớn rồi. Hiện giờ trông cậy duy nhất chính là con gái Hải Hoàng, Thủy Tiên thôi. Ở lại bên người nàng mới là an toàn nhất. Hai người Liêu Dương Băng cũng nhẹ gật đầu, bọn họ cũng đều biết Thủy Tiên có đều cầu Lý Vân Tiêu, đây chính là một tấm bùa hộ mệnh lớn nhất ha. Ba người cũng không gấp, muốn tìm một nơi gần đây để điều tức khôi phục lại, chờ đợi thời gian vừa đến liền hóa thành hào quang lao tới hội trường Huyễn Bảo Đại Hội. Hai canh giờ rất nhanh đã trôi qua. Mọi người nhao nhao từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, mỗi người đều ngồi vào chỗ. Chỉ có điều trong tràng lộ ra thập phần trống trải, người đến vậy mà không bằng một nửa lúc trước. Ở trong đó có không ít người đánh chú ý vào những người khác, đánh nhau một trận một phương bỏ mang, cũng giống như Lý Vân Tiêu giết chết hơn 30 tên cường giả hải tộc kia vậy, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến người giảm nhiều. Còn có một ít người lại nhận được bảo bối nên tìm một chỗ ẩn nấp. Đợi đến lúc hải vực phụ cận đảo hãm không khôi phục bình thường liền rời đi. Nhuận Tường nhìn Lý Vân Tiêu, châm chọc khiêu khích nói. Không thể tưởng được ngươi còn có mệnh sống sót trở về, chậc chậc. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, chỉ vào xa xa nói. Vị kia dường như đã trải qua không ít chuyện, cũng đã trở nên thấp thỏm rồi. Nhuận Tường theo hướng Lý Vân Tiêu chỉ nhìn lại, đúng là Bắc Minh Lai Phong, trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên hai canh giờ nghỉ ngơi vừa rồi khẳng định đã nhận phải kích thích. Mà ngay cả Bắc Minh Kháng Thiên cũng lộ vẻ mặt âm trầm, bộ dạng buồn bực hờn dỗi. Hơn nữa nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, võ giả nhân tộc đi theo Bắc Minh thế gia bọn hắn đã thiếu mất hơn phân nửa. Triệu Văn Chiến nhìn thoáng qua nhân số trong tràng, khóe miệng mỉm cười, tựa hồ cũng nằm trong dự liệu của hắn, cười nói. Hoan nghênh chư vị trở lại hội trường Huyễn Bảo Đại Hội. Có thể tham gia đấu giá ba kiện vật phẩm cuối cùng, các ngươi mới chính là người thắng lớn nhất của lần này. Một bạn nữ hai tay bưng lấy một cái khay đi đến đài, khuôn mặt tươi cười dịu dàng đứng ở bên người Triệu Văn Chiến, dáng người có lồi có lõm và nụ cười quyến rũ kia, bản thân đã là một kiện chí bảo rồi. Triệu Văn Chiến tự mình kéo lấy màn hồng bên trên, bên trong dĩ nhiên là một cái chén sứ. Nhìn kỹ lại không khác gì bát sứ của nhân loại cả, chỉ là chế tác phi thường tinh xảo mà thôi. Bát sứ toàn thân hiện lên màu trắng, không có bất kỳ hoa văn nào cả. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem, không hề có người nào lên tiếng cả. Mọi người đều biết chắc chắn sẽ không phải chén bình thường, nếu không Triệu Văn Chiến dù bị nước bọt dìm thôi cũng chết rồi. Lý Vân Tiêu lại chấn động, thiếu chút nữa đã trực tiếp đứng bật dậy, hắn tựa hồ đã nhận ra lai lịch cái chén này, trong mắt lóe ra dị sắc, có chút khó có thể tin. Triệu Văn Chiến nắm cái chén kia trong ra. Lộ ra vẻ hân thưởng cực độ, nói. Cái chén sứ trắng này gọi là Bạch Phản, chính là một vị đại thuật luyện sư của nhân tộc vào mấy trăm năm trước luyện chế thành. Quả nhiên, trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu, tựa hồ không thể tin được Bạch Phản vậy mà lại bị mang ra đấu giá. Triệu Văn Chiến ở trên đài nói. Này chén không những được dùng để cơm, hơn nữa còn là một kiện trận khí cực kỳ lợi hại, hơn nữa có hai công năng chủ yếu. Một là có thể thu lấy bảo bối huyền khí trên người đối phương, hai là có thể kết thành đại trận phòng ngự, dù là võ đế cao giai cũng khó mà công phá. Mẹ nó, không phải vũ khí công kích thì cần làm gì chứ? Chẳng lẽ cả ngày cầm cái chén này trên tay đi chém giết với bảo bối của người khác sao? Ha ha, Văn Chiến tiên sinh không phải nói sao, cái chén này còn có thể được dùng để ăn cơm nha, ha ha.
không ít hải tộc để nhao nhao lộ ra vẻ bất mãn, tựa hồ cảm thấy cực kỳ thất vọng đối với huyền khí này. Dù sao ba kiện bảo vật áp trục, mỗi người đều rất kích động. Tư duy hải tộc có chút khác với nhân loại, trong mắt bọn hắn huyền khí công kích mới là tốt nhất, tiếp theo là huyền khí phòng ngự, về phần loại trận khí này căn bản không thể lọt vào mắt được. Mà Lý Vân Tiêu lại nuốt nuốt nước miếng, chỉ có hắn biết rõ lực lượng Bạch Phạn mạnh bao nhiêu, huyền khí này trong truyền thuyết có thể trực tiếp cảm ứng được thiên tài địa bảo và nơi linh khí dồi dào, hơn nữa có thể cách không nhiếp vật. Đây quả thực là thần kỹ nghịch thiên không thể tưởng tượng nổi. Hắn kiếp trước cũng đã đọc qua một ít tư liệu về huyền khí này, tựa hồ có quan hệ rất lớn với chất liệu bản thân nó, căn bản khó có thể luyện chế ra cái thứ hai được nữa. Triệu Văn Chiến không để ý tới mọi người bất mãn và mỉa mai, mở miệng nói. Kiện bảo vật này thuộc sở hữu đảo hãm không ta, là một trong các chân tàng cực phẩm, chư vị chỉ cần xuất ra một thứ có giá trị tương đương liền có thể đổi được. Một gã hải tộc nhịn không được mỉa mai nói. Cái chén này Văn Chiến tiên sinh vẫn nên giữ lại để tự ăn cơm đi. Một gã khác cũng bất mãn nói. Ai muốn đổi tranh thủ thời gian đổi đi, tranh thủ đưa ra kiện bảo vật thứ hai a. Trong hải tộc cũng có người biết hàng, một gã hải tộc béo tròn bay lên đài, lấy ra một tảng đá lớn màu đỏ một tay có thể ôm hết đặt xuống đài. Oanh một tiếng, hòn đá kia trực tiếp lún xuống hơn phân nửa. Hải tộc béo tròn kia nói. Khối long huyết thạch này đổi Bạch Phạn, Văn Chiến tiên sinh cảm thấy thế nào? Cái gì, đó là long huyết thạch. Bên dưới thoáng cái lập tức nổ vang, nhao nhao hoảng sợ đứng lên nhìn lại. Một khối long huyết thạch như thế, sợ rằng đó là toàn bộ huyết dịch của một đầu long chết đi a. Sắc mặt Nhuận Tường mặt trầm xuống, trong con ngươi lóe lên hàn khí, lộ ra cực độ không thoải mái. Lý Vân Tiêu nhìn long huyết thạch kia, lắc đầu, sau đó đùa giỡn nhìn qua Nhuận Tường nói. Độ tinh khiết huyết dịch của long huyết thạch kia còn không bằng máu của ngươi, Nhuận Tường huynh nếu nguyện ý dỉ chút máu ra thì có thể phát tài lớn rồi. Hừ, Nhuận Tường hừ lạnh một tiếng, xanh mặt không nói thêm gì nữa. Nhưng long huyết đối với hải tộc mà nói là thứ chân quý bực nào, cơ hồ có thể sánh ngang với thiên tài địa bảo có thể gia tăng công lực rất mạnh rồi. Ban đầu ở ven biển Đông Hải, huyết dịch Nhuận Tường hóa tinh, rơi vào trong biển rộng, bị vô số các loại hải thú tranh giành nhau ăn, đều đã xảy ra biến dị hàng loạt, trở thành tồn tại hung hãn đến cực điểm. Một khối long huyết thạch lớn như thế khiến mọi người đều thèm đến chảy nước miếng. Đó thật sự là long huyết thạch sao? Tại sao có thể có người ngốc thế chứ, lại dùng trí bảo đi đổi lấy thứ rác rưởi? Long huyết thạch này có bán ra không? Trong tay của ta có một kiện huyền khí cửu giai, nguyện ý mang ra đổi nó. Chỗ ta cô huyền khí cửu giai trung cấp, nguyện ý đổi. Dưới đài nhao nhao kêu lên, mọi người đều nhìn về phía khối long huyết thạch kia. Triệu Văn Chiến hai tay thả lỏng phía sau, cao giọng nói. Đều yên tĩnh. Hắn nhìn hải tộc béo tròn kia nói. Khối long huyết thạch này quả thật giá trị cực cao, không chỉ đủ sức nặng, hơn nữa cơ hồ bảo tồn tinh hoa một đầu địa long trong đó. Nhưng đáng tiếc a, chỉ là một đầu địa long mà thôi. Hắn lắc đầu, cảm thấy rất tiếc nuối đối với phẩm chất huyết dịch này. Sắc mặt hải tộc béo tròn kia trầm xuống, xanh mặt nói. Mặc dù là địa long, đó cũng là thứ cực kỳ khó được, chẳng lẽ còn không đủ để đổi lấy Bạch Phạn này sao? Triệu Văn Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, trong miệng thốt ra hai chữ, nói. Không đủ. Sắc mặt hải tộc béo tròn trở nên cực kỳ khó coi, dưới đài cũng xôn xao, phảng phất như không thể tin được. Văn Chiến tiên sinh, cái Bạch Phạn này của ngươi muốn đổi vật gì? Ta đổi với ngươi. Không ít người kêu lên, hy vọng thông qua đổi lấy Bạch Phạn lại đi đổi lấy khối long huyết thạch kia. Cũng có một ít người nói thầm, nói. Không phải hai người bọn họ hợp nhau làm trò, dụ dỗ chúng ta đổi lấy Bạch Phạn kia đấy chứ. Đợi đến khi cái chén bể kia vừa vào tay, long huyết thạch trong tay tên béo kia cũng không đổi nữa. Mấy tên hải tộc khác lại lộ ra vẻ chợt hiểu, liên tục gật đầu nói. Đích thị là như thế, đích thị là như thế. Lý Vân Tiêu lắc đầu, Triệu Văn Chiến cũng là thuật luyện sư cửu giai như hắn, tự nhiên sẽ hiểu rõ sự chân quý của Bạch Phạn, kiện vật phẩm này sợ rằng phải lưu phách rồi, có lẽ đối phương căn bản cũng không muốn bán ra, chỉ lấy ra để triển lãm một chút thôi. Hắn trầm tư một hồi, cảm thấy có chút không cam lòng, lập tức hóa thành một đạo quang mang bay lên đài. Triệu Văn Chiến cười nhìn qua hắn, nói. Vân Tiêu công tử cũng muốn xuất thủ.
Văn Chiến rất chờ mong đấy, không biết công tử sẽ xuất ra bảo vật gì. Trên người Lý Vân Tiêu thứ chân quý hơn Bạch Phạn còn nhiều, rất nhiều, nhưng mỗi một kiện đều là chí bảo, đều có được tác dụng không thể thay thế nên hắn không thể đổi được. Hắn lấy ra một cái ngọc giản, ném tới, nói. Ta dùng công pháp này đổi lấy Bạch Phạn, không biết Văn Chiến tiên sinh cảm thấy có đáng giá không? A, à, Triệu Văn Chiến tiếp nhận ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ tò mò cực độ, cười nói. Xem Vân Tiêu công tử bộ dạng tràn đầy tự tin, Văn Chiến thật sự rất ngạc nhiên đấy. Trong thiên hạ công pháp tuy nhiều, nhưng có thể đổi lấy Bạch Phạn thật sự rất có hạn. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi cứ xem qua trước rồi nói sau. Triệu Văn Chiến nhẹ gật đầu, liền đặt ngọc giản ở trên trán. A, a, a. Triệu Văn Chiến chỉ quét thần thức qua một lần liền phun ra ba chữ A liên tiếp, một cái khiếp sợ hơn một cái, tựa hồ khó mà tin được. Trong hai mắt Bắc Minh Kháng Thiên tuôn ra tinh mang, bắn ra ra lửa giận vô biên, hắn tựa hồ đã đoán được Lý Vân Tiêu lấy ra vật gì, sắc mặt âm trầm cơ hồ như muốn chảy ra nước. Tất cả mọi người trong tràng đều lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn rất khó tưởng tượng đến cùng là vật gì có thể chân quý hơn cả huyền khí cửu giai, chân quý hơn cả khối long huyết thạch lớn kia. Tay Triệu Văn Chiến cầm lấy ngọc giản kia cơ hồ cũng trở nên run rẩy, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn có chút run rẩy nói. Cái này, vật này là thật sao? Phản ứng của hắn hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lý Vân Tiêu, lạnh nhạt nói. Dùng năng lực xem xét của Văn Chiến tiên sinh chẳng lẽ còn không phân biệt ra thật giả sao? Chỗ mấu chỗ trong đó ta đều đã hạ xuống cấm chế, nhưng cũng không ngại Văn Chiến tiên sinh phân biệt. Ọt ọt, toàn trường đều nghe được tiếng nuốt nước bọt của Triệu Văn Chiến, tất cả mọi người trong tràng đều hận không thể bay lên xem đến cùng đó là vật gì. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, thần sắc Triệu Văn Chiến càng biến ảo bất định, bọn hắn lại càng thấy ngứa ngáy khó chịu, đều cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, nguyên một đám muốn biết rõ tình huống đến cùng thế nào. Lý Vân Tiêu lấy ra đích thực là Bá Thiên Luyện Thể Quyết, dù sao bộ luyện thể quyết này là thứ không hoàn chỉnh, hơn nữa bản thân hắn đã đi lên con đường mở thiên môn, hoàn toàn không dùng được nữa. Hơn nữa Bắc Minh Thế Gia cũng cho, hắn không ngại cho thêm mấy người nữa. Huống chi là dùng để đổi lấy trận khí tuyệt phẩm như Bạch Phạn, cái này rất đáng giá. Hiện giờ gian nan nhất chính là Triệu Văn Chiến, hắn lấy ra Bạch Phạn quả thật đúng như Lý Vân Tiêu suy đoán, chỉ là triển lãm mà thôi, muốn lộ ra sự giàu có của đảo hãm không mà thôi, cũng không thật tình muốn đổi ra ngoài. Nhưng hiện giờ, hắn lộ nụ cười khổ, cầm lấy miếng ngọc giản kia, nói. Vân Tiêu công tử, việc này đã vượt qua phạm vi ta có thể quyết định rồi. Ta phải hỏi thăm ý kiến đại đạo chủ một chút. Lý Vân Tiêu cười nói. Không sao. Triệu Văn Chiến lúc này liền bắt đầu truyền âm với Quảng Nguyên, chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, nhưng lại không biết đang nói gì. Vì phòng ngừa có người nghe lén nên hắn không chỉ truyền âm kèm cấm chế, hơn nữa còn sử dụng mật ngữ nữa. Cái này càng khiến mọi người ngứa ngáy khó chịu, cơ hồ muốn móc tim ra để gãi ngứa. Sau đó Triệu Văn Chiến lộ ra bộ dạng cẩn thận lắng nghe. Thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng mới khẽ gật đầu một cái. Hắn phục hồi tinh thần lại, nói với Lý Vân Tiêu. Đại đảo chủ nói có thể đổi. Dầm ào ào. Bên dưới như bùng nổ, một khối long huyết thạch lớn như thế cũng không thể đổi được, rốt cuộc là công pháp gì lại có thể đổi chứ? Đặc biệt là tên hải tộc béo tròn kia, hắn cả giận nói. Văn Chiến tiên sinh, người làm thế cũng quá khiến người không phục đi, hắn đến cùng lấy ra vật gì? Còn chân quý hơn cả long huyết thạch của ta sao? Đúng vậy, phải công bố là vật gì? Bên dưới cũng nhao nhao kêu ầm lên, đều lộ ra vẻ chờ mong cực độ. Duy chỉ có Bắc Minh Lai Phong sắc mặt tái nhợt cực kỳ khó coi, trong con ngươi lóe ra chút sát cơ. Triệu Văn Chiến cao giọng nói. Huyễn Bảo Đại Hội chỉ trao đổi bảo vật, không có nghĩa vụ công khai vật đổi với mọi người, đều yên tĩnh đi. Lời hắn vừa dứt. Từ bốn phương tám hướng đã truyền đến khí tức rất mạnh, đúng là lực lượng thủ vệ của Huyễn Bảo Đại Hội, chuyên môn giữ trật tự nơi này. Lúc này mới khiến mọi người đều câm miệng lại, nhưng vẫn lộ ra thần sắc cực kỳ không hài lòng. Triệu Văn Chiến cũng lười để ý đến mọi người, nói với Lý Vân Tiêu. Vân Tiêu công tử, cấm chế bên trong. Lý Vân Tiêu cười nói. Hiểu. Hắn cũng truyền âm nhập mật, trực tiếp truyền cách giải cấm tới. Triệu Văn Chiến vội vàng quét thần thức vào trong ngọc giản,
dùng bí pháp cởi bỏ đám cấm chế kia, trên mặt không ngừng lộ ra hưng phấn và vẻ mừng như điên, thân thể cũng không nhịn được nữa trở nên kích động. Ha ha, ha ha ha, quả nhiên không giả. Sau khi tầng cấm chế cuối cùng bị cởi bỏ, Triệu Văn Chiến rốt cục cười ha hả, nói. Khó trách thực lực Vân Tiêu công tử lại cường hoành như thế, thì ra là thân mang thần thông tuyệt thế. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích, hắn kiểm tra qua Bạch Phạn một lần, đích thật là thứ trong truyền thuyết kia, sau đó thỏa mãn về tới chỗ ngồi của mình. Thủy Tiên cũng bị khơi lên lòng hiểu kỳ, nhịn không được hỏi. Công pháp ngươi cho hắn rốt cục là gì? Lý Vân Tiêu cúi thấp người xuống, thấp giọng nói. Một bộ luyện thể thuật mà thôi. Thủy Tiên lộ ra thần sắc giật mình, nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt lại nổi lên hai đạo đỏ ửng. Vừa rồi Lý Vân Tiêu nói nhỏ bên tai nàng, hơi trong miệng phả vào mặt nàng, khiến trong lòng nàng dâng lên một hồi cảm giác khác thường chưa bao giờ có, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng dưới loại ngượng ngùng này, lại có thêm chú điềm mật, ngọt ngào vui vẻ, chính cô ta cũng không thể nói vì sao. Thủy Tiên cúi đầu ngượng ngùng cười trộm, hai tay vo lấy góc áo, thần thái như tiểu nữ nhi vậy. Đám người đứng ngoài xem không biết bí mật trong đó, nhưng Lý Vân Tiêu lại nói cho nàng khiến nàng có cảm giác như được chia sẻ bí mật nhỏ chỉ thuộc về hai người bọn họ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Thủy Tiên công chúa, có phải hội trường nóng quá không, sao mặt ngươi nóng đến đỏ rực thế? Đôi má đỏ rực kia của Thủy Tiên thoáng cái tím lại như quả cà, trong hai tròng mắt phun ra sát cơ, bờ môi cơ hồ cắn chảy ra máu, cắn răng nói. Giết ngươi! Bắc Minh Lai Phong cũng một mực chú ý tố Lý Vân Tiêu, hắn cũng không phải thiếu nam ngây thơ gì cả, vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Thủy Tiên sao có thể không rõ chứ, gương mặt thoáng cái đã mất đi huyết sắc, oán độc nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Tiếp theo, chính là bảo vật áp trục thứ hai lần đấu giá này. Triệu Văn Chiến sau khi qua kích động, cảm xúc thật lâu không thể bình phục, mang theo vẻ vui sướng cực độ giới thiệu nói. Chư vị mời xem. Hắn một liền xốc lên vải đỏ trên khâu mà bạn nữ cầm trên tay, lần này lộ ra chính là một cái ốc tù và. Ốc tù và này dĩ nhiên là do cửu sắc tạo thành, trên đó không ngừng bay lên vầng sáng, rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm. Hơn nữa còn lớn hơn ốc tù và bình thường một vòng. Bạn nữ bưng cái khay kia nhìn qua cửu thải chi sắc kia, toàn bộ hai mắt dần trở nên tan rã. Người hải tộc ở bốn phía đều cẩn thận nhìn qua ốc tù và kia. Tựa hồ không ai nhận ra nó là vật gì cả, có ít người lại cảm thấy có ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra nổi. À, mau nhìn bạn nữ kia kìa. Đột nhiên một gã hải tộc kinh hô lên, mọi người lúc này mới ngất liềm, hoảng sợ phát hiện bạn nữ kia trong bất chi bất giác đã biến thành một khối hóa thạch rồi. Cái này, ta nhớ ra rồi, trời ạ, đây là cửu thải thiên loa a. Một gã hải tộc đột nhiên cả kinh kêu lên, trong thanh âm mang theo sợ hãi vô tận. A, à, toàn bộ trong tràng một mảnh xôn xao, cái tên này giống như có ma chú vậy, đột nhiên mọi người đều thất sắc, trên mặt nguyên một đám lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà ngay cả sắc mặt ba người Thủy Tiên, Nhuận Tường và Phi Minh cũng đại biến, lộ ra thần sắc khó có thể tin, còn có chút khiếp sợ nữa. Triệu Văn Chiến nhẹ nhàng cười cười, nói. Không thể tưởng được còn có bằng hữu có thể nhận ra vật ấy. Bất quá, đây chính là ốc tù và do cửu thải thiên loa chế thành. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, lúc này cũng không còn hoài nghi nữa, mỗi người đều chảy ra mồ hôi lạnh. Cửu thải thiên loa nhất tộc không phải đã bị Hải Hoàng Đại Nhân mấy đời trước diệt tuyệt sao? Sao vẫn còn tồn tại chứ? Cái này chỉ là tiêu bản A, không nghe nghe là ốc tù và sao, chỉ là loại vật này chế thành ốc tù và, cái này quá điên cuồng A, dĩ nhiên là ốc tù và do hải tộc cấp độ B cửu thải thiên loa chế thành. Cửu thải thiên loa, trong biển rộng đã từng là chủng tộc giống như ác mộng vậy, tuyệt đối là tồn tại cấp độ B. Chúng sinh ra trong biển rộng, hoành hành không sợ, vào hơn ngàn năm trước đã bị vương tộc Tây Hải xuất lĩnh cường giả vây công, vậy mà lại giết ngược khiến vương tộc Tây Hải phải chạy trối chết, phải nhờ hải hoàng năm đó ra mặt mới có thể triệt để gạt bỏ chủng tộc này. Tộc này có một loại thiên phú thần thông rất mạnh, có thể dùng công kích âm ba trên phạm vi lớn, trực tiếp biến người thành hóa thạch. Coi như là không thi triển âm ba chi lực, cũng có thể động dụng cửu sắc quang mang khiến người hóa đá, thật sự nghịch thiên đến cực điểm. Từ sau khi bị Hải Hoàng dẫn đội tiêu diệt vào hơn ngàn năm trước cũng chưa bao giờ nghe qua tin tức về chủng tộc này nữa.
Giờ phút này Úc Tù và nhỏ trên đài hẳn là ấu thế của cửu thải thiên loa nhất tộc. Triệu Văn Chiến đắc ý cười nói. Đây chính là tiêu bản của cửu thải thiên loa nhất tộc, mọi người cũng nhìn thấy, thần thống hóa đá kèm theo của nó vẫn còn, giá trị vật này chắc chư vị cũng rõ chứ. Bạng nữ bị biến thành hóa thạch kia đã không còn một tia sinh cơ, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười nhẹ nhàng, hai tay vẫn đang nâng lấy cái khay. Rốt cục không ít hải tộc bình tĩnh lại, một người trong đó cao giọng nói. Vật ấy đổi thế nào? Triệu Văn Chiến cười nói. Quy củ cũ, chỉ cần là vật có thể khiến chúng ta thỏa mãn liền có thể lấy đi. Cái này cũng quá lừa người đi. Lập tức có người hét lên. Ai có thể xuất ra thứ có thể so với cửu thải thiên loa chứ, cho dù có cũng không nỡ đổi a. Triệu Văn Chiến nhìn qua mọi người cười nói. Theo ta được biết, lần này có không ít cường giả các đại tộc tham dự. Trong Đông Hải vật tàng chi phong phú khó có thể tính toán, Văn Chiến cũng hy vọng chư vị có thể xuất ra chút thứ tốt để mọi người đại khai nhãn giới một phen. Trong lúc nhất thời mọi nơi im ắng, tất cả mọi người đều cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào cửu thải thiên loa kia. Nhưng đa số đều là cùng bức, không ai có thể đổi nổi vật này cả. Ở một chỗ hẻo lánh, vài tên cường giả hải tộc hình thái tương tự nhau tụ đầu cùng một chỗ, thấp giọng thương nghị lấy gì đó, ánh mắt mỗi người đều phi thường ngưng trọng. Mấy hơi sau dường như đã có thương định, người cầm đầu hóa thành một đạo quang mang bay đài. Triệu Văn Chiến cười cười, nói. Nếu là ta không nhìn lầm thì vị này nhất định là cường giả thủy thích nhất tộc. Người nọ biến sắc, ngưng giọng nói. Văn Chiến tiên sinh quả nhiên hảo nhãn lực. Thấy vậy người nọ thừa nhận, bên dưới lập tức trở nên xôn xao, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì, thủy thích nhất tộc, bọn hắn chính là chủng tộc cực kỳ bí ẩn a, vậy mà cũng tới tham gia huyễn bảo đại hội. Đây chính là hải tộc cấp B lừng lẫy nổi danh a, trong toàn bộ tộc đàn Đông Hải cũng thuộc về hàng đầu. Bất quá cũng khó trách được, ngay cả kỳ vật như cửu thải thiên loa cũng xuất hiện ở hội trường. Coi như có cường tộc cấp độ B tới cũng không kỳ quái. Phía dưới các loại nghị luận không ngừng, tất cả mọi người đều ánh mắt đánh giá những người thủy tích tộc kia, nhưng những người kia mặt không đổi sắc, bình tĩnh ngồi đó. Triệu Văn Chiến cười nói. Không biết vị bằng hữu kia mang đến thứ gì, có thể khiến ta đại khai nhãn giới một phen không? Người nọ lấy ra một khối kim loại phiến đẩy tới, nói. Vật ấy như thế nào? Triệu Văn Chiến tiếp nhận nhìn kỹ. Lập tức sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Cái này. Người nọ cười cười, nói. Đúng là vật ấy, thứ này ta nghĩ có thể sánh với cửu thải thiên loa rồi. Triệu Văn Chiến cầm phiến kim loại kia trong tay lật xem vài cái, thở dài. Luận giá trị đích thật là có thể so sánh với cửu thải thiên loa, nhưng cửu thải thiên loa chính là thứ tuyệt tích, trong toàn bộ tứ hải có lẽ còn, nhưng rất khó tìm ra con thứ hai được. Hắn đẩy phiến kim loại kia trở về, nói. Xin lỗi. Người thủy thích tộc kia biến sắc, hiện lên nộ khí, trầm tư một chút, liền tức giận hừ một tiếng cầm lại phiến kim loại kia. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ u oán. Sau đó lại là một người bay lên đài, ánh mắt mọi người đều hội tụ qua. Người nọ giang hai tay đến trước người một cái, lập tức 7-8 túi chữ vật xuất hiện trên không trung, từng cái mở ra. Người kia nói. Văn Chiến tiên sinh, đồ vật bên trong ngươi xem thử xem, có vật gì có thể đổi được không? Triệu Văn Chiến gật đầu, thần thức bắt đầu đảo qua những túi chữ vật kia. Tựa hồ quét cực nhanh, thoáng cái đã đến túi thứ 8, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra kinh ngạc. Nhưng rất nhanh cũng khôi phục như thường, xem như đã xem xong, cười nói. Trong 8 cái túi này đều là vật khó được, nhưng rất khó đổi lấy Ốc Tù và. Người nọ tựa hồ đã sớm đoán trước là thế. Nhân tiện nói. Nếu 8 túi chữ vật cộng lại luôn thì sao? Triệu Văn Chiến khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc nói. Ngươi thực định dùng 8 cái túi này đổi lấy sao? Tuy rằng vật bên trong cũng không thể so với Ốc Tù và, nhưng toàn bộ cộng lại giá trị lại lớn đến mức khó đánh giá, đặc biệt là mấy thứ trong túi thứ 8, bản thân cũng đã không kém hơn cửu thải thiên loa bao nhiêu rồi. Người nọ nhìn thoáng qua cửu thải thiên loa Ốc Tù và, cắn răng nói. Đổi. Triệu Văn Chiến thoáng do dự, gật đầu nói. Tốt, này giao dịch ta có thể làm chủ. Hắn lăng không một chảo, 8 túi chữ vật kia lần lượt rơi vào trong tay hắn. Người nọ lòng tràn đầy cuồng hỉ, nói. Đa tạ. Hắn vội bước tới trước nhấc lên Ốc Tù và, trong tay cẩn thận vuốt vuốt một phen,
lúc này mới thu vào, hóa thành một đạo quang mang bay trở về chỗ ngồi của mình. Tất cả mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, trọng bảo như thế vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ dẫn tới tranh đoạt kịch liệt, không nghĩ tới lại dễ dàng có chủ như thế. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Người nọ dáng người nhỏ gầy, trên làn da hiện ra màu xám trắng, ở trong toàn bộ đại sảnh không có chút thu hút, nhưng giờ phút này lại tụ tập ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, trong đó không thiếu tham lam và hung mang. Đặc biệt là mấy tên cường giả thủy tích tộc, thần sắc trong mắt phức tạp đến cực điểm, không ngừng đánh giá người kia. Trên mặt Triệu Văn Chiến lộ ra dáng tươi cười thần bí, chậm rãi nói ra. Vật cuối cùng sẽ do đại đảo chủ đảo hãm không tự mình chủ trì đấu giá. Cái gì, đại đảo chủ đảo hãm không? Tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, từ sau khi đảo hãm không sừng sững trên Đông Hải, tất cả mọi chuyện đều do ngũ đảo chủ Triệu Văn Chiến chủ trì, mấy vị khác vẫn chưa ai gặp qua. Về phần đại đảo chủ càng là bí ẩn, chưa từng nghe nói có ai thấy qua hắn cả. Trước kia Lý Vân Tiêu cáo mượn oai hùng, bức cho đại đảo chủ hiển hình chiếu cũng chính là lần đầu tiên, nhưng không ai thấy rõ dung mạo hắn cả. Bên ngoài đại sảnh Huyễn Bảo đột nhiên bay tới ba đạo quang mang, không ngừng lượn vòng trên không trung, cuối cùng đều đáp xuống trên đài. Nhị đảo chủ Tân Thần, tam đảo chủ Lãnh Vũ, tứ đảo chủ Cửu Thiên. Ba đạo quang mang kia lập tức hóa ra ba người, tự giới thiệu mình. Tất cả mọi người thấy ba vị kia đều lộ ra dị sắc. Không ít người cũng nhận ra Cửu Thiên, chính là người động thủ với Lý Vân Tiêu lúc trước. Triệu Văn Chiến cười nói. Ngũ đảo chủ Triệu Văn Chiến. Bốn người thối lui qua một bên, cùng quát lên. Cung nghênh đại đảo chủ. Âm thanh chấn trời cao, không chỉ vang vọng trong đại sảnh, càng truyền khắp trên đảo, khiến mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Trên không đài đột nhiên sáng lên, một đạo hoa quang giống như ánh trăng rơi xuống. Trong mơ hồ tựa hồ có dấu hiệu tiên nữ phi thiên, còn có tiếng Phật sướng nhẹ vang lên. Ầm ầm, đột nhiên toàn bộ đại sảnh đều chấn động, tựa hồ có một cổ lực lượng từ sâu trong đảo hãm không truyền đến, dẫn động địa mạch. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, không ít cường giả đều cảm ứng được tựa hồ không đơn giản như vậy, nguyên một đám sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ha ha, mấy vị đảo chủ không nên đa lễ. Một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến. Sau đó trong hoa quang kia thoáng hiện bóng người, sau đó dần trở nên rõ ràng. Một vị nam tử trung niên bộ dáng bạch diện thư sinh mặt mỉm cười, hai tay phụ ở sau lưng chậm rãi đi ra từ trong hào quang. Bốn gã đảo chủ đồng thời cung kính nói. Bái kiến đại đảo chủ. Quảng Nguyên mỉm cười nói. Không nên lễ tiết như thế, mấy vị cực khổ rồi. Mọi người nhao nhao mở to hai mắt nhìn tới trên người Quảng Nguyên, một thân áo bào xanh, thần sắc lạnh nhạt. Bộ dáng không khác biệt gì với nhân loại cả. Người chính là vạn vật chi linh, rất nhiều chủng tộc tu luyện tới hậu kỳ đều chuyển hóa thành hình thái nhân loại cả. Trong năm vị đảo trị chỉ có mấy vị là hải tộc, nhưng nhìn qua chẳng khác gì nhân loại cả. Có chút người lớn gan thì phân ra thần thức lui tới trên người Quảng Nguyên, sau đó sắc mặt đều đại biến, thần trí của bọn hắn giống như đá chìm đáy biển vậy, đã triệt để mất đi cảm giác. Đột nhiên có người lầm bầm nói. Ngoài miệng nói không nên đa lễ, nhưng bản thân lại làm ra động tĩnh lớn như thế, hừ. Quảng Nguyên từ khi xuất hiện luôn có bộ dáng tông sư, trên mặt có vẻ tự tin như nắm giữ toàn bộ càn khôn vạn vật trong tay, nhưng sau khi thanh âm không hài hòa kia vang lên, trong đôi mắt không hề bận tâm của hắn rốt cục đã nổi lên một tia rung động, sắc mặt trầm xuống, trợn mắt nhìn qua. Ánh mắt toàn bộ mọi người đều nhìn về hướng phát ra thanh âm kia. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Sao hả, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ ta nói sai sao? Võ giả nhân tộc mặt đều hiện hắc tuyến, quả nhiên là tên chuyên gây chuyện này. Quảng Nguyên siết chặt hai tay, trong lòng dâng lên nộ khí nhưng lại không tiện phát tác, chỉ đành giả bộ như không nghe thấy, nói. Chư vị đường xa mà. Chậm đã. Lý Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng cắt đứt. Tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, lần nữa tụ ánh mắt đến trên người hắn. Không rõ tiểu tử này lấy đâu ra gan lớn như vậy. Bốn vị đảo chủ khác cũng lắp bắp kinh hãi, trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc không giống nhau. Tân Thần ngoại trừ cười khổ ra, trong mắt còn lộ ra lo lắng thật sâu. Lãnh Vũ và Cửu Thiên thì mặt đầy âm hàn, trong mắt lóe lên sát cơ. Triệu Văn Chiến sau khi giật mình thì chỉ biết cười khổ, trong mắt có chút lập lòe tinh mang, không biết đang suy nghĩ điều gì. Quảng Nguyên tức đến sắc mặt tái nhợt, cắn răng lạnh giọng nói.
Lý Vân Tiêu, ngươi lại dám cắt ngang bổn tọa nói chuyện, hôm nay nếu không giải thích cho rõ ràng thì giờ ta sẽ lập tức hành quyết ngươi ngay. Tất cả mọi người cảm nhận được lửa giận và sát cơ lăng liệt bành trướng trên người Quảng Nguyên, sắc mặt đều đại biến. Trên mặt Bắc Minh Lai Phong lộ ra vẻ vui mừng, khẩn trương vẽn tai lắng nghe. Lý Vân Tiêu trong lòng cười lạnh, dù sao đã là tử địch với Quảng Nguyên, trước đùa nghịch một chút cũng tốt. Hắn hừ một tiếng, nói. Đại đảo chủ, người lần trước hình chiếu hiện thân nói không tiện tham kiến Thủy Tiên công chúa, hiện giờ chân thân đi ra, chẳng lẽ đã quên mất phải tham kiến Thủy Tiên công chúa sao? Tất cả mọi người sững sờ, lộ ra vẻ cổ quái. Quảng Nguyên tức đến giận sôi lên, hắn cũng đã nhìn ra Lý Vân Tiêu là cố ý quấy rối hắn, nhưng cái mũ này chụp xuống hắn lại không có cách nào cả. Loại chuyện này nói tuy nhỏ, nói lớn cũng lớn, nếu ngươi không tham kiến thì hắn sẽ chụp cho ngươi cái mũ bất kính với Hải Hồng để đè chết ngươi ngay. Tất cả mọi người nhìn qua Quảng Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ đùa giỡn. Quảng Nguyên sắc mặt xanh lét phát tím, cắn răng một liền bái tới một hướng ở xa xa, nói. Tại hạ bái kiến Thủy Tiên công chúa. Thủy Tiên nhàn nhạt nói ra. Đại đảo chủ khách khí, không nên đa lễ. Quảng Nguyên đang muốn đáp lại vâng thì lại bị Lý Vân Tiêu trực tiếp giành lấy nói. Công chúa nói không nên đa lễ, người cứ miễn lễ đi, lần sau nhớ rõ đừng lỗ mãng vậy nữa, nhớ lấy, lễ không thể bỏ được. Chữ vâng kia của Quảng Nguyên lập tức kẹt tại yết hầu, nếu nói ra, chẳng há ra mình khiêm tốn chấp nhận giáo huấn của Lý Vân Tiêu sao? Nếu không trả lời thì chẳng há ra lại không để ý tới công chúa. Hắn thoáng cái giật mình đứng đó, trở nên có chút khó xử. Đám người đứng ngoài xem đều thầm cười trộm trong lòng, tâm tình Bắc Minh Lai Phong cũng thoải mái, thầm nghĩ, không tìm đường chết sẽ không phải chết, Lý Vân Tiêu lần này khó thoát kiếp số rồi. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng Quảng Nguyên, trong nội tâm cười lạnh không thôi, trừng mắt quát. Sao hả, lời công chúa nói ngươi có nghe thấy không? Phanh! Quảng Nguyên bởi vì quá mức tức giận nên một đạo nguyên lực bị hắn đẩy vào dưới chân, trực tiếp giẫm nát mảng lớn trên đài, mặt lạnh lùng nói. Công chúa nói như vậy, Nguyên mỗ ghi nhớ trong lòng rồi. Lý Vân Tiêu bộ dạng không kiên nhẫn, phất phất tay nói. Tốt rồi, nhớ rõ là tốt rồi, ngươi tiếp tục đấu giá đi. Quảng Nguyên cắn răng không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn vào Lý Vân Tiêu lại không khác gì như đang nhìn người chết vậy. Tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương, tâm tình phập phồng của một người lại dẫn động hoàn cảnh bốn phía đều xảy ra biến hóa. Bọn hắn không rõ Lý Vân Tiêu sao lại tự tìm đường chết như thế, nhìn tiểu tử kia cũng không giống người ngốc mà. Quảng Nguyên dần dập tắt lửa giận, cũng không có tâm tình nói lời khách sáo nữa, nói thẳng. Chư vị chú ý, đây là kiện vật phẩm đấu giá thứ ba. Hắn vươn tay ra, năm ngón tay chậm rãi mở ra, một đạo kim mang như nụ hoa tách ra trên tay. Mọi người nhìn kỹ lại, tách ra cũng không phải là kim mang, mà một nụ hoa thật sự. À, dĩ nhiên là đài sen. Không ít người kinh hô lên, Quảng Nguyên trong tay nắm đúng là một đài sen nhỏ, tán phát ra đạo đạo kim quang, linh động mười phần. Thứ như đài sen trong hải tộc cũng không hiếm thấy, chính là một thứ để ngồi xuống tu luyện, ngồi ngay ngắn trong đó có thể tĩnh tâm ngưng thần, có ít đài sen còn có công hiệu tụ tập linh khí, tăng lên tốc độ tu luyện nữa. Đài sen nhỏ trong tay Quảng Nguyên vàng chói lóng lánh, thập phần tinh xảo, từ xa cũng có thể thấy rõ được đường vân trên đó. Một gã hải tộc kêu lên. Đại đảo chủ, đài sen tuy rằng chân quý, nhưng cũng chỉ thường thôi, đặt ở đấu giá khâu cuối cùng không khỏi khiến người quá mức thất vọng đi. Không ít người lộ ra vẻ tán đồng. Đồng tử Lý Vân Tiêu lại đột nhiên co lại, trong hai tròng mắt tuôn ra hàn mang ra, tựa hồ có chút khó mà tin được. Thủy Tiên ở bên trong mắt tràn đầy nghi hoặc, dừng ở đài sen kia tựa hồ đang trầm tư gì đó. Quảng Nguyên nhẹ nhàng nhẹ cười cười, dừng ở đài sen trong tay, trong mắt lộ ra vẻ trìu mến, giống như cha mẹ đang nhìn vào đứa con của mình vậy. Hắn mỉm cười nói, sự thần kỳ của đài sen này ta cũng không thể hiểu rõ toàn bộ, nhưng sự kỳ lạ của hải vực bốn phía đảo hãm không chính là do vật này tạo thành. Cái gì? Lời vừa nói ra, ngoại trừ bốn vị đảo chủ ra, đám người đứng ngoài xem đều thấy sợ hãi. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía đài sen kim quang sáng lạn trong tay Quảng Nguyên, bảo vậy có thể thay đổi quy tắc thiên địa, tự thành kỳ cảnh trong phạm vi lớn như vậy, bọn hắn chỉ mới nghe lần đầu. Trong mắt Nhuận Tường chớp động hàn quang, vẻ phức tạp nói không nên lời, nhưng thần sắc lại cực kỳ khẩn trương.
Quảng Nguyên lạnh nhạt cười nói. Đài sen này có một tác dụng, đó chính là có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở thì đài sen này liền có thể cứu được ngươi. Thực sự thần kỳ như thế. Tất cả mọi người quá mức sợ hãi, điều mà Quảng Nguyên nói càng ngày càng không hợp thói thường, vượt quá khỏi phạm vi lý giải của mọi người rồi. Nếu nói có thể chữa thương thì cũng rất bình thường, hoặc là nói năng lực chữa thương rất mạnh cũng có thể hiểu được. Nhưng hoạt tử nhân, nhục bạch cốt lại là cách nói khoa trương đến cực đến, cảm thấy như quá mức khuếch đại rồi. Trong mắt Quảng Nguyên tựa hồ lộ ra một tia hồi tưởng, trong con ngươi một mảnh mông lung, thì thào nói. Mấy chục năm trước bản thân ta bị trọng thương, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trời không tuyệt ta, để cho ta gặp được đài sen này, tính tâm an dưỡng mấy chục năm, thương thế trong cơ thể cũng đã tốt hơn một nửa. Một gã hải tộc giật mình nói. Mấy chục năm mới tốt được một nửa, vậy có thể thấy được năm đó bị thương nặng thế nào, nhưng nếu nói thế thì công hiệu của đài sen cũng không hơn gì cái này rồi. Quảng Nguyên cười nhạt một tiếng, nói. Thương thế của ta sở dĩ không thể phục hồi toàn bộ là vì đài sen này cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nó hư hao cỡ nào ta không biết, nhưng những năm gần đây ta phát hiện đài sen này có thể không ngừng hấp thu ngoại lực để tự mình chữa trị lấy. Huyền khí có thể tự mình chữa trị. Mọi người cảm thấy choáng váng, nhìn đài sen nhỏ kia lộ ra vẻ suy tư. Có người nhìn không được hỏi. Chẳng lẽ vài chục năm rồi đài sen này vẫn chưa chữa trị được sao? Vậy thì làm được gì chứ? Không bằng tìm thuật luyện sư chữa trị còn hơn. Không ít người đều lộ ra vẻ cổ quái, nhao nhao nhìn về phía Triệu Văn Chiến. Vị ngũ đảo chủ này chính là thuật luyện sư cửu giai A, chẳng lẽ hắn cũng không được? Quảng Nguyên vẫn yêu thương dừng ở đài sen, cười nói. Sở dĩ chữa trị chậm, là vì thiếu khuyết cơ hội. Đài sen này cần hấp thu lực lượng bốn phía, mà nó thích nhất chính là huyền khí chi linh. Trong mắt Quảng Nguyên lóe lên hàn quang. Trong lòng tất cả mọi người đều đột nhiên chấn động, tựa hồ có một loại dự cảm bất hảo. Nhưng có ít người vẫn tràn đầy nghi hoặc, nói. Nói như vậy là phải hấp thu huyền khí chi linh sao? Các ngươi tổ chức huyễn bảo đại hội chính là muốn đổi lấy nhiều huyền khí để cho nó hấp thu sao? Quảng Nguyên híp mắt cười nói. Đúng vậy. Hắn đánh ra một đạo quyết ấn, đài sen kia lập tức bay vào không trung, không ngừng biến lớn. Trong khoảnh khắc. Một cổ lực lượng khác thường từ trong đài sen nhộn nhạo ra, tràn ngập toàn bộ hội trường. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên có mặt người sắc đại biến, đứng dậy quát lên. Đại đảo chủ, đây là có chuyện gì? Trong tay hắn nắm một thanh chiến đao, thân đao bởi vì sợ hãi nên đang không ngừng rung động lắc lư, linh khí phi tốc sói mòn đi, dĩ nhiên là đã bị đài sen hấp mất. Không chỉ có hắn. Mà giờ phút này trong tràng khắp nơi đều có linh khí cường đại mắt thường có thể thấy được tràn ra trên thân mọi người, nhao nhao bị hút vào đài sen. Toàn bộ trong tràng thoáng cái trở nên hoảng loạn, tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc, mặc dù không triệu hồi ra huyền khí bổn mạng của mình cũng cảm nhận được lực lượng trên huyền khí đang nhanh chóng sói mòn đi. Đại đảo chủ, người vậy mà dùng vật ấy hấp thu huyền khí chi linh của chúng ta sao? Tên cường giả thủy tích tộc kia nổi giận đứng lên. Mặt mũi tràn đầy lửa giận. Từng đạo linh khí cường đại từ trên người hắn tràn ra, dù ngăn cản thế nào cũng không ngăn được nó tràn về phía đài sen. Nụ cười của Quảng Nguyên trở nên có chút âm lãnh cổ quái, dữ tợn nói. Ha ha, chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói rồi sao, đài sen này của ta cầm hấp thu huyền khí chi linh A. Cái gì? Tất cả mọi người đều giận tím mặt, còn có một cổ sợ hãi thật lớn lan tràn trong lòng mỗi người. Bọn hắn ban đầu còn tưởng rằng Quảng Nguyên chỉ là muốn biểu hiện ra uy lực đài sen, hiện giờ xem ra dĩ nhiên là muốn trực tiếp hấp thụ huyền khí chi linh của bọn hắn rồi. Loại cảm giác này, sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên cực kỳ khó coi, năm ngón tay siết chặt, giống như đã ý thức được có phiền toái lớn rồi. Tất cả huyền khí của hắn đều ở trong giới thần bi nên ngược lại không bị hấp mất linh khí. Chỉ là trong cơ thể dâng lên trận trận khác thường, dưới sự tác động của đài sen kia. Giới thần bi tựa hồ có phản ánh, phía trên đan điền nổi lên một hồi lưu quang dị sắc. Yêu Long cũng kinh hãi nói. Vật kia! Lý Vân Tiêu nuốt nuốt nước miếng, mặt âm trầm nói. Con em ngươi, vật kia thật là huyền khí siêu phẩm A, lần này phiền toái lớn rồi. Lý Vân Tiêu cũng có chút phát mộng rồi, trên đời này đến cùng có bao nhiêu huyền khí siêu phẩm. Thứ mà vài vạn năm qua cũng chỉ có nghe qua,
sao giờ lại gặp được cả đám thế này? Trong mắt Quảng Nguyên lóe lên vẻ điên cuồng, cười to nói. Cử hành mấy lần huyễn bảo đại hội, ta đều rất muốn động thủ ăn no một bữa rồi, đáng tiếc đều không đủ sức nặng a, lần này đã đủ rồi, vậy là đủ rồi, ha ha. Đáng chết, thì ra huyễn bảo đại hội chính là một cái bẫy dập a. Tên cường giả thủy tích tộc kia lộ ra vẻ nổi giận, giống lớn nói. Mọi người cùng nhau ra tay giết hắn, nếu không huyền khí của tất cả mọi người đều sẽ xong đời mất. Hắn nói xong, liền trao đổi ánh mắt với đồng bạn, lập tức 7-8 tên cường giả thủy tích tộc trước sau vọt lên. Ba người cầm đầu thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, thi triển ra võ kỹ giống nhau, đều là tay trái vòng trước người, vòng tay phải ngưng ra một trường đập tới. Dưới trường phong ẩn ẩn có linh quang hiển hiện, một con cá đáng yêu rất sống động bơi ở giữa, giống như một giọt bọt nước vậy, đó đúng là hình thái bản thể của bọn hắn. Thân ảnh ba người cùng điệp ra lại trên không trung, khiến trường lực hội tụ dung hợp, giống như mãnh thú hồng hoang trọng sinh hậu thế, có uy lực có thể quét ngang tất cả vậy. Hừ! Quảng Nguyên hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lộ vẻ khinh miệt không chút che giấu, tay trái lười nhác nâng lên, vẽ một vòng tròn trên không trung nghênh đón lấy. Bành! Một cổ nguyên lực nổ bung trên không, uy lực quét ngang kia lập tức bị đánh tan, ba gã cường giả thủy tích tộc nhao nhao nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, giống như diều bị đứt dây bị đánh văng ra ngoài vậy. À, ba vị đại nhân! Năm tên cường giả thủy tích tộc vọt lên sau đó đều trợn tròn mắt toàn bộ rút ra chiến đao gào thét lớn lăng không chém xuống dưới. Trên người năm người đều nổi gân xanh, mặt ngoài làn da bao trùm một tầng màng nước, hiển nhiên là dùng bí pháp thúc dục lực lượng cực mạnh. Quảng Nguyên suy cười một tiếng, khinh miệt nói. Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Khi năm đạo lăng lệ ác liệt chém xuống, hắn thả lỏng hai tay ở sau lưng, dưới chân dẫm ra một bước, cả người liền biến mất tại chỗ, năm đạo đao mang kia chỉ có thể chém vào khoảng không. Cái gì? Một người trong đó mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dưới đao khí của năm người bọn hắn không gian như bị khóa lại, có thể kháng trụ uy áp kia cũng đã không tệ rồi, càng đừng nói đến biến mất. Phanh! Một tiếng va đập nặng nề truyền đến, Quảng Nguyên trực tiếp xuất hiện ở giữa năm người, đầu gối đùi phải húc nát đan điền một người. Người nọ nhổ ra miệng lớn máu tươi, ánh mắt lộ ra không cam lòng và phẫn nộ, sau đó liền bỏ mình. Sau đó tay phải hắn quét qua trước người, trực tiếp đánh bay chiến đao người nọ ra ngoài, chiến đao vẽ ra trên không vài đạo đao mang, vèo một tiếng đã như bị nam châm hút lấy vậy, ba một tiếng dán trên pháp hoa liên thai. Chỉ qua mấy hơi thở, chuôi chiến đao kia đã mất đi tất cả linh khí, rơi xuống khỏi pháp hoa liên thai, rơi trên mặt đất giống như một khối sắt vụn vậy. Bốn người khác đều kinh sợ, vội vàng quét ngang chiến đao tới trên người Quảng Nguyên. Bốn người vô cùng có ăn ý, trong chiêu thức tầng tầng lớp lớp, tiến công đồng thời cũng bổ túc phòng ngự cho nhau, một tầng đao võng kín không kẽ hở chụp xuống dưới. Thân ảnh Quảng Nguyên dưới đao võng kia lập tức bị xoắn cho phân thân toái cốt. Bốn người đại hỉ, nhưng rất nhanh dáng tươi cười đã cứng lại, đầu Quảng Nguyên đã bị chấn nát lộ ra vẻ châm chọc, mà thân thể vỡ vụn cũng nhạt đi, chậm rãi biến mất. Một giọng nói từ bốn phương tám hướng vang lên, nói. Các ngươi ngay cả động tác của ta cũng không bắt được, làm sao đánh với ta chứ? Một đám cặn bã. Rầm 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 phanh. Bốn người trong lúc sợ hãi, lồng ngực liền bị phá ra cái động lớn, nội tạng toàn bộ đều nổ nát, bỏ mạng tại chỗ. Sau đó binh khí của bốn người cũng nhao nhao bị pháp hoa liên thai hấp lên, sau vài hơi đã biến thành sắt vụn rơi xuống. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Quảng Nguyên đánh bại 7 tên cường giả thủy tích tộc cũng mất có chút thời gian, khiến bọn hắn vốn còn ôm một tia hy vọng nhưng giờ đã triệt để tuyệt vọng, toàn bộ đều lộ ra sợ hãi. Một gã hải tộc lấy hết dũng khí đứng lên, nói. Đại đảo chủ, mục đích của ngươi chẳng qua chỉ vì hấp thu huyền khí chi linh, chữa trị pháp hoa liên thai này. Chúng ta sẽ dâng lên huyền khí, kính xin thả chúng ta rời khỏi đảo hãm không có được không? Quảng Nguyên híp mắt cười nói. Rời đi. Đây thật sự là một chủ đề đau khổ đấy. Chẳng lẽ ta chưa nói cho các ngươi rõ, bản thân ta cũng bị thương rất nặng chưa lành hẳn đây. Người nọ sợ run lên, nói. Trên người của ta còn có một ít thiên tài địa bảo có thể trị liệu thương thế, cũng nguyện ý toàn bộ kính dâng ra. Quảng Nguyên cười cười, nói. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng mấy chục năm qua, ta xem pháp hoa liên thai này, bản thân cũng từ đó lĩnh ngộ ra một loại bí thuật, đủ để trị liệu thương thế của ta.
Người kia nói, bí thuật gì? Quảng Nguyên mỉm cười ngoắc ngón tay, ý bảo người nọ tiến lên đây. Người nọ tâm kinh đảm hàn, nhưng lại không dám không theo, chỉ có thể kiên trì tiến lên, vừa nói. Nếu đại đảo chủ đã có thể tự mình trị liệu, vậy thì tốt rồi. Người nọ đang lo lắng chờ đợi, đột nhiên một cổ kình phong đập vào mặt, chỉ thấy một cái đầu long cực lớn hiển hiện trước người, hai con mắt như đèn lồng lộ ra hung mang nhìn chằm chằm vào hắn. A, người nọ lại càng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, nhưng toàn thân lại đột nhiên bị cổ lực lượng giam cầm, không cách nào nhúc nhích được chút nào cả. Đầu rồng kia mở ra miệng rộng cắn hắn vào miệng. Xoẹt 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 xoẹt, tiếng nhai xương vang lên, sau đó liền ọt ọt nuốt xuống. Đầu rồng kia sau khi ăn hết người nộ lại biến thành bộ dáng Quảng Nguyên, trên mặt mỉm cười, còn lè lưỡi ra liếm lấy môi dưới, giống như vẫn chưa thỏa mãn vậy. Lần này đám người đứng ngoài xem đều sợ tới mức hồn phi phách tán, oa một tiếng liền chạy đi tứ tán. Trên trăm đạo hào quang bẩy ra ngoài cửa lớn, một đạo cường quang từ ngoài cửa chiếu vào, trực tiếp đánh bay hết tất cả mọi người, một ít tu vị yếu kém càng phấn thân toái cốt tại chỗ. Quảng Nguyên liếm lấy môi dưới nói. Đáng tiếc, cái này càng khiến mọi người sợ tới mức toàn thân lạnh run, nguyên một đám lui về phía sau, không ai dám chính diện đối mặt hắn cả. Sắc mặt Thủy Tiên cũng một mảnh lạnh như băng, lạnh giọng nói. Đại đảo chủ, phương pháp này của ngươi cũng quá tà ác đi, ngươi không thể làm chuyện này được. Quảng Nguyên cười nói. Ta cũng là thân bất do kỷ a, mong rằng công chúa điện hạ thông cảm. Trong mắt Thủy Tiên hiện lên nộ khí, khiển trách. Ngươi ngay cả lời ta nói cũng không nghe sao. Hàn khí phát ra từ trên người nàng đều có một cổ uy nghiêm trời sinh, giờ phút này giống như một tòa hải đăng trong biển khổ vậy. Khiến tất cả mọi người cảm thấy trong lòng ấm áp. Trong lòng mọi người đều sinh ra một tia kỳ vọng, có hải hoàng chi nữ ở đây, chắc hẳn có thể ép được Quảng Nguyên a. Quảng Nguyên vẻ mặt đau khổ nói. Không phải không nghe a, công chúa điện hạ thiện lương từ bi, khiến ta rất cảm động. Nhưng nếu buông tha bọn hắn, thương thế của ta không tốt lên, tiếp tục chuyển biến xấu như vậy thì sớm muộn cũng phải chết. Thả bọn họ chính là mình chết. Công chúa có thể từ bi với mấy tên cặn bã bọn họ, vì sao không thể từ bi đối với ta chứ? Thủy Tiên sững sờ, nàng vốn không am hiểu nói chuyện, không biết nên phản bác thế nào mới tốt. Vô ý thức chuyển rời ánh mắt đi, nhìn về phía Lý Vân Tiêu bên người, tựa hồ có ý xin giúp đỡ. Trong lòng Lý Vân Tiêu cười khổ một hồi, Quảng Nguyên có can đảm lộ ra huyền khí siêu phẩm, hơn nữa còn giết chóc ăn người không kiêng nể gì cả thì đã sớm tính toán đến Thủy Tiên rồi. Cái gọi là công chúa chi uy chẳng qua chỉ là hổ giấy, ngay khi Quảng Nguyên động thủ thì đã không hề để con hổ giấy này vào mắt nữa rồi. Nhưng mặc dù là hổ giấy, cũng có tác dụng cực lớn của nó. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đại đảo chủ lời này nói không đúng rồi, cái gì gọi là không ăn bọn hắn thì ngươi phải chết. Chẳng lẽ tứ hải to lớn lại không tìm được cách nào khác trị thương cho ngươi sao? Trên mặt Quảng Nguyên hiện lên hàn mang, dừng ở Lý Vân Tiêu. Nhưng thấy trong mắt đối phương một mảnh thanh minh, sau khi mình lộ ra thực lực cũng không thấy kinh hoàng, trong lòng hắn ngược lại cảm thấy bội phục người này. Bất quá hiện giờ tất cả càn khôn đều nằm trong tay, hắn ngược lại không sợ giết người, chỉ hừ lạnh nói. Có lẽ có biện pháp, chỉ là khó khăn, ta vì sao phải bất chấp nguy hiểm, vạn nhất không tìm được biện pháp thì sao đây? Lý Vân Tiêu mắt trắng không còn chút máu, nói. Không có biện pháp. Ngươi cũng có thể tìm chút ít hải thú hung mãnh để ăn a. Tứ hải to lớn như thế, hải vật cực kỳ phong phú, còn không đủ cho ngươi ăn sao? Cái này, Quảng Nguyên thoáng cái ngây ngẩn cả người, thật sự là hắn có thể dựa vào thôn vệ hải thú để hấp thụ lực lượng. Ánh mắt Thủy Tiên cũng sáng ngời, nói. Lý Vân Tiêu nói không sai, trong biển rộng nhiều hải thú như vậy, lực lượng tuyệt không kém hơn mọi người, đại đảo chủ ngươi thả mọi người đi. Sắc mặt Quảng Nguyên âm trầm, không biết trả lời thế nào mới tốt. Lý Vân Tiêu thì cười lạnh không thôi, ngồi đợi phản ứng của Quảng Nguyên, nếu là vi phạm ý chí Thủy Tiên thì đó chính là miệt thị tôn nghiêm hải hoàng, trở thành trung địch của ca tứ hải. Quảng Nguyên đích thật rất là căm tức, hận không thể lập tức xé rách Lý Vân Tiêu. Hắn Nguyên vốn là vương tộc Đông Hải, đối với ba gia chủ nhân tứ hải có sợ hãi trời sinh, cũng bởi vì đã từng ở địa vị cao. Cho nên đối với lực lượng của Hải Hoàng hắn hiểu rất rõ và cực kỳ sợ hãi, bảo hắn công nhiên phản kháng Thủy Tiên, ít nhất trước mắt còn không có can đảm này. Nhưng hắn cũng không phải loại người lương thiện,
trong lòng cũng đánh chủ ý vào hải hoàng chi huyết, chỉ là thương thế trên người chưa lành, pháp hoa liên thai cũng không thể hoàn toàn khống chế. Căn cứ theo cảm ứng của hắn, chỉ cần pháp hoa liên thai có thể hấp thu một nửa huyền khí chi lực trong chàng liền có thể khôi phục lại, mà chính mình ăn tươi những người này thương thế cũng có thể tốt lên thất thất bát bát, nếu lại đạt được hải hoàng chi huyết đại thành đến lúc đó khống chế huyền khí siêu phẩm tung hoành tứ hải, coi như là hải hoàng hắn cũng không sợ. Nhưng những cái này chỉ là phỏng đoán của hắn thôi, trước khi hắn không có đủ thực lực, hắn thật không dám thật sự cãi lời ba gia. Trong hội trường trở nên yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người trốn ở đằng sau Thủy Tiên, khẩn trương nhìn Quảng Nguyên, chờ đợi lựa chọn của hắn. Lý Vân Tiêu đã sớm làm tốt chuẩn bị đào tẩu, hắn cũng không tin Quảng Nguyên sẽ vì Thủy Tiên mà buông tha cho ăn người, Quảng Nguyên bây giờ suy nghĩ không phải là có ăn hay không, mà là làm sao có thể yên tâm ăn mà không bị chụp mũ. Quảng Nguyên cuối cùng mở miệng, nói, công chúa điện hạ, ta có thương thế nơi người, nhất thời cũng khó có thể tìm kiếm hung thú trên biển. Bất quá nếu ngươi đã lên tiếng thì nghĩ cách điều hòa một chút vậy, ta có thể chọn ra mấy người để ăn, chỉ cần khôi phục không sai biệt lắm thì ta có thể ra biển săn hung thú được rồi. Hắn vừa dứt lời, cũng không đợi Thủy Tiên trả lời liền trực tiếp vươn tay, ở trên không trung hóa thành một đầu long thật dài chụp vào Lý Vân Tiêu. Quảng Nguyên hiện giờ là bản thể đích thân tới, đế khi chi uy của võ đế cửu tinh uy như núi ép lên người Lý Vân Tiêu, cánh tay kia trên không trung hóa thành đầu rồng, trong khoảnh khắc liền cắn xuống dưới. Lý Vân Tiêu đã sớm có chuẩn bị, ngay khi cảm ứng được đế khí liền trực tiếp hóa thành một đạo lôi điện độn đi. Oanh! Chỗ ngồi bên cạnh Thủy Tiên trong khoảnh khắc liền bị đầu rồng cắn mất. Quảng Nguyên thấy một kích không trúng, sắc mặt lạnh xuống, hừ lạnh nói. Hôm nay ta liền giết ngươi trước. Hắn thu tay lại ra, từng bước đi tới chỗ Lý Vân Tiêu, uất khí vì phải lưu lại trên đảo hãm không nhiều năm như vậy cũng không nhiều bằng do Lý Vân Tiêu gây ra hôm nay, không giết hắn thì không tài nào dẹp yên lửa giận được. Huống chi trên người Lý Vân Tiêu còn có huyền khí siêu phẩm, đó cũng là thứ hắn bắt buộc phải có. Sắc mặt Thủy Tiên đại biến, kinh sợ nói. Đại đảo chủ, người này không thể giết. Quảng Nguyên lạnh lùng nói. Người này giáp tâm hại người, công chúa điện hạ ngàn vạn đừng để vẻ bên ngoài non nớt của hắn lừa gạt, ta hôm nay phải lột ra người này, để mọi người thấy được diện mục thật sự của hắn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi ngay cả mệnh lệnh của Hải Hoàng công chúa cũng dám cãi lời, trên đời này còn chuyện gì mà ngươi không dám làm hả? Nếu ngươi ăn hết tất cả mọi người, lại khôi phục hoàn toàn pháp hoa liên thai thì sợ rằng sẽ trực tiếp giết tới Hải Hoàng điện cũng nên. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, lời đại nghịch bất đạo như thế bọn hắn đừng nói là nói, dù là nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Quảng Nguyên cười lạnh nói. Hôm nay mặc ngươi khua môi múa mép như lò xo cũng đừng hòng sống được. Ánh mắt Lý Vân Tiêu quét qua mọi người, ngưng giọng nói. Chư vị chẳng lẽ cũng còn trông cậy vào hắn từ bi tha cho mọi người sao? Cơ hội sống sót phải do bản thân lấy máu tươi đổi lấy, mà không phải đợi người khác đến bố thí. Tâm thần mọi người đều đại chấn, nhìn bộ dạng dữ tợn kia của Quảng Nguyên, lòng đang do dự bất định cũng chậm rãi trở nên kiên định. Vị bằng hữu nhân loại này nói rất có lý, mọi người liên thủ muốn giết người này không khó. Nếu còn đứng xem tình hình thế nào lại sẽ khiến hắn tiêu diệt từng bộ phận mất. Tên hải tộc lúc trước đổi được cửu thải thiên loa cũng mở miệng nói, trên người hắn cũng có huyền khí chi linh tràn ra, vọt tới chỗ pháp hoa liên thai trên vòng trời. Hắn bước một bước ra, đứng ở bên người Lý Vân Tiêu, đúng là muốn liên thủ đối phó địch. Lần này người lập trường kiên định ngày càng nhiều, nguyên một đám phẫn nộ vọt lên từ chỗ ngồi, trừng mắt nhìn hằm hằm lấy Quảng Nguyên. Bắc Minh Lai Phong lại vừa mừng vừa lo, mừng chính là Lý Vân Tiêu chết chắc rồi, lo chính là chính mình cũng phải chết. Lúc này hắn cảm thấy không biết nên làm sao cho phải, liếc nhìn qua Bắc Minh Kháng Thiên. Bắc Minh Kháng Thiên sắc mặt âm trầm không thôi, đôi môi khẽ nhúc nhích, truyền âm với hắn. Bắc Minh Lai Phong vội vàng vẽn tai lắng nghe, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng lộ ra thần sắc kiên định, nhẹ gật đầu với Bắc Minh Kháng Thiên. Bắc Minh Kháng Thiên lúc này mới lăng không bay lên, trầm giọng nói. Tất cả cường giả nhân tộc nghe hiệu lệnh ta, rảo sát 5 người đảo hãm không. Quảng Nguyên híp mắt nhìn hắn một cái, khen. Chậc chậc, cường giả nhân tộc sao? Bát tinh đỉnh phong, không tệ. Tân thần, người này giao cho ngươi đấy. Tân thần trên đài nhảy lên, lăng không đi đến sau lưng Quảng Nguyên nói. Đại đảo chủ,
Lý Vân Tiêu kia có thể không giết không? Sắc mặt Quảng Nguyên phát lạnh, cả giận nói. Đừng quên ước định giữa ta và ngươi, Lý Vân Tiêu không thể không chết. Trong mắt của hắn lóe ra sát cơ, nhìn chằm chằm vào tân thần lạnh lùng nói. Ngươi có thể cứu hắn một lần, nhưng ta tuyệt không cho phép tình huống lần trước xuất hiện lên thứ hai. Sắc mặt tân thần biến hóa, giữ im lặng, chỉ thở thật dài. Trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thủy Tiên cũng lộ ra sát khí, giận dữ nói từng chữ một. Ta tuyệt không cho phép ngươi giết Lý Vân Tiêu. Ngữ khí cực kỳ kiên quyết, tựa hồ như không thể nào thương lương vậy. Nàng cũng không biết sao mình lại quyết đoán như vậy nữa, càng lăng không bay lên ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu. Cử động kia của Thủy Tiên khiến đám người đứng ngoài xem đều cực kỳ kinh hãi, nhưng cái này cũng đại biểu cho lập trường con gái Hải Hoàng, mọi người không do dự nữa, tất cả mọi người lập tức quyết định tử chiến đến cùng với đảo hãm không. Lý Vân Tiêu cũng ngây ngốc một chút, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, hắn cũng không nghĩ ra nha đầu ngốc này không ngờ lại dũng cảm như thế. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong càng tái nhợt, trong hai tròng mắt hận ý vô tận. Lần này sắc mặt Quảng Nguyên thật sự thay đổi rồi, hắn lạnh giọng nói. Công chúa Điện Hạ, thỉnh ngươi suy nghĩ kỹ càng. Người này chính là nhân loại ti tiện, mà ta mới là con dân của ngươi, mới là con dân tứ hải. Ngươi phải bảo vệ nên là ta, mà không phải hắn. Thủy Tiên lạnh lùng nói. Ta muốn bảo vệ ai tự có suy nghĩ của mình, cần ngươi tới chỉ điểm sao? Bọn người Quảng Nguyên đều sững sờ, Thủy Tiên vốn không dành nói chuyện sao ngữ khí lại đột nhiên trở nên sắc bén như thế chứ. Ha ha! Lý Vân Tiêu nhìn không được cười ha hả, khen. Không tệ, lúc này mới như một công chúa, bất quá chiến trường này không phải cô gái nhỏ như người có thể tham dự, lùi ra đằng sau đi. Lý Vân Tiêu thoáng cái giữ chặt tay của nàng, kéo ra sau lưng. Toàn thân Thủy Tiên đều run rẩy, nàng chưa từng bị nam tử xa lạ chạm qua. Thoáng cái liền luống cuống thần, bị Lý Vân Tiêu kéo đến phía sau. Hai gò má nàng thoáng cái đỏ bừng lên, tim cũng nhảy dồn dập. May mắn lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Quảng Nguyên, lúc này nàng mới trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra. Nàng là công chúa Tứ Hải, thượng vị giả trời sinh, Lý Vân Tiêu lại dám vô lễ với nàng như thế, vốn nên trực tiếp ban tội chết mới phải. Nhưng hiện giờ nàng không chỉ không có chút tức giận, ngược trong lòng còn có cảm giác nói không nên lời, ở sau lưng tên nhân loại kia nàng cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp. Lý Vân Tiêu, ngươi lại dám bắt cóc công chúa Tứ Hải, còn các ngươi nữa, dám cấu kết nhân loại, phản bội Hải Hoàng, cả đám đều đáng chết. Sắc mặt Quảng Nguyên lạnh lẽo, dẫn đầu chụp mũ cho mọi người, sau đó hắn vung tay lên nghiêm nghị quát. Xiết toàn bộ, ba vị đảo chủ trên đài dẫn đầu bay lên, đứng ở sau lưng Quảng Nguyên. Trong không gian bốn phía cũng không ngừng xuất hiện vệ sĩ của đảo hãm không, trực tiếp vây kín lấy mọi người lại. Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói. Dĩ nhiên là cấm chế đơn hơn, bên ngoài có thể tiến, bên trong không thể ra. Bắc Minh Kháng Thiên trầm giọng nói. Có nắm chắc có thể phá vỡ cấm chế không? Hắn hỏi ra chuyện đó chứng minh trong lòng của cũng không biết phải làm sao cả. Bát Tinh Đỉnh Phong và Cửu Tinh Chi Cảnh, hoàn toàn là hai cấp độ trên trời dưới đất. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười khổ nói. Cho dù ra được đại sảnh này, cũng không rời khỏi đảo hãm không được. Lần này thật sự phiền toái, không cẩn thận mọi người đều phải bỏ mạng ở đây mất. Bắc Minh Kháng Thiên nhíu mày, không rõ ý của Lý Vân Tiêu, chỉ hừ lạnh nói. Vân Tiêu công tử cũng sẽ có lúc lâm vào tuyệt cảnh sao? Cái này cũng không giống ngươi a, ta cũng không tin đảo hãm không có thể ăn sạch toàn bộ chúng ta, trong đám người này có không ít cao thủ đấy. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, hắn không cách nào giải thích với Bắc Minh Kháng Thiên, pháp hoa liên thai trên đầu kia chính là huyền khí siêu phẩm, nếu để mọi người biết rõ điều này, sợ rằng tin tưởng đều sẽ sụp đổ hết mất. Giờ phút này đã không cho phép bọn hắn nghĩ nhiều nữa, những vệ sĩ của đảo hãm không đều đã lao lên, trong tay những người này đều cầm huyền khí hình xiên giống nhau, trên đó có khắc nguyên một đám vòng tròn, quấn vào nhau, vậy mà không chịu ảnh hưởng từ hấp lực của pháp hoa liên thai. Phanh. Trong đó một gã vệ sĩ đảo hãm không đối chiến với một gã hải tộc, chiến phủ trong tay hải tộc kia lập tức bị xiên của đối phương bẻ gãy, dưới sự kinh hãi bị đối phương một xiên đâm vào lồng ngực bỏ mạng tại chỗ. Một màn này khiến mọi người vừa sợ vừa giận, nghĩ đến huyền khí của mình cũng đã trở nên không chịu được một kích như thế, cả đám đều cảm thấy lửa giận thiêu đốt hừng hực. Đáng chết, mọi người động thủ.
Một gã cường giả hải tộc sắc mặt phát lạnh, trong hai tròng mắt tuôn ra một đoàn điện quang màu tím, lập tức toàn thân đều được bao phủ dưới lôi điện. Mỗi khi hắn đi ra một bước liền cao lớn hơn vài phần, sau vài bước đã cao hơn 8 trượng, trên cánh tay khắp nơi lưu động lấy tử điện, một quyền lập tức đánh tới Quảng Nguyên. Triện mang trên cánh tay càng kinh thiên mà lên, khiến cả đại sảnh đều bị chiếu sáng lên. Bắc Minh Kháng Thiên cũng trầm giọng quát, nói. Động thủ! Thân thể của hắn vừa muốn lao xuống đã thấy một đạo nhân ảnh hiện lên, trực tiếp phù hiện trước mặt hắn, mỉm cười nói. Cường giả bát tinh đỉnh phong, để ta lĩnh giáo lực lượng của các hạ một chút đi. Bắc Minh Kháng Thiên sắc mặt phát lạnh, cả giận nói. Cút ngay! Hắn lăng không bước ra một bước, toàn bộ không gian rầm 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 liên tiếp nổ vang, tạc ra vô số vết nứt không gian, như một mảnh dài hẹp tản khắp bốn phía vậy. Tân thần biến sắc, thân hình có chút ngửa ra sau, nắm tay phải đột nhiên nắm chặt, cánh tay mượn lực vươn ra, hét lớn một tiếng lập tức đánh ra ngoài. Ầm ầm, quyền phong đánh lên trên kình khí do Bắc Minh Kháng Thiên đá ra, tuôn ra một đoàn kình phong lớn tản khắp mọi nơi, một ít hải tộc chung quanh đều nhao nhao hoảng sợ né tránh. Giờ phút này càng có mấy tên cường giả hải tộc khác lao ra, liên hợp tên cường giả đánh ra tử lôi quyền kia đồng loạt động thủ với Quảng Nguyên. Không tệ không tệ, lực lượng của các ngươi càng mạnh, ta càng khôi phục nhanh hơn. Quảng Nguyên liếm lấy môi dưới, trong mắt lóe lên hàn quang, tay trái trực tiếp bấm niệm pháp quyết, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng khép lại, làm ra niêm hoa chỉ. Một đóa kim liên lập tức hình thành trên đầu ngón tay hắn, bị hắn giơ cao lên khỏi đỉnh đầu. Kim liên tượng trưng cho thánh khiết và phú quý, một cổ khí tức trang trọng uy nghiêm từ bên trong truyền ra, giống như có phạm âm sướng lên vậy. Oanh! Tử lôi quyền oanh xuống, trực tiếp rơi vào trên kim liên, lôi điện chi lực cường đại bắn ra, như một mảnh lôi long dài hẹp mạnh mẽ đâm tới, khiến đám người đứng ngoài xem bị tạc ra một đống bừa bộn. Những võ giả tu vị yếu kém không cẩn thận đụng vào liền lập tức bị tạc thành bụi phấn, hài cốt không còn. Một quyền bá tuyệt thiên địa như thế, vậy mà không thể dung chuyển đến kim liên kia một chút nào cả. Cái gì? Cường giả hải tộc kia cả kinh, hai mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm. Giờ phút này các tuyệt kỹ còn lại cũng ầm ầm lao tới, đều rơi vào trên kim liên, nhưng không cách nào lay chuyển được nó chút nào cả. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ, cảm ứng của giới thần bi trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Đóa hoa mà Quảng Nguyên cầm trong tay tất nhiên có quan hệ rất lớn với pháp hoa liên thai trên bầu trời. Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang, đang muốn ra tay, đột nhiên một người lăng không bước ra, liền xúc địa thành thốn hiện ra trước mặt hắn, lạnh nhạt nói. Đối thủ của ngươi là ta. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, lãnh đạm nói. Cút ngay, bây giờ không phải là lúc chúng ta giải quyết ân oán cá nhân. Người nọ vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt khép hờ. Lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi thoáng một phát, tựa hồ cảm thấy hết sức thoải mái, trên mặt lộ ra biểu lộ thỏa mãn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nói từng chữ. Ta không muốn đợi, hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng. Thù mới hận cũ, sỉ nhục của vương tử Bắc Hải ta hôm nay phải dùng máu của ngươi để rửa sạch. Sắc mặt Thủy Tiên đại biến, kinh sợ khiển trách quát mắng. Nhuận Tường, bổn cung lệnh cho ngươi không được hồ đồ. Lập tức liên thủ đối phó đảo hãm không? Nhuận Tường cười lạnh nói. Xin lỗi, Thủy Tiên công chúa, thứ cho khó tòng mệnh. Trong mắt Thủy Tiên hiện lên sát khí, lạnh giọng nói. Tốt, tốt các ngươi cả đám đều bỏ qua sự tồn tại của Hải Hoàng Điện, đảo hãm không, vương tộc Bắc Hải, bổn cung nhớ kỹ rồi. Sắc mặt Nhuận Tường chợt đại biến, giải thích. Đây là ân oán cá nhân giữa ta và Lý Vân Tiêu, không quan hệ gì đến vương tộc Bắc Hải cả. Chỉ là chuyện của cá nhân ta thôi. Thủy Tiên cười lạnh nói. Ngươi là cái thá gì, món nợ này tính toán thế nào cũng không phải là do ngươi. Trong lồng ngực Nhuận Tường dâng lên lửa giận, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói. Lý Vân Tiêu, ngươi coi như là nhân trung hào kiệt, chẳng lẽ chỉ biết nấp sau lưng nữ nhân, để nữ nhân thay ngươi xuất đầu sao? Ta hiện giờ dùng thân phận vương tử Bắc Hải khiêu chiến với ngươi, cuộc chiến sinh tử, ngươi có dám tiếp không? Hắn một lời phóng khoáng, chấn vang trong đại sảnh phân loạn, hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Hào quang trong mắt Lý Vân Tiêu dần lạnh xuống, dừng ở Nhuận Tường. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, hắn nở nụ cười. Sắc mặt Nhuận Tường trầm xuống, cả giận nói. Ngươi cười gì,
chẳng lẽ cho rằng ta không đủ tư cách sao? Ánh mắt Lý Vân Tiêu bình tĩnh dị thường, trên mặt mang thép vui vẻ, nói. Nếu ngươi đã có dũng khí như thế, ta sẽ thành toàn cho võ đạo chi tâm của ngươi, ban thưởng ngươi một trận chiến. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn mang, nói khẽ. Lại ban thưởng ngươi được chết. Trong năm tháng vô tận, có hằng hà cường giả thiên tài, ở trên con đường truy tìm võ đạo lập lòe giống như ngôi sao trên bầu trời vậy, chiếu rọi cổ kim. Nhưng cũng có hằng hà cường giả thiên tài, chỉ như lưu tinh xẹt qua trời cao, chỉ có thể lóng lánh một thời đại. Muôn đời đến nay, ai có thể thiên thu bắt đầu? Ta sinh hữu nhai, mà đạo vô nhai, dùng hữu nhai theo vô nhai, nguy thay. Sắc mặt Nhuận Tường đột biến, nhưng rất nhanh đã lộ ra dáng tươi cười, đó là một loại cười kích động khó có thể kiềm chế được. Hắc, ban thưởng ta được chết, đây chính là lời mà ta muốn nói với ngươi đấy. Nhuận Tường không nhịn được cười ha hả, nói. Ha ha, quản khỉ gió cái gì mà đảo hãm không, cái gì hải hoàng điện, hôm nay để ta thống khoái đánh một trận đi. Huyết dịch trong cơ thể hắn lập tức thiêu đốt lên, giờ phút này hắn không còn bất luận cách nghĩ nào nữa, trong nội tâm chỉ có một tín niệm, đó chính là giết Lý Vân Tiêu, để chứng nhận võ đạo chi tâm của hắn. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Ta rất thưởng thức thiên tài như ngươi đấy. Từ trên người ngươi ta có thể thấy được không ít bóng dáng của mình. Thập đại phong hào võ đế, người nào không phải đạo tâm như sắt, người nào không hoang tưởng, người nào không phải là tên điêu hiếu chiến. Ha ha, bớt dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn ta đi, thật khiến người chán ghét. Nhuận Tường giữ tợn cười một tiếng, giơ tay phải lên, La Hậu chiến thương liền hiển hiện trong tay, giống như trường tiến đánh xuống dưới. Chiến thương ở trên không trung trực tiếp hóa thành long chi tích truy, lăng không đánh xuống dưới như một đạo tia chớp rơi xuống vậy. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, cái gì mà Quảng Nguyên, cái gì mà Pháp Hoa Liên Thai hắn đều mặc kệ hết, giờ phút này hắn cũng rất chờ mong đánh một trận. Trên người Nhuận Tường tựa hồ đã có khác trước, mặc dù không rõ là gì, nhưng lại dẫn động nhiệt huyết hiếu chiến trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Vô luận kiếp trước kiếp này, Cổ Phi Dương cũng tốt, Lý Vân Tiêu hiện giờ cũng tốt. Hắn đều phải trải qua vô số khiêu chiến từng bước một đi lên võ đạo đỉnh phong, dưới đỉnh phong thi cốt từng đống. Có dám đánh một trận, chê cười. Lý Vân Tiêu tuét miệng cười nói. Ta liền ở trên con đường võ đạo, ban cho ngươi được chết. Kiếm khí trong tay hắn hợp lại, lãnh kiếm băng xương tản mát ra một tiếng kiếm minh, hàn quang chiếu thủy, đâm tới long chi tích truy kia. Giờ phút này trong đại sảnh cực kỳ hỗn loạn. Nhưng hai người động thủ vẫn khiến mọi người đều phải chú ý đến. Kim liên trong tay Quảng Nguyên hóa thành một cổ cực lực minh mông, kích chấn tám hướng. Rầm 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 phanh. Mấy tên cường giả hải tộc đều bị cổ lực lượng này đẩy lui, mấy người càng trực tiếp thổ huyết, bị chúng phải nội thương. Sau một chiêu, Quảng Nguyên cũng không thừa thắng xông lên mà lăng không dừng lại như đã tính trước, hội tụ ánh mắt đến chiến trường giữa Lý Vân Tiêu và Nhuận Tường, trong mắt tinh thần bất định. Thiếu niên thiên tài Bắc Hải, người có đáp lại được kỳ vọng của ta không? Một đạo nghi vấn vang lên trong lòng hắn, đáp án không lâu nữa liền có thể cởi bỏ rồi. Hiện giờ ba gã đảo chủ khác cũng đã lâm vào hỗn chiến, Phi Minh và Lãnh Vũ đánh đấm túi bụi, mà Triệu Văn Chiến lại phải chống lại tên cường giả đã đổi lấy cửu thải thiên loa, đối phương vậy mà cũng là ngựa oi có tinh thần lực cực kỳ cường đại. Mà cửu thải thiên loa trong tay hắn không cần tế luyện liền trực tiếp thi triển ra. Đặt ở bên miệng ngưng khí thổi lấy, liền có một cổ sóng âm hội tụ thành tuyến, đánh tan tinh thần công kích của Triệu Văn Chiến, đánh xuống phía dưới. Cửu Thiên lại đang đấu với ba gã cường giả thủy thích tộc, thời gian ngắn cũng khó phân được cao thấp. Khiến mọi người không ngừng kinh hãi chính là huyền khí chi lực trong tay bọn họ đang không ngừng sói mòn, còn huyền khí của Ô Đói Phương lại như không có chút việc gì vậy, càng đánh càng hăng. Bắc Minh Kháng Thiên cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Không muốn đánh lâu với tân thần, lúc này liền lập tức niết ấn, một đạo tinh vân hiển hiện trong lòng bàn tay. Tân thần kinh ngạc cười nói. Sao hả, muốn động thật sự sao? Bắc Minh Kháng Thiên hừ lạnh nói. Không có thời gian nói chuyện tào lao với người đâu, trực tiếp tiễn người đi gặp Diêm Vương vậy. Tinh vân trực tiếp khuếch tán trong lòng bàn tay, toàn bộ đại sảnh đều rung động lắc lư, không gian bắt đầu nghiền nát. Trong lúc tất cả mọi người đều hoảng hốt. Bị sức mạnh to lớn của cổ tinh vân kia dọa cho kinh hãi, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng, sức mạnh to lớn mênh mông kia, rất có khả năng sẽ phá được cấm chế trong đại sảnh này.
Đồng tử Quảng Nguyên cũng hơi co lại, giờ phút này tất cả trong đại sảnh đang run rẩy, duy chỉ có pháp hoa liên thai trên mái vòm là vẫn lơ lửng ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt tân thần cũng đại biến, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, một cái ấn ký hình tròn hiển hiện trước người. Hắn giống to mấy tiếng, cơ bắp trên người trực tiếp bạo lên, từng đạo kinh mạch hiển hiện ở bên ngoài thân, cả người vậy mà cao lớn lên gấp đôi, theo kinh mạch xuất hiện vậy mà bắt đầu hiện ra nguyên một đám trận pháp, kết nối chặt chẽ với nhau, có đến mấy trăm ngàn cái, khiến người hoa cả mắt. Ánh mắt Quảng Nguyên lộ ra vẻ khiếp sợ, thì thào lẩm bẩm. Đây chính là Thánh Luân sao? Quả nhiên là tuyệt cường thần thể. Hắn nhìn chằm chằm vào tân thần, thần sắc trên mặt âm trầm bất định. Tân thần sau khi cởi phỏ phong ấn trong cơ thể, hai mắt trở nên lạnh như băng, lạnh giọng nói. Khoa phụ truy nhật. Hai tay hắn ôm lại, trên người vậy mà hiện ra dị tượng V, một vòng liệt dương chậm rãi bay lên, mặt trời như luân. Bắc Minh kháng thiên biến sắc, một trường lật tay, lăng không đập tới, nghiêm nghị quát. Ngô Sinh Hữu nhai. Lực lượng một trường hội tụ thành cơn xoáy, ép tới thần thể dị tượng kia. Tinh vân vừa lên, liệt nhật lâm không. Ầm ầm. Hai cổ dị tượng chi lực va chạm với nhau, toàn bộ đại sảnh lập tức mất đi nhan sắc, hóa thành một mảnh tái nhợt. Tất cả mọi người mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, chỉ có một mảnh thế giới trắng xóa quanh quẩn. Ầm ầm ầm. Một hồi về sau, mới truyền đến tiếng nổ vang, giống như chiến hạm lăng không lướt qua, chấn khiến hai tai đều đau nhức, kéo dài không dứt. Đột nhiên một đạo kim quang vọt ra, giống như đẩy ra mây đen thấy trời xanh vậy, vẻ mờ mịt dưới đạo quang mang kia đều bị xua tan hết đi. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy pháp hoa liên thai trên trời cao đang tự động xoay tròn, chiếu ra đạo đạo ánh chiều tà. Sắc mặt Quảng Nguyên cũng đại biến, lộ ra vẻ kinh dị, đài sen này vận chuyển cũng không phải là hắn sai sử, mà là động làm ra. Sắc mặt hắn trầm xuống, đài sen này còn quá nhiều diệu dụng mà hắn không thể khống chế. Vừa nghĩ tới thực lực khôi phục đỉnh phong, mà đài sen này cũng khôi phục lại hoàn toàn và nằm trong khống chế của hắn, trong lòng hắn liền nhìn không được cảm thấy cực kỳ kích động. Kim quang của pháp hoa liên thai sau khi xua tan một mảnh trắng xóa, mọi người đột nhiên đại hỉ phát hiện quả nhiên đã phá vỡ cấm chế, toàn bộ đại sảnh dưới một chiêu kia đều đã tan thành mây khói, ngay cả dấu vết cũng không thấy đâu nữa. Đột nhiên một cổ sức mạnh to lớn mênh mông tái khởi, thanh âm lạnh lùng của Bắc Minh kháng thiên truyền đến, lạnh giọng nói. Vẫn chưa xong đâu. Trong thiên địa tái khởi dị tượng, thân ảnh Bắc Minh kháng thiên xuất hiện trên không trung, trên trán nổi lên gân xanh, song trường hợp trước người. Một cổ hàn khí rất mạnh từ trong hai tay hắn tràn ra, cơ hồ ngưng thực lại, hóa thành tầng tầng miếng băng mỏng triển khai trên không trung. Phía sau hắn lao lên một đạo hồng ảnh, cùng băng tinh trước người tạo thành một bức đồ án tuyệt mỹ. Uống! Bắc Minh kháng thiên hét lớn một tiếng, hai tay chắp trước ngực lập tức mở ra, bắt đầu phi tốc bấm niệm pháp quyết. Trong băng chi thế giới màu xanh da trời bắt đầu hiện ra từng đạo kim sắc quang mang, tạo thành một bức đồ án mênh mông. Trong mắt của hắn hiện lên sát cơ, lạnh giọng nói. Đón thêm ta một thức, thiên ngoại tam thức chi phiên nhược kinh hồng. Bộ đồ án khổng lồ kia lập tức lăng không rơi xuống, nghiền áp tới một chỗ trên đảo. Tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy dưới cổ lực lượng này, nhưng đa số là cuồng hỉ, tựa hồ đã thấy được hy vọng cầu thắng. Sắc mặt Quảng Nguyên cũng đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi, dưới đồ án mênh mông kia, ngay cả hắn cũng cảm thấy nguy hiểm cực độ, thì thào lẩm bẩm. Đây cũng là cường giả thuộc bảy đại thế lực trong nhân loại sao? Quả nhiên không thua gì vương tộc Tứ Hải a. Dưới đồ án khổng lồ kia, đột nhiên tuôn ra một đạo cường quy ang. Bóng người tân thần lần nữa hiển hiện, trận pháp hiện ra trên người hắn thoáng cái đột nhiên chiếu lên không trung, hình thành một thế giới trận pháp phức tạp khó phân. Ầm ầm, dị tượng đè xuống, toàn bộ thế giới trận pháp tuôn ra từng đạo kim mang, lăng không mà lên, nhảy vào trong đồ án khổng lồ kia ai. Hai cổ lực lượng kìm giữ nhau một lát, rốt cục kinh hồng dị tượng thắng được, ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm, đại địa nổ lên vô số bụi đất, khe hở cực lớn lan khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ hải đảo dưới một chiêu này cũng vỡ ra. Địa mạch trên đảo lập tức bị đánh xuyên, kinh hồng dị lực rót vào trong mặt đất, không ngừng kéo dài xuống dưới. Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhưng lại cuồng hỉ không thôi, toàn bộ hòn đảo cũng bắt đầu xuất hiện bạo vong. Ầm ầm, đột nhiên dưới đảo truyền đến rung mạnh,
một cổ kim mang bành trướng phóng lên trời, khiến toàn bộ lực lượng kia đều tiêu tán mất. Đạo kim mang kia lăng không lưu chuyển trên đảo, cùng pháp hoa liên thai bắt đầu chiếu rọi lẫn nhau. Đảo hãm không vốn sắp sụp đổ đột nhiên trở nên yên tĩnh, khe hở không ngừng khuếch tán cũng dừng lại, dư âm một kích kia của Bắc Minh kháng thiên vậy mà lại biến mất toàn bộ. Cái này, tất cả mọi người đều ngốc trệ ở, hoảng sợ nhìn vào pháp hoa liên thai đang không ngừng xoay tròn trên bầu trời. Huyền khí này đến cùng là sao? Trên đời sao lại có vật nghịch thiên như thế chứ? Thủy Tiên cũng triệt để ngốc trệ, kinh ngạc nhìn vào đài sen trên bầu trời, thần sắc trên mặt bắt đầu trở nên kinh hãi, tựa hồ như nhớ tới gì đó. Thủy Tiên cả người đều ngốc trệ, thần sắc khó có thể tin kia trở nên kinh hãi và cuồng hỉ, trong mắt bộc phát ra hào quang kích động, thì thào lẩm bẩm. Như thị ngã văn, pháp hoa liên thai này dĩ nhiên là như thị ngã văn. Thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng ở chàng không ai mà không phải là cao thủ, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều không rõ cái gì là như thị ngã văn. Duy chỉ có hai người Quảng Nguyên và Triệu Văn Chiến sắc mặt lại đại biến. Quảng Nguyên cũng kinh hãi không thôi, dùng ánh mắt phức tạp khó nói nên lời nhìn lên pháp hoa liên thai trên bầu trời, hắn một mực đều đang suy đoán lai lịch vật ấy, trong nội tâm đã sớm có suy đoán, chỉ là không dám xác định thôi. Bây giờ nghe Thủy Tiên nói thế liền không còn hoài nghi nữa. Thủy Tiên kích động nói. Đại đảo chủ, pháp hoa liên thai này chính là như thị ngã văn A, xin trả lại cho Hải Hoàng Điện đi. Tất cả mọi người đều hiện hắc tuyến, tiểu nha đầu này vẫn còn mộng du A. Hành vi hiện giờ của Quảng Nguyên rõ ràng là không để Hải Hoàng Điện vào mắt rồi, huống chi trọng bảo như thế, tăng thêm thực lực siêu tuyệt của bản thân hắn, muốn tránh khỏi sự đuổi giết của Hải Hoàng Điện rất là dễ dàng. Nhưng trong lòng mọi người cũng cực kỳ kinh hãi, thì ra pháp hoa liên thai này là xuất từ Hải Hoàng Điện, khó trách lại có uy năng nghịch thiên như vậy. Quảng Nguyên liếm lấy bờ môi khô khốc, cười nói. Công chúa Điện Hạ đừng nóng vội, lực lượng của thứ này đã sói mòn quá nhiều, hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất để khôi phục. Đợi sau khi nó hoàn toàn khôi phục, ta sẽ đưa nó trở lại Hải Hoàng Điện. Thủy Tiên nhẹ nhàng thở ra, nói. Như thế rất tốt. Vậy làm phiền đại đảo chủ rồi, tìm về như thị ngã văn, quả nhiên là nằm mơ cũng không nghĩ ra. Phụ hoàng nhất định sẽ rất vui vẻ, đây là bất thế kỳ công A. Quảng Nguyên cười hắc hắc, nhìn qua pháp hoa liên thai kia, trên mặt một mảnh sáng lạn. Tương truyền vào thời viễn cổ, tứ hải cũng không thống nhất, cũng không tồn tại vương tộc gì cả, mà luôn đấu đá chém giết lẫn nhau. Biển cả khi đó mỗi ngày đi chết đi ngàn vạn hải tộc, khó có thể tính toán. Được xưng là thời đại dã man. Lúc đó có một vị cường giả tuyệt đại bằng vào thực lực thông thiên triệt địa, dùng sức một mình hàng phục tứ hải bách tộc, thiên hạ triều bái, triệt để kết thúc thời đại dã man, mở ra thời đại hải hoàng một mực kéo dài đến nay. Mà gã cường giả kia cũng là tổ tiên đời thứ nhất của ba gia, được vinh dự là hải thần đại nhân duy nhất trong lịch sử. Hải thần sau khi thu phục tứ hải liền bắt đầu phân đất phong hầu cho các chủng tộc. Cấp bậc phân chia hiện giờ chính là từ thời đó lưu truyền đến nay, mà vương tộc Tứ Hải cũng là kẻ thống trị mà hải thần đời thứ nhất khâm định, không người dám nghịch. Vì để giải đi lệ khí hung bạo trong cơ thể nhiều thế hệ hải tộc, hải thần cách mỗi 10 năm sẽ ở thánh địa Tứ Hải hiện giờ chuyện nghiệp thụ đạo, giáo hóa vạn dân. Ngay ở sâu trong thánh địa Tứ Hải, Hải Chi Xâm Lâm, vốn có một gốc hoa sen trắng noãn có linh tính rất mạnh. Mỗi khi hải thần mở đường thụ nghiệp nó đều ở rất xa ở một bên lắng nghe. Sốt cục năm nối năm, có một ngày vào ngày hải thần truyền đạo, đóa hoa sen này ở bên lắng nghe lại đột nhiên đắc đạo, liên thân trắng noãn thoáng cái hóa thành kim quang sán lạn. Lần này không chỉ có dẫn tới đông đảo hải tộc giật mình quan sát, mà càng tác động đến thiên địa lôi đình, một đạo diệt thế tử phủ thần lôi phá vỡ hư không mà đến, đánh tới kim liên kia. Lúc ấy tất cả mọi người đều bị tử lôi kia dọa sợ, dưới loại thần uy thiên địa kia, tất cả sinh linh đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Chỉ có thể mặc cho mưa rơi gió thổi đi. Lúc đó trên thân kim liên tản mát ra từng đạo kim quang, muốn chống lại diệt thế thần lôi kia, lại bị một kích phá vỡ hết tất cả phòng thủ, nhưng trong lúc nó sắp bỏ mạng thì hải thần lại xuất thủ. Tất cả mọi người biết rõ sự cường đại của hải thần, nhưng cũng không biết hắn mạnh như thế nào. Chỉ là hắn vừa ra tay đã cứu được đóa kim liên kia. Bất quá kim liên dưới một đạo tử phủ diệt thế thần lôi cũng đã trở nên hấp hối. Sắp tan hết linh khí mà chết. Hải thần sau khi suy nghĩ ột lát,
liền ở trước mặt tất cả cường giả luyện chế đóa kim liên kia thành một tòa pháp hoa liên thai, bởi vì kim liên là đắc đạo lúc nghe hắn giảng đạo, cho nên được đặt tên là Như Thị Ngã Văn. Từ đó về sau, Như Thị Ngã Văn chính là hoàng tọa của Hải Hoàng các đời. Chỉ là thứ này đã thất lạc rất nhiều năm, ngay cả Hải Hoàng đương thời cũng chưa bao giờ thấy qua, chỉ biết được qua một số điển tịch thôi. Có thể nghĩ, Thủy Tiên sau khi nhận ra được nó trong lòng kích động đến cỡ nào. Nhưng nha đầu ngốc này vẫn mừng rỡ chờ Quảng Nguyên chữa trị nó, sau đó đưa về Hải Hoàng Điện. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dạng ngây thơ kia của nàng, cũng cười khổ không thôi, nhưng hiện giờ hắn vạch trần cũng không giúp được gì, cho dù có kéo nha đầu kia vào vòng chiến cũng không giúp đỡ được gì cả. Xa xa Bắc Minh Kháng Thiên sau khi liên tục thi triển ra thiên ngoại tam thức tinh lực cũng cực kỳ mỏi mệt, cả người đứng trên không trung không ngừng thở hổn hển. Mà tân thần dưới một kích kia bị đánh lún vào trong mặt đất, đã trực tiếp mất đi bóng dáng rồi. Nhưng Lý Vân Tiêu biết rõ thân thể tân thần cực kỳ mạnh mẽ khó có thể đánh giá, mặc dù bị thương cũng tuyệt đối không thể nào vẫn lạc được, hơn phân nửa là tìm chỗ nào đó ẩn nấp rồi. Lý Vân Tiêu, ngươi lại dám phân tâm. Sắc mặt Nhuận Tường phát lạnh, nộ khí hiển hiện trên mặt, phảng phất như nhận phải nhục nhã cực lớn vậy. Long Chi Tích Truy trong tay gào thét ra, trong từng đốt xương sống đều phát ra thanh âm đùng, trên không trung tràn đầy các cốt ảnh trắng tinh. Thân ảnh Lý Vân Tiêu trên không trung không ngừng bị Long Chi Tích Truy nổ nát, nhưng đều là đạo đạo tàn ảnh. Thanh âm của hắn từ bốn phương tám hướng truyền đến, cười nói. Thật có lỗi, chấn động vừa rồi quá lớn, quá dọa người rồi. Hiện giờ đã phục hồi tinh thần lại, có thể tiễn đưa ngươi lên đường được rồi. Nhuận Tường mặt âm trầm, nói. Hừ, dám miệt thị ta, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật nhiều. Tay phải hắn co lại, Long Chi Tích Truy kia liền bay trở về, hóa thành mấy vòng vòng trên người, phần đầu xương sống hóa thành một cái đầu rồng, khoát trên vai trái hắn, mà tay phải lại lăng không một chảo, liền có một chùm tia sáng ngưng ra trên lòng bàn tay, hóa thành một thanh tam tiêm lưỡng nhận thương. Long cong, trường thương hiện thế, lập tức phát ra tiếng khí minh cường đại. Trên hai lưỡi nhận mỗi cái treo chín cái vòng đồng, thân thương được nguyên lực Nhuận Tường rót vào, truyền đến trận trận tiếng hung thú gào thét. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, dừng ở chuôi trường thương này, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng ra, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể phát hiện sự bất phàm của thương này. Chỉ là hắn và Nhuận Tường đã giao thủ nhiều lần, chưa bao giờ thấy qua huyền khí này cả, mặc dù là vào thời khắc sống còn cũng chưa từng thấy hắn sử dụng, Lý Vân Tiêu không khỏi cảm thấy hoài nghi. Hai tay Nhuận Tường nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận thương hoành trước người, một đạo kim quang từ trên thân thương hiển hiện, trên không trung ngưng ra một cái ma ha cổ tự. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, cả kinh nói. Ma ha cổ khí. Ma ha cổ tự màu vàng kia biến hóa ra trên không trung, hóa thành một đạo vầng sáng, trong đó truyền đến trận trận tiếng gầm gừ, thậm chí có hư ảnh hung thú lăng không hiển hóa ra, xoay quanh bốn phía vầng sáng kia. Sắc mặt Nhuận Tường lộ ra nụ cười lạnh, trong miệng khẽ nói. Lục Đoạn Thiên Tung. Trường thương tuôn ra một hồi kim mang, như liệt nhật nắm trong tay, hắn lăng không lướt tới liền xúc địa thành thốn, vọt lên cao chém xuống. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, tay trái bấm khắp kiếm quyết điểm lên trên thân lãnh kiếm băng xương, một đạo kiếm âm thanh thúy vang lên, một cái kiếm phủ tinh xảo bắn ra. Lãnh kiếm băng xương trực tiếp đâm vào trong kiếm phủ kia, dưới chân hắn lập tức hiện ra một cái trận pháp màu xanh ra trời. Một cổ lực lượng bành trướng từ từ bay lên trong trận pháp, rót vào trong lãnh kiếm băng xương nội, lăng không quét ngang mà đi. Nhuận Tường lấn thân tới, một tay giơ lên chiến thương chém xuống. Bành! Lực lượng trên tam tiêm lưỡng nhận thương trực tiếp đánh phá trận pháp phòng ngự, chém lên trên thân kiếm. Phanh! Đạo vầng sáng màu vàng trên thân thương vào lúc này nổ lên, một cổ hồng hoang kình lực khó nói nên lời gào thét mà ra, đâm mạnh tới Lý Vân Tiêu. Còn em ngươi! Lý Vân Tiêu chấn động. Hắn biết rõ đây là lực lượng quy tắc do ma ha cổ tự diễn biến thành, hơn nữa Nhuận Tường đã có thể khống chế tùy tâm sở dục rồi. Không kịp nghĩ nhiều, lực lượng toàn thân hắn đều tập trung vào lãnh kiếm băng xương, giờ phút này bị đối phương dùng tam tiêm lưỡng nhận thương ngăn chặn, hoàn toàn không cách nào bứt ra được. Cổ quy tắc chi lực kia đã lăng không mà xuống, vào thời khắc nguy cấp vạn phần, thái cổ thiên mục nơi mi tâm hắn bỗng nhiên mở ra, vậy mà đánh ra một nắm đấm. Đúng là nắm đấm của hồ lô tiểu kim cương, một cái kim cương quyền đánh ra, trên quyền phong hiện ra một đóa bạch diễm rét cam cam, đang không ngừng nhảy nhót lấy.
Oanh! Quyền áp trực tiếp ngăn cản lấy cổ quy tắc chi lực kia lại. Đóa bạch diễm nhảy lên kia càng đánh vào trong vầng sáng nổ bung, trên thương vốn vàng chói nhưng trong chốc lát đã mất đi nhan sắc, biến thành xám trắng. Cái gì? Nhuận Tường chấn động, hắn vốn ổn chiếm thượng phong lại đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức hùng mạnh đập vào mặt. Chiến thương không ai bì nổi vào thời khắc này tựa hồ như bị áp chế xuống, có cảm giác như sắp lập tức tắt lửa vậy. Nội tâm của hắn hoảng hốt, chuôi chiến thương này đúng là một trong các giao dịch giữa hắn và Quảng Nguyên, vốn muốn xuất kỳ bất ý, giết cho Lý Vân Tiêu một trở tay không kịp, nhưng không thể tưởng được vừa chiếm thượng phong đã bị phản chế lại ngay. Khóe miệng Lý Vân Tiêu hiện ra nụ cười lạnh, lạnh giọng nói. So huyền khí với ta, đầu ngươi bị cửa kẹp sao? Phía sau hắn duỗi ra hai đầu bốn tay, trong đó một cánh tay cầm lấy cái búa đánh tới trên đầu hắn. Nhuận Tường kinh hãi, trên trường kiếm của Lý Vân Tiêu đột nhiên truyền đến một đạo hấp lực, ngược lại áp chế khiến hắn không cách nào bước ra được, mà cái búa lại mang theo lực lượng vạn quân lôi đình đánh xuống. Vào thời khắc mấu chốt này, lòng chỉ tích truy vòng trên người hắn chợt buông lỏng, đầu rồng nằm sấp trên vai trái chợt mở ra miệng rộng, gầm thét cắn tới cái búa. Ầm ầm. Cái búa đánh lên long chi tích truy, lôi điện bắn ra bốn phía, chấn khiến dãy bạch cốt kia không ngừng giãy giụa trên không trung, đầu rồng cũng không ngừng run rẩy. Dưới cơn chấn động, Nhuận Tường cũng rút ra chiến thương, liên tiếp lui về phía sau. Xương sống bạch sắc kia cũng lập tức bay về, lần nữa vòng trên người hắn, Nhuận Tường lộ ra vẻ đau lòng nhìn thoáng qua đầu rồng kia. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, long chi tích truy kia tựa hồ hơi khác với trước. Nhưng cụ thể thế nào hắn lại không nói rõ được, nếu nói trước kia nó chỉ là một kiện tử vật, có thể hóa thành La Hậu chiến thương vậy thì hiện giờ biến ra đầu rồng lại nhiều hơn một tia linh tính. Hơn nữa vừa rồi đầu rồng kia mở ra miệng rộng bộ dáng như muốn ăn người. Hắn không khỏi quay đầu đi, nhìn thoáng qua Quảng Nguyên ở xa xa. Quảng Nguyên bị mọi người vây công nhưng vẫn nhàn nhã dạo chơi, nhẹ nhõm ứng đối, thỉnh thoảng còn chú ý đến hai người bọn hắn tranh đấu. Thỉnh thoảng lại biến ra đầu rồng nuốt lấy mấy người nhai nghiến lấy. Đột nhiên một đạo loa âm vang lên, bầu trời giống như vằn nước nhộn nhạo ra, một cổ sóng âm chi lực rất mạnh lăng không mà xuống, bao lấy cả người Quảng Nguyên vào trong đó. Theo không gian chấn động, ở nơi phát ra sóng âm, một gã hải tộc toàn thân xám trắng lúc ẩn lúc hiện, trong tay cầm lấy cửu thải thiên loa thổi lên. Trong lòng Quảng Nguyên cả kinh, nhìn khắp mọi nơi. Sự chú ý của hắn một mực ở trên người Nhuận Tường và Lý Vân Tiêu, xa xa Cửu Thiên và Lãnh Vũ đang khổ chiến lấy, nhưng lại không thấy thân ảnh Triệu Văn Chiến. Chẳng lẽ Triệu Văn Chiến chết rồi sao? Trong mắt Quảng Nguyên tuôn ra một đoàn sát khí lạnh như băng, Triệu Văn Chiến chính là thuật luyện sư cửu giai, vô luận là dùng hay là ăn, đều cực kỳ quan trọng đối với hắn. Đáng chết, ngũ đảo chủ đâu rồi? Hắn hét lớn một tiếng, giơ lên tay phải, năm ngón tay nắm chặt tụ khí. Lăng không đánh ra một quyền. Ầm ầm, một đạo quyền mang thanh sắc vạch phá bầu trời, trực tiếp đánh tan âm thanh ốc biển kia, quyền mang bất diệt tiếp tục đánh tới người nọ. Hư hóa. Người nọ nhướng mày, buông ốc biển ra khỏi miệng, cả người trực tiếp hư hóa, biến mất trên không trung. Đáng chết. Trong mắt Quảng Nguyên hiện lên một đạo hàn khí, lạnh lùng nói. Cho rằng trốn đi thì không chết sao? Thân thể của hắn thoáng một phát biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện ở bên cạnh pháp hoa liên thai, hai tay bấm pháp quyết ấn. Trên đài sen kia bắn ra đạo đạo hào quang, bao lấy hắn vào trong. Hai mắt Quảng Nguyên thoáng cái biến thành kim quang sáng lạn, lâm không nhìn khắp mọi nơi. Ở đằng kia, đồng tử hắn đột nhiên co lại co rụt lại, trực tiếp lăng không đánh qua một quyền. Phanh, nơi tầm mắt đạt tới đều bị quyền kình cách không đánh cho nổ bung mất. Phốc. Một đạo nhân ảnh bị chấn ra khỏi không gian nơi kia, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng biến hóa thân hình trên không trung, chớp động mấy cái đã xuống mặt đất, bỏ chạy về phía xa xa. Hừ, toàn bộ hòn đảo đều là do Như Thị Ngã Văn biến thành, ngươi có thể trốn đi nơi nào đây? Trong mắt Quảng Nguyên hiện lên một tia thương cảm và mỉa mai, hắn đang muốn ra tay đuổi theo, thân hình lại đột nhiên cứng lại, đồng tử mở ra, nhìn lại trên người Nhuận Tường ở xa xa. Lộ ra vẻ ngưng trọng và kích động. Xa xa thân thể Nhuận Tường bắt đầu phát sinh biến hóa, xương cột sống dung nhập vào trong cơ thể, lăng không long hóa. Đầu rồng trên xương sống thì lại trực tiếp hiển hiện ở trước ngực, giống như sống lại vậy, hai mắt mở to ra, bắn xuất ra đạo đạo hàn quang.
Từng mảnh lân phiến màu vàng hiển hiện ở trên người hắn, trên trán trồi lên hai cái sừng, giống như ngọc phấn vậy, linh khí bức người. Mỗi một biến hóa trên người hắn dẫn động tiếng oanh minh, giống như dính liền với thời không xa xôi vậy. Hai tay của hắn biến thành long chảo, một tay cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, khí tức trên thân đã tăng lên tới cực hạn, trực tiếp dẫn động dị tượng thiên địa, bốn phía nổi lên khí tức cổ quái nhộn nhạo khắp bầu trời. Đây là... Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, không tự giác được dừng lại chiến đấu trong tay, hoảng sợ nhìn lên trời cao. Cổ khí tức kia phảng phất như từ viễn cổ hồng hoang mà đến, khiến cho người không rét mà run, trong lòng chợt sinh ra sợ hãi khó có thể ức chế nổi. Đặc biệt là những cường giả hải tộc, hai chân đều như nhũn ra, cơ hồ như muốn quỳ rạp xuống vậy. Trên mặt Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, dưới cổ long uy kia, ngay cả hắn cũng cảm thấy một hồi áp lực, ngực uất một hơi không cách nào nhổ ra được. Xa xa động tác của Cửu Thiên và Lãnh Vũ, còn có bọn người Phi Minh cũng ngừng lại, đều hoảng sợ nhìn qua. Dưới cổ long uy mênh mông cuồn cuộn kia, ảnh hưởng nhiều nhất chính là người hải tộc, mà ngay cả sắc mặt Thủy Tiên cũng biến hóa, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ha ha ha, long hóa, đây mới là long hóa thật sự a. Quảng Nguyên đột nhiên cười ha hả, trong mắt tách ra vẻ hưng phấn dị thường, cao giọng nói. Thiên tài Bắc Hải, để ta xem thử tiềm lực vô cùng của ngươi đi. Trên mặt Nhuận Tường một mảnh bình tĩnh, hoặc toàn trái ngược với vẻ cuồng bạo và hưng phấn lúc trước, ánh mắt hắn như nước, chiếu vạn vật mà không lưu dấu vết. Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói. Vậy mà thật sự hiện ra bộ phận hình thái chân long, đây là át chủ bài khiến ngươi có dũng khí đánh một trận với ta sao? Nhuận Tường không trả lời, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua trời cao vô tận, cùng biển cả vô biên vô hạn ở xa xa. Ta sanh ra tại một hải tộc ở Bắc Hải. Hắn đột nhiên nói ra một câu cổ quái, tất cả mọi người đều sững sờ, Quảng Nguyên cũng nhíu mày, nhưng vẫn bất động thanh sắc, im im lặng lặng lắng nghe. Sự ra đời của ta đối với tộc đàn mà nói chính là một tai họa ngập đầu, bởi vì phụ thân ta là Bắc Hải Chi Vương, mà mẫu thân chính là nữ nhi của tộc trưởng một hải tộc bình thường. Vì vậy nhất tộc nhà mẹ ta cũng vì ta ra đời mà vĩnh viễn hóa thành hạt bụi trong biển cả. Trong con ngươi như nước kia của Nhuận Tường rốt cục xuất hiện một tia rung động, giống như một hòn đá nhỏ rơi vào trong giết sâu vậy. Trong đó có cả mẹ ta. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, lộ ra biểu lộ bất đồng. Nhuận Tường bình tĩnh nói. Năm kia ta mới 5 tuổi, ta vĩnh viễn rõ màn bọn hắn chết thảm kia. Sau đó ta bị dẫn tới Vương Cung Bắc Hải. Bị ép nhận một gã nam tử chưa bao giờ gặp mặt làm cha. Cùng ngày, ta liền bị ném vào trong Bắc Hải Chi Uyên. A, Thủy Tiên nhìn không kinh hô lên, bàn tay nhỏ bé che miệng, lộ ra vẻ giật mình. Trong mắt Quảng Nguyên lại lóe ra tinh mang ra, thần sắc trên mặt không đổi. Người ở chỗ này chính có hai người bọn họ biết rõ Bắc Hải Chi Uyên rốt cuộc là nơi thế nào, đó là nơi thí luyện tàn khốc nhất Bắc Hải, trực tiếp thông đến một chỗ không gian khác. Coi như là hải tộc trưởng thành cũng rất khó sống sót trở về từ đó. Bởi vì người nam nhân kia nói huyết mạch trong cơ thể ta đã bị ô nhiễm rồi, không xứng làm con của hắn, trừ phi ta có thể trở về từ Bắc Hải Chi Uyên. Nhuận Tường ngẩng đầu, trong mắt lóe ra vẻ nhớ lại, tiếp tục nói. Lúc ấy ta mới 5 tuổi, thực lực còn chưa đạt tới bát hoang cảnh, mà các thành viên vương tộc khác cùng tộc có không ít người đã đạt đến bát hoang cảnh đỉnh phong rồi. Hải tộc trời sinh thì đã có huyết mạch kế thừa cường đại, một ít chủng tộc cấp độ B ưu tú thậm chí vừa ra đời đã là cường giả cửu thiên cảnh rồi. Hắn có chút nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn và khó chịu, tựa hồ chuyện trong Bắc Hải Chi Uyên kia nhớ lại cũng là một sự thống khổ cực lớn vậy. Ta dùng 3 năm, mới đột phá đến bát hoang cảnh võ tôn, vào lúc đó trong các vương tử Bắc Hải chính là thiên phú rác rưởi nhất. Nhưng, khí tức trên thân Nhuận Tường đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Cảm xúc trong lòng tựa hồ như bị ảnh hưởng, hai mắt lăng lệ ác liệt đột nhiên mở ra, lạnh giọng nói. Nhưng ta nhất định phải biến thành mạnh nhất, ta muốn trở về từ Bắc Hải Chi Uyên, giết chết toàn bộ bọn chúng. A, Thủy Tiên lại kinh hô một tiếng, trước gương mặt dữ tợn kia của Nhuận Tường, nàng đột nhiên cảm thấy có chút run sợ. Tất cả mọi người còn lại đều im im lặng lặng nghe, trong lòng ngược lại không có bao nhiêu biến hóa, bởi vì việc sinh tồn của hải tộc cực kỳ tàn khốc. Đẳng cấp huyết mạch cơ hồ liền quyết định vận mệnh cả đời. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, tỉnh táo nói. Vậy ngươi giết chết toàn bộ bọn chúng sao? Nhuận Tường nở nụ cười,
trên mặt hiện ra dáng cười cứng cỏi, nói. Ta dùng 5 năm thời gian, cuối cùng đã đi ra khỏi nơi địa ngục kia, tuy rằng ta vẫn có tu vị bát hoang cảnh, nhưng trong cùng thế hệ đã không còn người nào là đối thủ của ta nữa. 32 đứa con của phụ vương, ta giết chết 22 người. Tất cả mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh, tuy nói nhà đế vương không tình thân, nhưng tiểu tử này cũng quá độc ác đi. Qua đó có thể thấy được năm đó hắn nhận lấy bao nhiêu trùng kích tâm lý, mới có thể có tâm địa độc ác như vậy. Quảng Nguyên trầm mặt, cũng nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ được loại tâm tính của Nhuận Tường. Hắn chẳng phải cũng bị huynh đệ của mình đả thương, đuổi giết thiếu chút nữa bỏ mạng sao? Những người mắng ta, mắng mẫu thân của ta, ta đều đã dùng nắm đấm trả lại cho bọn hắn. Có lần thất đệ ở trước mặt mắng ta là tạp chủng, ta liền đánh nát đầu hắn tại chỗ, trực tiếp treo thi thể hắn trước vương cung 3 ngày, nhưng không một người dám tới nhặt xác cho hắn. Trên mặt Nhuận Tường lộ ra nụ cười tàn nhẫn ra, cười nói. Sau khi ta giết 22 nhi tử của phụ vương, cũng thuận tiện giết hết nhà mẹ bọn hắn, còn có người lúc trước giết mẫu thân ta, cũng bị ta trực tiếp cắt xuống từng khối thịt. Hàn quang trong mắt của hắn càng ngày càng lạnh, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. 10 người còn lại không chết, cũng không phải là bọn hắn không mắng ta, mà là năm đó ta đánh không lại bọn họ. Đợi sau khi lần này giết người thì ta phải trở về Bắc Hải giết hết bọn chúng. Tất cả mọi người đều hiện lên hắc tuyến. Không ít người âm thầm muốn giết ta, đều bị ta tránh khỏi, hơn nữa dùng thủ đoạn gấp 10 lần trả lại cho bọn hắn. Từ đó về sau thiên phú và hung danh của ta liền truyền khắp toàn bộ Bắc Hải, tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Kỳ thật thiên phú của ta thật sự rất rác rưởi, nhưng ta có một trái tim nhất định phải thắng, vô luận đối phương cường đại bao nhiêu, ta nhất định phải thắng hắn, nhất định phải là ta, đây là võ đạo chi tâm của Bắc Hải Nhuận Tường ta. Trong mắt của hắn tuôn ra một cổ lực lượng kiên định dị thường, dừng ở biển cả vô biên vô hạn kia, phảng phất xuyên qua không gian vô tận, nhìn tới điểm trung cực của võ đạo kia. Vì đánh bại 10 vị huynh đệ kia, vì đánh bại anh hùng trong suy nghĩ ta, Bắc Hải Chi Vương phụ thân của ta, ta bước chân vào đại lục thiên võ, để truy cầu võ đạo cao hơn nữa. Ngay khi ta tràn đầy tự tin, cho rằng có thể quét ngang thiên hạ, tung hoành tứ hải, đánh khắp trẻ tuổi vô địch thủ thì Lý Vân Tiêu ngươi lại xuất hiện. Trong mắt Nhuận Tường bao hàm lấy thần sắc vô cùng phức tạp, nhưng đa số là lạnh như băng và sát ý, hắn hung dữ nói. Là ngươi đánh nát giấc mộng của ta, chưa từng có hình ảnh người nào lại giống như ngươi vậy, nó cứ như bức tường cao sừng sững ở trước mặt của ta, vô luận ta có cố gắng phát triển thế nào, cũng khó có thể vượt qua, mỗi lần ta cảm thấy đã đủ để giết ngươi, lại phát hiện ngươi đã trở nên mạnh hơn, chênh lệch giữa chúng ta không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lớn. Lý Vân Tiêu, ta nên cảm kích ngươi, hay là căm hận ngươi đây? Nhuận Tường hỏi một vấn đề mâu thuẫn của mình, cười to nói. Cũng chính vì có ngươi, ta mới có thể từng bước một đi đến bây giờ, có được hóa long chi lực như vậy, ta có lẽ nên cảm tạ ngươi mới đúng a. Từ khi bại trận ở thành Hồng Nguyệt, chưa có một khắc nào như bây giờ, khiến ta cảm thấy cách ngươi gần như thế cả. Hôm nay, ta sẽ dùng thi cốt của ngươi làm mốt bậc thang dưới chân ta, để cho ta bước thêm một bước tới võ đạo trung cực a. Nhuận Tường siết chặt tay, trên cánh tay tuôn ra một cổ lực lượng mênh mông, một đạo long ngâm kinh thiên chợt xông lên trời. Long khí trên người Nhuận Tường cực mạnh, trực tiếp chấn động bát phương, toàn bộ đảo hãm không dưới cổ lực lượng này cũng bắt đầu run rẩy. Hào quang trên như thị ngã văn càng thêm sáng lạn, như một đạo kết giới thủ hộ lấy đảo hãm không, lúc này mới khiến cho đại địa dần dần yên tĩnh lại. Giờ phút này rung động lớn nhất chính là Bắc Minh Lai Phong, hắn cùng với Nhuận Tường tâm tình thật sự quá tương tự a. Hai người bọn họ đều là bất thế thiên tài vạn năm khó gặp, vốn hẳn nên tung hoành thiên hạ. Đứng ở đỉnh phong một đời trẻ tuổi, phong vân một cõi. Nhưng đều là vì Lý Vân Tiêu. Sự xuất hiện của Lý Vân Tiêu giống như sao chổi xẹt qua trời cao vậy, khiến cho tất cả cường giả cùng thời đại với hắn đều phải ảm đạm thất sắc. Cùng thời đại với một thiên tài như vậy, nên vui hay nên buồn đây? Nhuận Tường không biết, Bắc Minh Lai Phong cũng không biết. Tiếng long ngâm kia truyền khắp toàn bộ hòn đảo, vang vọng thiên địa. Lục Đoạn Thiên Tung. Nhuận Tường hét lớn một tiếng, không trung phát ra một tiếng nổ vang, cả người hắn liền xuất hiện ở phía trên Lý Vân Tiêu, một tay cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận thương chém xuống. Sắc mặt Lý Vân Tiêu một mực bình tĩnh như thường, giờ phút này trong con ngươi thâm thúy của hắn chậm rãi hiện ra vẻ lăng lệ ác liệt, âm thanh hung dữ nói.
không cách nào như ngươi mong rồi, dùng chân long chi thân của ngươi để làm đá kê chân cho ta, ta ngược lại rất thích đấy. Trên lãnh kiếm băng xương tuôn ra một đạo hàn mang chói mắt, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng trực tiếp quét ngang một kiếm. Thân thể của hắn không ngừng hóa thành màu vàng, thúc giục bất diệt kim thân đến mạnh nhất. Nhuận tường mặc dù chỉ là bộ phận long hóa, nhưng từ mấy món long chi bí bảo trong thân thể hắn, Lý Vân Tiêu lại thật sự cảm nhận được rõ ràng chân long chi uy phảng phất đến từ viễn cổ. Giờ phút này cường độ thân thể của nhuận tường so với hắn chỉ có cao hơn chứ không thấp. Phanh! Hai kiện thần binh chạm vào nhau trên không trung, tách ra hai đạo quang mang màu vàng và màu xanh ra trời, không ngừng trùng kích lấy bầu trời mặt đất. Bang bang! Hai người cứ như vậy lăng không đối chiến với nhau, không ngừng bắn ra ra kiếm khí thương mang, cực kỳ chói mắt. Lục đoạn, thẩm phán. Nhuận tường hét lớn một tiếng, trên thân thương tuôn ra một cổ dị lực, những nơi đi qua, bầu trời bị kim mang trên thương bốc cháy lên, thoáng cái giống như biển lửa màu vàng vậy. Phanh! Lý Vân Tiêu giơ kiếm ngăn trở, bị chấn cho phải liên tiếp lui về sau. Nhuận tường cười lớn dẫm trận tại chỗ, cuồng thanh nói. Trong cơ thể ta có lực lượng vô cùng vô tận, chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngươi đã không chịu được sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, trường kiếm chỉ thiên, hoàn vũ ở trong kiếm ý lan khắp, một đạo kiếm phủ vọt lên. Hắn một thân như kiếm, lãnh kiếm băng xương trong tay đâm ra một đạo lãnh mang, đánh tan biển lửa màu vàng vô biên, phi trảm trên xuống. Đồng thời hắn thân hóa lôi đình, tay trái cầm lấy đại trùy tử, một đạo tinh hoàn tản ra trên người hắn. Dẫn động thiên địa phong lôi. Lôi quyết. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, tinh hoàn quanh thân tản ra, hắn giơ tay trái lên, một cổ lôi đình từ không trung rơi xuống, hội tụ vào trong cái búa. Dưới điện quang sáng lạn, không ngừng có lôi điện màu tím mảnh như sợi tóc bắn ra. Ma ha cổ văn màu vàng lóng lánh trên không cái búa, lực lượng càng tụ càng mạnh. Dưới cổ thiên địa lôi đình này, tất cả mọi người đều cực kỳ sợ hãi. Đặc biệt là có ít võ giả lôi hệ, sắc mặt càng đại biến. Tên cường giả đánh ra tử lôi quyền lúc trước bị Quảng Nguyên đả thương càng bị cổ lực lượng này ảnh hưởng, lôi đình trong cơ thể bắt đầu bành trướng lên. Lôi năng của hắn hiện ra màu tím hoàn toàn là do truyền thừa, biến dị thành màu tím mà thôi, uy lực chỉ mạnh hơn thanh lôi một chút, mà giờ khắc này tia tia tử lôi không ngừng tụ lại trên bầu trời lại là diệt thế thần uy hàng thật giá thật a. Ngay cả như thị ngã văn cũng tựa hồ như cảm ứng được. Hào quang trên đài sen càng thêm sáng lạn chiếu sáng. Ánh mắt Quảng Nguyên lộ ra vẻ kinh nghi bất định, khiến hắn khó hiểu chính là, huyền khí của tất cả mọi người đều bị hấp thu, mà mọi thứ trên người Lý Vân Tiêu, kiếm cũng tốt, cái búa cũng tốt đều không có việc gì cả. Huyền khí của toàn bộ mọi người trên hòn đảo đều đã bị hấp thu không sai biệt lắm, giờ phút này chỉ còn lại một ít huyền khí rất mạnh, tỉ như cửu thải thiên loa của người xám trắng ở xa xa, miếng sắt hình thù kỳ lạ của cường giả thủy thích tộc. Mặc dù là tồn tại đẳng cấp như vậy, cũng khó có thể ức chế phát huy lấy huyền khí chi linh. Khiếp sợ trong lòng Quảng Nguyên càng ngày càng sâu, hắn cảm ứng được như thị ngã văn hấp thu còn xa chưa đầy được, kém quá nhiều, hoàn toàn khác với những gì trước đó hắn tính toán. Cái này, đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn cảm thấy kinh hãi, trước kia chắc tính ra huyền khí chi linh đủ để rót đầy cả hai cái như thị ngã văn, nhưng bây giờ lại mới chỉ khôi phục lại một phần nhỏ. Chẳng lẽ nói, Quảng Nguyên cảm thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ nói những huyền khí tuyệt cường kia đều ở trên người Lý Vân Tiêu, đã bị hắn thu vào trong Sơn Hà Đỉnh rồi sao? Ý nghĩ này vừa nổi lên, liền lan không thể ức chế, hơn nữa càng ngày càng tin tưởng vững chắc. Tiểu tử này đến cùng là người nào, thuật võ song đạo nghịch thiên không nói, còn thân mang huyền khí siêu phẩm Sơn Hà Đỉnh, còn có nhiều huyền khí nghịch thiên như vậy nữa. Trong mắt Quảng Nguyên hiện lên vẻ phức tạp. Có khiếp sợ, cũng có cuồng nhiệt, như đa số là tham lam và giết chóc. Phanh! Trên bầu trời nhuận tường một thương đẩy lui kiếm khí mà Lý Vân Tiêu chém tới, hai con ngươi trở nên ngưng trọng, hắn cũng cảm nhận được sự bất phàm của lôi đình kia, hoành thương xông lên chém tới. Không có tác dụng đâu, trừ phi là đưa tới thượng thanh tử phủ diệt thế thần lôi chính thức, nếu không chút tử điện ấy còn chưa đủ nhét kẽ răng ta đâu. Nhuận tường hét lớn một tiếng, chiến thương lăng không quét ra. Một đạo kim quang từ trong hư không cạnh người đánh ra, lao tới trên người Lý Vân Tiêu. Lục đoạn, thẩm phán. Cắt. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia giễu cợt, trong hai mắt lập tức hiển hiện huyết nguyệt, toàn bộ không gian đều xoay tròn,
thân thể của hắn hóa thành một vòng vầng sáng cuốn vào trong Tuyền Nhãn không thấy đâu nữa. Cái gì? Tất cả mọi người đều cực kỳ sợ hãi, một kích của Nhuận Tường Bá Đạo như thế, trực tiếp khóa chặt không gian, lại vẫn có thể đào tẩu. Vậy tinh thần lực của hắn mạnh bao nhiêu đây? Sắc mặt Nhuận Tường cũng đại biến, hắn kinh sợ phát hiện, mỗi một lần thấy Lý Vân Tiêu ra tay đều vượt quá dự liệu của hắn, tựa hồ át chủ bài và thực lực của người này luôn vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng đào không hết, cái này khiến hắn cực kỳ giận dữ hét lên. Đi ra có bản lĩnh cũng đừng trốn, đường đường chính chính đánh với ta một trận đi. Hừ, một tiếng cười lạnh nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng hắn, thân thể Lý Vân Tiêu biến ảo mà ra, cười nhạo nói. Chiến đấu chân chính không chỉ trên thân thể đâu. Sắc mặt Nhuận Tường trầm xuống, không dám quay đầu lại, trực tiếp quét ngang trường thương ra sau lưng, ầm ầm một tiếng chém nứt cả bầu trời. Nhưng thân ảnh Lý Vân Tiêu lại lập tức ra hiện ở trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy thương cảm, lạnh giọng nói. Nếu hàm răng của ngươi đã lớn như thế, vậy thì nhét cái búa này vào đi. Cái búa tụ tập lôi đình chi lực vô tận liền nhét vào trong miệng Nhuận Tường. Nhuận Tường sợ tới mức hồn phi phách tán, trong mắt cũng lồi ra, lôi đình vô tận chấn kích đến, muốn hủy thiên diệt địa. Chân long pháp thân, chiến thương đã quét ngang đến sau lưng, căn bản không thu lại được, ngay khi ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc hắn liền hét một tiếng, toàn bộ đầu lâu trực tiếp long hóa, cặp sừng trên đầu hiện lên một đạo hào quang như ngọc, sau đó hắn dùng đầu húc tới trước. Ầm ầm, cái búa trực tiếp đánh lên trên cặp long giác của Nhuận Tường. Ngàn vạn lôi điện từng đạo điệp ra đánh xuống, không ngừng đánh vào trong đầu của hắn. Mọi người nhìn thấy có một cái đầu rồng đang không ngừng giãy giụa gào rú trong lôi đình. Nhuận Tường chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu chấn động đau nhức, còn có lôi đình phá vỡ ra của hắn thịt, chấn khiến đầu óc vang lên ông ông. Ngươi tê liệt rồi, chết đi. Nhuận Tường nổi giận gầm lên một tiếng, chiến thương từ phía sau quét tới, cắt đứt cả bầu trời, mang theo hỏa diễm kim sắc đầy trời chém xuống. Lục đoạn phá thế. Hắn đã bị cái búa nện đến váng đầu, mảng lớn máu tươi từ trên đỉnh đầu chảy xuống, bản thân cũng không biết tình huống thế nào, chỉ có một ý niệm, đó chính là khiến Lý Vân Tiêu phải phấn thân toái cốt. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng thất kinh, bị thần lôi như thế nện vào hắn vẫn không chết, chẳng lẽ thật sự là chân long chi thân sao? Chỉ thấy hào quang hai sừng trên đầu Nhuận Tường ảm đạm xuống, nơi gốc chảy ra đại lượng máu tươi, chảy đầy mặt hắn, khiến hắn lộ vẻ cực kỳ dữ tợn. Phá thế nhất thương quét ra, hắn không dám khinh thường, vội vàng khinh thân lui về phía sau. Nhuận Tường nhân thương hợp nhất, truy kích mà đến, thể phải chém chết hắn mới bằng lòng bỏ qua. Lý Vân Tiêu dưới cơn gấp gáp, chỉ có thể giơ lên lãnh kiếm băng xương chém tới, kiếm quyết khẽ dẫn, thiên địa dị tượng, giống như có một cổ kiếm ý vô biên quanh quẩn khắp nơi vậy. Phanh! Trường thương chém lên trên thân kiếm. Phá thế chi lực áp khiến hắn không ngừng bay ngược, nhuệ khí từ mũi thương truyền đến đảo qua toàn thân, cắt ra đạo đạo vết thương. Ma thiên khải giáp lập tức hiển hiện, trực tiếp mặc lên người, hắn giống như một thiết giáp chiến thần vậy, ngăn lại hết toàn bộ thương mang. Kiếm khí Lý Vân Tiêu cũng phóng lên trời, chém khiến long lân của Nhuận Tường không ngừng phát ra tiếng và đập bong bong. Chết đi, chết đi. Nhuận Tường đã đỏ cả mắt, toàn bộ lực lượng đều hội tụ vào chiến thương. Ép tới khiến Lý Vân Tiêu không thở nổi. Hai người lập tức hóa thành một đạo quang mang, chấn nhập đại địa. Ầm ầm, ở trên đảo truyền đến rung mạnh, đại địa văng tung tóe, mà ngay cả pháp hoa liên thai cũng chịu ảnh hưởng, kim quang sán lạn. Ầm ầm, cách chỗ hai người rơi vào đại địa không xa tuôn ra một đoàn hào quang, đúng là Lý Vân Tiêu phi thân lên, lộ ra có chút chật vật, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hét lớn. Người phải chết là ngươi. Hắn thoáng một phát hóa ra ba đầu sáu tay, đại bi mộ vân kính, lôi chùy, thiên thu bá đao các thứ đều bị hắn cầm trong tay, ầm ầm đánh xuống phía dưới. Đồng thời hai tay trước người không ngừng bấm niệm pháp quyết, sau lưng lập tức hiện ra chân ma pháp tướng cực lớn, đỉnh thiên lập địa. Ầm ầm, cả vùng đất một đạo hỏa diễm kim sắc trùng thiên, chấn khai toàn bộ công kích của Lý Vân Tiêu. Một đạo long ngâm dẫn động trời cao, sau đó liền thấy long ảnh lăng không. Hai tay Nhuận Tường nắm lấy chiến kích trùng thiên chém về phía Lý Vân Tiêu. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, cả người tĩnh như xử nữ, hai tay lập tức chắp ở trước ngực, kết xuất một đạo thiên địa ấn, hào quang sáng lạn. Chân ma cự linh ở sau lưng cũng hai tay kết ấn, chỉ có điều ấn quyết do ma khí tạo thành,
nhìn qua giống như một thâm uyên đen kịt vậy. Thiên địa vô cực, lục đạo luân hồi. Lý Vân Tiêu một ấn đánh xuống, chân ma pháp tướng cũng lập tức ra tay, song ấn đồng thời đánh ra, một lớn một nhỏ, một trước một sau, một vàng một đen, đánh tới trên người Nhuận Tường. Xa xa hai người mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một người đúng là Lãnh Vũ, trước kia Lý Vân Tiêu dùng chiêu này phá cực thức của hắn, giờ phút này với tư cách là người quan sát, hắn mới cảm ứng được chiêu này không uổng, quả thật có thể chống lại võ đế bát tinh như mình. Mà người còn lại chính là Bắc Minh Kháng Thiên, trên mặt hắn hoảng sợ khó có thể kiềm chế, tựa hồ đã nhận ra lai lịch chiêu này, trong lòng thoáng cái dâng lên cơn sóng gió động trời, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Nhuận Tường cắn răng gào thét, chiến thương chi lực bị hắn thúc đến mức tận cùng, tiếng gầm trên đó khiến không gian bốn phía đều chấn động, ma ha cổ tự kia không ngừng lập lòe trước người. Lục đoạn, thiên thể. Lục đoạn chi kỹ, một chiêu mạnh nhất thiên thể hiện ra. Một đạo kinh mang trùng thiên, phóng tới kim hắc song ấn kia. Ầm ầm, ấn quyết màu vàng nghiền nát, hắc ấn cũng theo đó rơi xuống. Ầm ầm, hắc ấn cũng đột nhiên nghiền nát, một kích thương quyết không thể địch nổi, quét ngang thiên quân. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, một đạo kiếm quyết đánh vào trong lãnh kiếm băng xương, kiếm khí ngang trời cao, toàn bộ bầu trời mặt đất phía sau hắn đều phải biến sắc. Trên đỉnh vòm trời hội tụ đến vô số kim mang, ngưng tụ thành từng đạo quy tắc rơi xuống, đều ngưng tụ ở bốn phía kiếm hắn. Giờ phút này, hắn đã là người kiếm một thân, hóa thành kiếm ý. Lý Vân Tiêu tĩnh như thâm uyên, giơ lãnh kiếm băng xương lên cao cao, thần sắc trong mắt không hề bận tâm, phảng phất bế nghĩa thiên hạ. Để ta dùng kiếm ý mạnh nhất dưới phiến thiên không này, tiễn đưa ngươi quy thiên đi. Kiếm quyết, một cổ thiên địa chi uy hạ xuống, kiếm ý vô biên vô hạn tràn ngập bầu trời mặt đất, toàn bộ thế giới giống như là một mảnh kiếm chi hải dương vậy. Ầm ầm, kiếm khí chém lên trên thiên thể chi thương của Nhuận Tường, bầu trời lập tức nghiền nát vô số, toàn bộ càn khôn văng tung tóe, hoàn vũ điên đảo. Ầm ầm, hai đạo lực lượng giữ nhau một chút, thiên thể chi quang không ngừng tan vỡ, trên tam tiêm lưỡng nhận thương truyền đến thanh âm run rẩy, gào thét vô tận hóa thành rên rĩ vô biên. Không, không có khả năng. Long lân trên người Nhuận Tường cũng sụp đổ, tạc ra đạo đạo huyết vụ, hắn liên tục gào thét, một cổ không cam lòng cực độ hiển hiện trong mắt. Không có khả năng, ta sẽ không thua được, ta sẽ không thua. Ầm ầm, Trảm Yêu chi kiếm rốt cục đã đánh xuống, kiếm ý lăng liệt xé mở đại địa, Nhuận Tường bị chấn vào trong hố sâu đảo hãm không. Trời đất sụp đổ, theo đó là một mảnh yên tĩnh như chết. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi và sợ hãi. Một kiếm vừa rồi có lẽ cũng không có lực lượng quá mạnh, ít nhất Quảng Nguyên và Bắc Minh Kháng Thiên có nắm chắc tiếp được, nhưng cổ kiếm ý kia. Kiếm chi quy tắc vô cùng vô tận, kiếm lực mênh mông liên tục không ngừng lao đến giống như một điểm cao chọc thẳng trời cao, khiến mỗi người bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên. Kiếm ý mạnh nhất dưới phiến thiên không này. Phi Minh đã triệt để quên mất chiến đấu, cả người hoàn toàn yên lặng dưới một kiếm vừa rồi, huyết dịch trong cơ thể thoáng cái bành trướng. Vậy mà dâng lên một cổ cảm động, trong đôi mắt lóe ra nước mắt. Thủy Tiên cũng bị chấn kinh, nhưng nàng lại là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại trong mọi người, kinh ngạc nhìn qua khe hở sâu không thấy đáy kia, ngạc nhiên nói. Nhuận Tường hắn, đã chết rồi sao? Tất cả mọi người không nói, vấn đề này không ai có thể trả lời, ngay cả Quảng Nguyên cũng không thể. Hắn không tin Nhuận Tường sẽ chết, nhưng một kiếm vừa rồi. Quảng Nguyên cũng hoàn toàn không có lòng tin. Có chút ngốc trệ nhìn qua Lý Vân Tiêu, vương tộc Bắc Hải thiên tài như thế cũng đánh không lại hắn, người này chẳng lẽ có thiên mệnh nơi thân sao? Bắc Minh Lai Phong sau khi cảm thụ một kiếm kia về, nội tâm triệt để chết đi lòng tranh đấu với Lý Vân Tiêu, trên mặt một mảnh sầu thảm. Lý Vân Tiêu tất nhiên sẽ trở thành ngôi sao lớn nhất bầu trời này, bọn hắn cuối cùng nhất chỉ có thể trở thành vai phụ thôi. Mà Bắc Minh Kháng Thiên thì lại như hóa đá, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi vô tận. Hắn thân là võ đế bát tinh đỉnh phong đã có rất ít thứ có thể dung chuyển tâm thần hắn, nhưng một kiếm vừa rồi, phảng phất thời gian trọng hồi vậy, khiến tâm tình của hắn cái đã vượt qua mấy chục năm, trở lại chứa vẫn tinh điện của Bắc Minh Huyền Cung. Cũng là dáng người nghiêm nghị, cũng là ánh mắt bế nghĩa thiên hạ, cũng là thân ảnh do bầu trời vô tận hóa thành, cũng là một kiếm. Là hắn không chết, hắn trở về rồi. Sắc mặt Bắc Minh Kháng Thiên trắng bệch,
thân hình vậy mà bắt đầu trở nên run rẩy. Bỗng nhiên lá sen bốn phía như thị ngã văn lần nữa nở rộ, toàn bộ đài sen hoàn toàn nở ra, bốn phía đảo hãm không ngừng có kim mang từ trong đại địa bắn ra, phóng lên trời, cùng đài sen kia chiếu rọi lẫn nhau. Biến hóa này khiến sắc mặt tất cả mọi người đại biến, bởi vì huyền khí này quá mức huyền diệu, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trên mặt Quảng Nguyên cũng lộ vẻ hoảng sợ, sợ hãi nói. Chẳng lẽ là... Trên pháp hoa liên thai tản xuống một đạo ánh sáng chói lọi, toàn bộ linh khí ở trên đảo bỗng nhiên trở nên sinh động, phi tốc dũng mãnh tràn vào trong đại địa. Tất cả mọi người cảm nhận được sự xói mòn của linh khí, thiên địa nguyên lực ở bốn phía thoáng cái bị hấp không còn gì. Cái này... Ngay khi tất cả mọi người đang kinh ngạc thì đột nhiên một đạo ánh sáng chói lọi từ trong vực sâu mà nhuận tường rơi xuống bay lên, nhảy vào trên 9 tầng mây. Từ trong như thị ngã văn truyền đến Phật sướng mơ hồ, hoa sen nở ra diễm lệ dị thường. Cổ lực lượng này, tất cả mọi người đều hoảng sợ chấn động, một loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn lan tràn ra, đều cảm thấy lạnh run. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, cắn răng nổi giận mắng. Mẹ nó thế còn chưa chết sao? Trong cổ lực lượng trùng thiên kia, long lực bành trướng truyền đến, so với trước càng lớn hơn một bậc. Làm sao có thể? Lý Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, ngưng trọng nhìn chằm chằm vào khe hở kia, không rõ trong lúc này đã xảy ra biến hóa gì, nhưng nhìn bộ dạng như thị ngã văn thì khẳng định có quy na hệ với huyền khí siêu phẩm này. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, nhuận tường không chết đã ngoài ý liệu của hắn rồi, đừng nói càng tiến một bước. Giờ phút này hắn tiêu hao cực lớn, tái chiến một lần nữa thì sinh tử khó mà nói được. Dầm ào ào. Trong vực sâu truyền đến thanh âm đá vụn, long khí tuôn ra xảy ra biến hóa, bắt đầu chậm rãi thu nạp vào. Trên mặt Quảng Nguyên cũng kinh hãi không thôi, những biến hóa này hiển nhiên cũng đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng thần sắc trên mặt hắn lại kích động dị thường, tựa hồ thập phần chờ mong đối với tình huống kế tiếp vậy. Sau khi trong khe hở truyền đến một ít thanh âm, rất nhanh lại yên tĩnh trở lại, cũng không hề có long khí tràn ra nữa. Mọi người đợi một hồi, tựa hồ không có động tĩnh gì, nguyên một đám lộ ra vẻ hồ nghi. Bỗng nhiên, bầu trời có một đạo cầu vòng quan không, xuất hiện cửu thải tường vân. Như thị ngã văn lần nữa xoay tròn, trên đó vang lên phạm âm hát tụng, trên tòa sen tựa hồ mơ hồ có hư ảnh hiển hiện. Đây là... Quảng Nguyên bị dọa choáng váng, vội vàng mở to hai mắt nhìn lại. Hư ảnh trên đài sen kia đã không thấy nữa, giống như hắn bị hoa mắt vậy. Nhưng lòng hắn lại ngưng trọng dị thường, cường giả đã đến cấp độ như hắn tuyệt đối không thể nào hoa mắt được. Còn em ngươi, mây trôi cửu sắc, thật sự muốn hóa long rồi. Lý Vân Tiêu nhìn điểm lành trên bầu trời cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Từ sau khi cường giả thần cảnh biến mất khỏi phiến thiên không này thì cũng không thấy qua chuyện hóa long nữa, bình thường gọi là hóa long chẳng qua chỉ là bộ phận yêu hóa. Lộ ra một ít hình thái của long duệ mà thôi. Biến hóa của nhuận tường trước kia lại gần thêm một bước, dù sao trong cơ thể hắn có đến mấy kiện long chi bí bảo, đó chính là di hài do thượng cổ chân long chân chính lưu lại, giờ tựa hồ đã bị kích thích nào đó, đang không ngừng sống lại, cho nên sinh ra lực lượng thật lớn. Nhưng hiện giờ, Lý Vân Tiêu toát ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn qua điềm lành cửu thải trong thiên địa, trong lòng dâng lên bất an thật lớn. Trong thiên võ giới hiện giờ còn có thể đản sinh ra chân long sao? Trong hai mắt hắn tuôn ra vẻ ác lạnh, hai tay hợp trước người phi tốc bấm niệm pháp quyết. Bong bong long cong. Từng đạo kiếm quang phá thể mà ra, mở ra trên không trung, hóa thành 18 kiếm kiếm đồ. Kiếm khí mênh mông lan tràn, 18 chuôi bắc thiên hàn tinh kiếm như chiếu thu thủy, kiếm khí tràn ngập bát hoang hoàn vũ, ở trên không khe hở hiện ra một kiếm trận cực kỳ to lớn. Lý Vân Tiêu đánh từng đạo kiếm quyết vào trong đó, trên kiếm đồ hội tụ một đạo kiếm ảnh thật lớn, hắn kiếm chỉ quát, nói. Đi! 18 chuôi kiếm theo bóng kiếm gào thét mà xuống, chảm thiên liệt địa, trực tiếp đánh vào trong khe hở. Khe hở kia theo thiên kiếm đồ đánh vào, càng ầm ầm một tiếng vỡ ra, khe hở càng lan tràn nhanh hơn, toàn bộ hòn đảo đều có xu thế hóa thành hai nửa. Quảng Nguyên giận tím mặt, đang muốn ra tay, nhưng trong mắt lại có một chút do dự. Ngừng lại, lạnh lùng nhìn vào khe hở kia. Ầm ầm, đại địa văng tung tóe, kiếm ảnh kia tựa hồ chém vào địa mạch, cả hòn đảo đều trở nên lung lay. Phanh, đột nhiên một tiếng rung mạnh, giống như kiếm đồ đã bị lực lượng nào đó ngăn cản lại vậy.
Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến. Ầm ầm. Một tiếng vang càng lớn hơn nữa truyền đến, vạn đạo kim quang từ trong cái khe vọt lên. Rầm 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 phanh. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bị đánh bay một chuôi, loạn xạ bắn vào trời cao, kiếm khí đầy trời thoáng cái trở nên mất trật tự. Một đạo long ngâm phóng lên trời cao. Dưới đạo long ngâm kia, tâm thần tất cả mọi người đều đại chấn, khí huyết trong cơ thể bành trướng khó có thể ức chế, trong kinh mạch khí cơ hỗn loạn, một ít hải tộc thực lực yếu kém càng bị đánh chết tại chỗ. Quảng Nguyên sợ hãi nói. Chân long chi hàng, đây là chân long chi hàng minh. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp, nói không nên lời vừa mừng vừa lo. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, vội vàng thu 18 chuôi kiếm vào trong cơ thể, lật tay liền lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, nhét hết vào miệng giống như ăn rau cỏ vậy. Hắn biết rõ lần này phiền toái lớn rồi. Oanh! Đại địa chấn vang lên, cũng không biết là địa mạch vỡ vụn hay là tiếng giống nữa, không ít người đều bị chấn ngất tại tràng. Cửu thải điềm lành đều tiêu tán dưới tiếng long ngâm kia, bầu trời lần nữa âm trầm xuống. Ầm ầm, một đạo quang mang từ trong cái khe lao ra, long khí tức bành trướng bạo phát ra, phóng tới Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, nhấc tay cầm lấy Mộ Vân kính chiếu xuống dưới. Phanh, đạo bóng dáng kia trực tiếp phá vỡ kính quang lăng không mà đến, một quyền đánh lên Mộ Vân kính. Phanh, mặt kính trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lại bị trực tiếp đánh lõm xuống một khối, một đạo lực lượng dọc theo đường cũ bắn lại, khiến thân ảnh kia chấn động. Đạo khác lại xuyên thấu mặt kính, đánh tới Lý Vân Tiêu. Phanh! Trên ma thiên khải tuôn ra một đạo kình khí, cũng đồng thời lõm xuống. Phốc! Lý Vân Tiêu tại chỗ phun ra miệng lớn máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. A! À, Thủy Tiên đột nhiên la hoảng lên, nàng muốn tiến lên cứu người, nhưng mắt thấy đạo bóng dáng kia liền cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người cảm thấy yết hầu khô khốc, giờ phút này đạo bóng dáng trên trời cao kia đang chậm rãi hiển lộ chân thân, cũng không phải chân long gì cả, mà là Nhuận Tường có hình thái chân long. Nhuận Tường hiện giờ đã hoàn toàn mất hết bộ dáng nhân loại, so với lúc trước càng tiến hóa hơn một bước. Phía sau hắn lắc lư lấy một cái long vĩ, trên người cả người ngoại trừ long khí cả người ra, còn có hồng hoang chi khí hung bạo cực độ nữa. Giống giống. Nhuận Tường ngẩng đầu lên. Liên tiếp cao giọng hống mấy tiếng, toàn bộ bầu trời đều run rẩy sợ hãi. Long ngâm trời cao. Bầu trời vốn còn trong xanh dưới cổ sóng âm kia kích động đều bị chấn phá thành mảnh nhỏ. Mỗi một người trên đảo hãm không đều trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám khiếp sợ nói không nên lời. Nhuận Tường sau khi thét dài một lúc, nhả sạch uất ức nơi ngực, lúc này mới lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, ta từ trong địa ngục trở về giết ngươi rồi. Trên trán Quảng Nguyên cũng chảy ra mồ hôi lạnh, tiểu tử này chính là sát thần trời sinh a. Lý Vân Tiêu lau đi máu nơi khóe miệng, tuy rằng hắn bị chấn thương thoáng một phát, nhưng đại bộ phận công kích đều bị Mộ Vân kính và ma thiên khải hóa giải, cả người cũng không lo ngại. Nhưng trạng thái của Nhuận Tường giờ phút này tuy rằng không là chân long sinh ra đời, nhưng phảng phất như thượng cổ hung thú hàng lâm, rất có xu thế quét ngang tất cả, không thể địch nổi. Người muốn giết ta rất nhiều. Nhưng đến tận giờ, chết đều là bọn hắn cả. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, tuy rằng hiện giờ đang lâm vào thế xấu, nhưng hắn vẫn vô cùng tỉnh táo. Nhuận Tường nhếch miệng cười cười, nói. Người ta muốn giết rất nhiều, nhưng tới tận giờ, bọn hắn đều không ngoại lệ đều đã chết cả rồi. Hai người im im lặng lặng rằng co trên trời cao, trong thiên địa tựa hồ như trở nên yên tĩnh lại, chỉ có pháp hoa liên thai như thị ngã văn vẫn còn chậm rãi xoay tròn. Nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy áp lực dị thường. Giống. Nhuận Tường trong giây lát hét lớn một tiếng, trực tiếp phá vỡ bình tĩnh, một đạo sóng âm rất mạnh rung động thiên địa, đánh tới trên người Lý Vân Tiêu. Đồng thời khi giống to, thân ảnh hắn cũng lóe lên, phóng tới Lý Vân Tiêu còn nhanh hơn cả lôi điện. Chuôi tam tiêm lưỡng nhận thương lúc trước của hắn đã không biết đi đâu rồi, nhưng huyền khí mạnh nhất trên đời há có thể mạnh hơn bàn tay chân long sao. Theo sau sóng âm kia, một đạo long chảo thanh sắc ngưng tụ trên bầu trời, đột nhiên chụp xuống. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy áp khí tựa như núi đập vào mặt, đạo chân long chi hàng kia càng đánh vào khiến ma thiên khải không ngừng phát ra khí minh thanh, khí huyết trong cơ thể chấn động, toàn bộ màng tai đều như muốn nứt ra. Còn em người đấy, có cần hô to vậy không? Lý Vân Tiêu cũng dâng lên lửa giận vô tận, là người của hai thế giới, thiên tài dạng gì hắn chưa thấy qua.
chiến đấu dạng gì hắn chưa trải qua, cho dù đối phương thật sự hóa thân chân long hắn cũng sẽ không sợ hãi lùi bước. Kiếm quyết. Hai tròng mắt hắn lập lòe thoáng một phát lập tức liền bình tĩnh lại, khẽ quát một tiếng, lãnh kiếm băng xương rút kiếm khí vọt lên, trực tiếp chém vào trong long chảo cực lớn kia. Oanh! Long chảo kia bị kiếm khí chém, lập tức vỡ ra. Kiếm khí quanh thân Lý Vân Tiêu tung hoành, kiếm quyết khẽ dẫn đánh vào trong lãnh kiếm băng xương, vạn đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng đều hợp lại, xa xa trên trời ca hiện ra vô số kiếm chi quy tắc, lăng không cuồng loạn nhảy múa. Tất cả mọi người trên đảo hãm không thấy thế đều chảy mồ hôi ròng ròng, kiếm ý cao siêu như thế, căn bản là bình sinh ít thấy, chỉ mới nghe qua lần đầu. Bắc Minh Kháng Thiên thì sắc mặt trắng bệch, hai mắt một mảnh mông mông bụi bụi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thần sắc trong mắt Lý Vân Tiêu càng ngày càng tĩnh, trường y phần phật rung động trên không trung, cả người nắm kiếm quyết, cũng chưa hề động đậy, tựa hồ đang cảm ứng thiên địa chi uy. Trong mắt Nhuận Tường tuôn ra hàn mang. Âm thanh hung dữ nói. Đây là một kiếm vừa rồi thiếu chút nữa đã giết ta sao? Ta rất muốn biết, một kiếm này bây giờ còn có thể giết được ta không? Hai tay của hắn khép lại xòe ra 10 ngón tay, trước người hóa ra một đạo long hình, long lực minh mông điên tuôn ra. Thần sắc Lý Vân Tiêu thản nhiên, hắn lập trên trời cao, vô số kiếm chi quy tắc phía dưới, phảng phất như kiếm trung chi thần vậy, khiến người không dám mạo phạm. Giết ngươi! Bất quá chỉ là lại ra một kiếm thôi. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở miệng nói. Vừa rồi cho ngươi kiến thức chính là kiếm ý mạnh nhất, giờ phút này ta sẽ dùng kiếm chiêu dưới kiếm ý mạnh nhất, tiễn ngươi một đoạn đường A. Ngươi có tư cách này. Hắn vừa dứt lời, vô số kiếm chi quy tắc trên bầu trời thoáng cái yên tĩnh trở lại, bắt đầu lộn xộn tuôn xuống, đều hút vào TNG một kiếm kia. Bầu trời dưới áp khí của hai người trở nên áp lực cực độ. Bốn phía Lý Vân Tiêu tự thành kiếm chi thế giới, phảng phất một đạo ánh dạng đông chậm rãi buông xuống. Trong miệng hắn thở khẽ nói. Trảm yêu, tinh diệt, thần quang, tam kiếm hợp nhất, vạn kiếm quy nguyên. Long cong. Trên lãnh kiếm băng xương tuôn ra một đạo khí minh mãnh liệt, đột phá không khí âm u, kích động trên bầu trời vô tận. Chuôi bảo kiếm này tựa hồ trong nháy mắt cũng như sống lại, toàn bộ thân kiếm trở nên cực kỳ thông thấu. Nắm trong tay giống như muốn biến mất vậy. Nguyên một đám ma ha cổ tự xoay quanh bốn phía thân kiếm, thành câu thành đoạn, lại có đến cả trăm cái. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nhìn trường kiếm, cười nói. Rốt cục chịu tâm ý tương thông với ta sao? Ta chính là kiếm giả mạnh nhất thời đại này, ngươi có tư cách đi theo ta sao? Hãy dùng tất cả lực lượng của ngươi để chứng minh đi. Dung nhan trên mặt hắn dưới kiếm quang trở nên lập lòe không thể thấy rõ. Chỉ nghe thấy thanh âm truyền đến, từng chữ từng câu trấn nhập nhân tâm. Kiếm, tinh, thần. Kiếm ý kiếm quyết vô biên tụ thành một kiếm, toàn bộ trong thiên địa tựa hồ vạn vật biến mất, tất cả cảnh tượng đều hóa thành hình ảnh một kiếm này, lăng không chém xuống. Tất cả mọi người đã triệt để ngốc trệ, ở dưới cổ kiếm ý kiếm khí kia, bọn hắn chỉ cảm giác mình giống như một mảnh lá rụng bay trong gió, nhỏ bé như vậy, bất lực như vậy. Trong đầu Bắc Minh Kháng Thiên càng trống rỗng. Kiếm này vừa ra, hắn liền không còn gì hoài nghi nữa rồi. Thần sắc Nhuận Tường cũng đại biến, một cổ nguy hiểm tử vong lan tràn ở sâu trong lòng, vốn sau khi nhận được lực lượng cường đại, hắn cũng đã nhận được tự tin chưa từng có thể quét dọn tất cả chướng ngại, nhưng giờ phút này dưới kiếm quyết hủy thiên diệt địa kia, lòng tin của hắn chợt dao động. Lý Vân Tiêu chết tiệt ngươi quả nhiên địch nhân trong số mệnh ta a. Nhuận Tường hét lớn một tiếng, diện mục trở nên dữ tợn cực độ. Quát ầm lên. Coi như là phấn thân toái cốt ta cũng phải giết ngươi. Trên thân thể của hắn dâng lên long khí vô biên, hội tụ thành hình ở trên không, một đầu chân long pháp thân hiện ra, phảng phất như thực chất. Chân long chi thán tức. Một đạo lực lượng phong cách cổ xưa phảng phất đến từ hồng hoang lan tràn ra, long hình trong tay Nhuận Tường giọng cao mà lên, đạo long hình kia càng phá tan gông xiềng thiên địa, phảng phất thượng cổ chân long vượt qua thời gian vô tận hàng lâm thế gian vậy. Long lực vô biên mênh mông cuồn cuộn, nương theo lấy long uy rất mạnh, tàn sát bừa bãi thiên địa. Những cường giả dưới võ đế cao giai rốt cuộc không chống được nữa, nhao nhao quỳ xuống, phục phục dưới chân tồn tại đã từng là vương giả thiên địa kia. Mặc dù là tồn tại cường đại như Lãnh Vũ và Cửu Thiên trong lòng cũng một hồi sợ hãi và run rẩy, cắn răng chống cự lấy long uy kia. Trên mặt Thủy Tiên cũng trắng bệch, không có chút huyết sắc, chỉ là trong hai tròng mắt lóe ra kim quang.
dừng ở thiên uy cuồn cuộn kia. Ầm ầm, một tiếng chấn vang, toàn bộ thiên địa liền mất đi tất cả thanh âm, cũng không phải là an tĩnh, mà là màng tai của tất cả mọi người lập tức nghiền nát, thất khiếu lập tức chảy máu. Thế gian một mảnh màu trắng mông lung, tất cả lực lượng cuồng bạo tràn ngập trong đó, chấn khai lục hợp bát hoang. Hải vực vô tận bốn phía hòn đảo đều như bốc hơi, biển cả dùng đảo hãm không làm trung tâm, thối lui ra xa xa. Càng có dư âm tuyệt cường đánh xuống, muốn đánh trọn đảo hãm không thành bột mịn. Như thị ngã văn kim mang lần nữa sáng lạn, như một đạo kết giới mở ra, bảo hộ tròn hòn đảo vào trong đó. Sắc mặt Quảng Nguyên bắt đầu có chút khó coi, hắn nhiều năm qua câu thông với Như thị ngã văn, đã có được cảm ứng nhất định, đã phát giác được lực lượng trong huyền khí siêu phẩm này đang sói mòn cực nhanh, thậm chí còn ít hơn cả huyễn bảo đại hội lần trước. Không biết qua bao lâu, tiếng nổ vang cuồn cuộn kia mới dần dần tán đi. Bầu trời dần biến mất khỏi tái nhợt, lộ ra màu sắc vốn có. Mọi người thoáng cái cảm ứng được long uy không còn nữa, đều tâm kinh đảm hàn nhao nhao đứng lên, tất cả mọi người đều là cường giả, không có một ai muốn quỳ cả. Ánh mắt mọi người đều nhìn lại không chung, nguyên một đám cảm thấy rung động nói, kết quả như thế nào? Tên long chi hậu duệ kia chết rồi sao? Trên bầu trời hoàn toàn trơ trọi, hai đạo thân ảnh điều hưu lẻ loi trơ trọi đứng trên trời cao. Hai người đều lộ ra chật vật và điều hưu dị thường, không còn phong phạm tông sư và khí thế hung thú trước kia nữa. Phốc, phốc, hai người đồng thời phun ra một miệng lớn máu tươi, đều đã bị thụ thương cực nặng. Đúng là lực lượng tương đương. Ọt ọt, khắp nơi truyền đến tiếng nuốt nuốt nước miếng, vậy mà lại ngang tay, cái này là phải đánh tiếp sao? Ha, ha ha, ha ha, ha ha ha. Trên bầu trời truyền đến tiếng cười to của Nhuận Tường, cười cực kỳ vui vẻ, hắn một bên cuồng tiếu một bên phun máu tươi, nói. Quả nhiên, ta quả nhiên đã đuổi kịp ngươi rồi, loại lực lượng ta tha thiết ước mơ, loại tâm muốn giết ngươi này. Hiện giờ ta cách giết người gần đến cỡ nào a? Phốc! Lý Vân Tiêu muốn nói gì đó, nhưng khẽ động nguyên lực đã phun ra một búng máu tươi. Hắn không dám nói lời nào, vội vàng điều tức lại, giờ phút này có thể tranh thủ từng phút từng giây đều có thể quan hệ đến thắng bại sinh tử cuối cùng nhất. Sinh tử đã không quan trọng nữa, nhưng hắn không thể thất bại được. Cho dù chết, cũng phải giết đối phương, đây cũng là võ đạo chi tâm của hai người. Cũng là cuộc chiến của hai thiên tài mạnh nhất dưới phiến thiên không này. Tất cả mọi người đều ngừng thở, lặng lặng chờ đợi một khắc cuối cùng tiến đến, cuộc chiến thiên tài dưới phiến thiên không này, thiên mệnh về ai? Mặc dù là Quảng Nguyên và Bắc Minh Kháng Thiên có tâm tư khác thường cũng im im lặng lặng nhìn qua, không hề động đậy. Bọn hắn tuy rằng tâm tư khác nhau, nhưng bọn hắn cũng là võ giả, cũng có võ đạo chi tâm luôn vĩnh viễn truy cầu trung cực võ đạo kia. Cuộc chiến giữa Lý Vân Tiêu và Nhuận Tường đã dẫn động cổ ngạo khí trong lòng họ, và thời khắc này, ai cũng không thể phá hư trận chiến này được. Ha ha, hiện giờ ngươi nhất định đã hao hết nguyên lực, thân thể tới gần tan vỡ a. Nhuận Tường phun máu tươi, cười ha hả. Hắn biết rõ nói chuyện vào giờ phút này là hành vi ngu xuẩn nhất, nhưng hắn thật sự vui vẻ, vừa cười vừa ho ra máu. Huyết dịch kia nhỏ xuống, đều là hóa thành từng khối huyết long thạch, phẩm chất cực cao. Rơi xuống trên đảo hãm không. Nhưng không có một ai có tâm tư đi thu thập cả. Lý Vân Tiêu chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói gì cả. Nhuận Tường sau khi cười một tiếng, rốt cục không hề ho ra máu nữa, mà bước từng bước về phía Lý Vân Tiêu. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều dẫm khiến bầu trời chấn động, vết thương trên người đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị lấy. Chân long chi thân, vốn là thân thể mạnh nhất trong thiên địa này. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, hắn phát hiện tốc độ chữa trị của thân thể Nhuận Tường nhanh hơn hắn nhiều. Tuy rằng thân mang Ninh Nguyệt thần thể và bất diệt kim thân, càng hấp thu được đại lượng ngoại lực trong năng lượng cuồng bạo lúc trước, nhưng vẫn kém hơn long thân của Nhuận Tường. Ha ha, có phải đã cảm thấy tuyệt vọng không? Nhuận Tường cười một tiếng dữ tợn, không trung truyền đến một tiếng phanh, hắn trực tiếp đánh nát không khí, một quyền cách sơn đả nghiêu. Phanh! Thân ảnh Lý Vân Tiêu dưới một quyền kia lập tức nổ bung, hóa thành vô số quang ảnh biến mất. Nụ cười trên mặt Nhuận Tường dần cứng lại, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Lý Vân Tiêu chính là thuật luyện sư cửu giai tuyệt cường, tinh thần lực có thể thay trời đổi đất, thay đổi thời không. Hiện giờ lực lượng của hắn quá mức bé nhỏ, một chiêu không cách nào khóa được không gian bên người đối phương,
ngược lại bản thân lại trở nên bất lực. Thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra ở cách đó không xa, trong mắt một mảnh lạnh lùng, khẽ nói. Cho dù ta thể yếu, ngươi cũng không thể giết được ta. Hắn mỉa mai nói. Dưới loại trạng thái này, có phải ngươi cảm thấy rất tuyệt vọng không? Nhuận Tường cười lạnh nói. Nên tuyệt vọng chính là ngươi a. Hắn giang hai tay ra, một cái bình nhỏ màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người đều nhướng mày, không biết bên trong là thứ gì cả. Ánh mắt Lý Vân Tiêu cũng ngưng lại, trong lòng cảm thấy một hồi không ổn. Phanh! Nhuận Tường trực tiếp bóp vỡ bình ngọc kia, hai giọt nhũ dịch màu trắng linh khí bức người hiện ra, hắn hít mạnh một cái hấp tức hút vào miệng. Đùng đùng! Theo linh nhũ vào bung, sắc mặt Nhuận Tường thoáng cái trở nên đỏ bừng, toàn thân truyền đến tiếng xương cốt, long uy cường đại tràn ra từ trong cơ thể. Long chảo trở nên sắc bén hơn, những long lân vô cùng lờ mờ kia trong khoảnh khắc lần nữa tỏa sáng hào quang, song giác trên đầu cũng trở nên linh động 10 phần, cả người rực rỡ hẳn lên. Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, đó rốt cục là vật gì, vậy mà có thể lập tức khôi phục thương thế. Vạn năm linh nhũ, hai giọt vừa rồi chính là vạn năm linh nhũ. Rốt cục có người kinh hô lên. Đúng là vật ấy, khó trách như thế. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu, không ít người cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Lý Vân Tiêu, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Vạn năm linh nhũ, chỉ cần một giọt có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, khiến người lập tức khôi phục lại sự sống. Lúc trước Nhuận Tường dùng thủy long chi huyết đổi lấy 3 giọt từ trong tay nhiễm dịch, hiện giờ chỉ còn lại 2 giọt trên người. Sau khi nuốt vào, thương thế trong cơ thể hắn lập tức tốt hơn phân nửa. Hừ! Hắn có chút bất mãn hừ một tiếng, hiển nhiên không hài lòng lắm với công hiệu của vạn năm linh nhũ. Lúc ấy đánh một trận ở thành Hồng Nguyệt bị thương, vạn năm linh nhũ cũng không cách nào chữa trị toàn bộ thương thế của hắn được, giờ phút này chân long chi thân bị hao tổn, lại càng không phải là chuyện mà hai giọt linh nhũ có thể giải quyết. Tuy rằng chỉ khôi phục hơn phân nửa, nhưng đối với Lý Vân Tiêu mà nói lại là chí mạng rồi. Quả nhiên, sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên khó coi dị thường. Tuy rằng hắn cũng nuốt đại lượng thiên tài địa bảo, nhưng những vật kia chuyển hóa phải cần có thời gian, sao có thể dựng xào thấy bóng như đối phương được. Ha ha, hiện giờ ngươi còn có thể trốn thoát khỏi công kích của ta sao? Nhuận Tường lạnh giọng nói, dư tợn cuồng thiếu lấy, một kích long quyền lăng không đánh tới. Phanh! Lần nữa thi triển ra cách sơn đả nghiêu, không gian trực tiếp chấn bạo. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, phong tỏa chi lực dưới một quyền này. Quả nhiên khiến tinh thần lực hắn vận chuyển khó khăn, khó mà trốn được nữa. Hắn vội vàng giơ lên lãnh kiếm băng xương ngăn cản lấy. Phanh! Thân kiếm bị chấn chiến minh không thôi, Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm tâm huyết, cả người bay ngược ra ngoài. Bất quá sau khi bay ra mấy chục thước, thân ảnh liền nhạt xuống, trực tiếp biến mất trên bầu trời. Ha ha ha, muốn tránh! Nhuận Tường cười đến đắc ý dị thường, một cổ hào khí xông lên trời. Cuộc đời này của hắn chưa bao giờ vui vẻ như vậy cả. Ngươi hãy thành thành thật thật dùng thi cốt của mình để hóa thành một bậc thang cho ta trèo lên võ đạo đỉnh phong đi thôi. Hắn ngẩng đầu lên, cao giọng nói, long uy rung động toàn bộ thiên địa. Người trên đảo hãm không lần nữa sắc mặt đại biến, nguyên một đám sợ hãi không thôi, sợ mình phải quỳ xuống. Dù sao cường giả võ đạo đều có lòng tự trọng rất mạnh, nếu phải quỳ xuống thì thật quá mức mất mặt rồi. May mắn Nhuận Tường đã không còn cường thịnh như trước nữa, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng khủng hoảng, trừ đi một ít người thực lực quá thấp ra, những cường giả khác đều có thể chống lại được cả. Rầm 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 phanh, bầu trời dưới đạo long ngâm kia không ngừng nứt toác ra, trở nên ảm đạm, một mảnh bừa bộn, nhưng lại thủy chung không thấy Lý Vân Tiêu xuất hiện. Ân, không thể tưởng được ngươi có năng lực này, nhưng ngươi muốn trốn đến bao giờ đây? Sắc mặt Nhuận Tường trầm xuống, cười lạnh nói. Phải biết rằng chân long chi thân của ta khôi phục nhanh hơn ngươi, kéo dài thời gian chỉ sẽ càng có lợi hơn cho ta thôi. Lời hắn nói tựa hồ thật sự có tác dụng, thanh âm Lý Vân Tiêu nhàn nhạt vang lên trên trời cao, nói. Nguyệt Dương! Nhuận Tường đột nhiên đánh một quyền tới hướng phát ra thanh âm kia. Phanh! Bầu trời nổ bung, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu đâu cả. Chỉ bất quá chỗ hắn đánh tới, phá vỡ một cái hắc động thật lớn. Hắc động kia vô cùng thâm thúy, tựa hồ có chút khác với bình thường. Hơn nữa cũng không dần tự chữa trị lại như những nơi khác, mà càng lúc càng lớn,
dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra, tựa hồ như muốn thôn phệ toàn bộ bầu trời vậy. Ân, Nhuận Tường nhướng mày, lộ ra vẻ hồ nghi, loại cảnh tượng kỳ quái này hắn là lần đầu gặp phải. Rất nhanh toàn bộ bầu trời đều bị hắc ám bao phủ, biến thành một mảnh thế giới đen kịt. Nhuận Tường cúi đầu, chỉ thấy đảo hãm không vẫn còn, chỉ là trên đó không có một bóng người, biển cả ở xa xa vẫn đang không ngừng gào thét, nhưng ở trong màn đêm lộ ra âm trầm đáng sợ. Đây là, ảo thuật sao? Nhuận Tường sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên, mỉa mai nói. Chân long chi lực chính là chí chính chí cường trong thiên hạ, những tà môn ma đạo này cũng lấy ra, không cảm thấy mất mặt sao? Trong mắt của hắn hiện lên hàn quang, hét lớn một tiếng, toàn bộ bầu trời chấn động, muốn trực tiếp đánh bay cả không gian. Quả nhiên, toàn bộ thế giới dưới chân long chi hàng của hắn đều trở nên run rẩy, gần như nứt vỡ. Không trung đen như mực bỗng nhiên hiện ra một đạo hồng ảnh, dần dần hóa thành một vòng trăng tròn, đột nhiên mở ra. Bốn phía con ngươi trong trăng tròn lóe ra ký hiệu cổ quái, làm thành nửa vòng, tản mát ra vẻ yêu dị. Không gian không ngừng run rẩy cũng theo sự xuất hiện của huyết nguyệt mà lần nữa ổn định lại, lóe ra lãnh mang nhìn chằm chằm vào Nhuận Tường. Hừ, trong mắt biến lớn liền như bức sao. Trên mặt Nhuận Tường hiện lên vẻ mỉa mai, giơ long chảo lên, lăng không muốn chụp xuống. Dưới huyết nguyệt, không gian có chút chấn động, thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần hiện ra, tay phải rút kiếm, trong con ngươi một mảnh lạnh lùng, lạnh như băng rừng ở Nhuận Tường, dẫn đầu chém xuống một kiếm. Oanh! Tùy ý chém xuống, liền có vạn ngàn kiếm chi quy tắc không ngừng ngưng tụ trên không trung, chém tới Nhuận Tường. Cái gì? Nhuận Tường chấn động, trong mắt tuôn ra vẻ kinh hãi, cánh tay giơ lên cao cao ngưng trên không trung, rốt cuộc không đánh xuống nổi nữa, trở nên hoảng sợ. Ngươi làm sao có thể thi triển ra một kiếm chí cường như thế nữa chứ? Uy lực một kiếm này cơ hồ không kém hơn một kiếm lúc trước trọng thương hắn, chỉ riêng uy áp chi lực đã áp bách khiến hắn không thở nổi rồi. Đáng chết a! Nhuận Tường đột nhiên hét lớn một tiếng, lăng không hóa ra chân long pháp thân, mạnh mẽ phá tan gông cùng xiềng xích của kiếm khí kia, lập tức độn khai đi vài trăm mét. Ầm ầm, kiếm quang xuyên thẳng qua chỗ cách hắn không xa, kiếm ý vô cùng lăng liệt kia phảng phất như một đầu ngân hà, kéo dài qua trong hoàn vũ vậy. Trên trán Nhuận Tường đổ ra mồ hôi lạnh, đang khi trầm tư bất định thì chỉ thấy Lý Vân Tiêu lần nữa giơ kiếm ra, lại chém xuống một kiếm nữa. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Trên mặt Nhuận Tường một mảnh tái nhợt, kiếm thế như thế, dốc hết toàn lực có thể đánh ra một chiêu cũng đã là nghịch thiên, chứ đừng nói chi đến có thể thi triển dễ dàng như thế. Tuy rằng hắn dám xác định 100% là ảo thuật, nhưng lúc một kiếm chạm thiên liệt địa kia rơi xuống, trong lòng vẫn sinh ra cảm xúc khủng hoảng không thể ức chế, cắn răng một cái lần nữa độn đi. Đáng chết! Nhuận Tường tức giận mắng một câu. Trong ánh mắt lạnh lùng của đối phương tựa hồ ẩn chứa mỉa mai, thật giống như đang coi khỉ làm xiếc vậy, khiến hắn tức giận vạn phần. Bằng vào một ít ảo thuật tưởng có thể chuyển bại thành thắng sao? Nhuận Tường hét lớn một tiếng, cả thân ảnh lao lên như bay, ở trên không trung bộc phát tiếng âm bạo liên tiếp, muốn cận thân diệt sát Lý Vân Tiêu. Đây là... Đột nhiên thân thể của hắn ngưng lại, trong hai tròng mắt lộ ra một hồi kinh hoàng. Ở trước người Lý Vân Tiêu vậy mà hiện ra một đạo nhân ảnh, đang lạnh như băng theo dõi hắn, trên mặt không có chút máu, thật giống như người chết vậy. Ngươi, Nhuận Tường hoảng hốt. Đạo bóng dáng lạnh như băng kia mở to miệng, ru ru nói. Cửu đệ, ngươi thật đáng hận a. Theo những lời này rơi xuống, lại một đạo thân ảnh hiển hiện, vậy mà không có đầu, trên bụng lộ ra khuôn mặt, thê thảm nói. Cửu ca, đầu của ta đâu rồi? Lại một đạo thân ảnh, lại một đạo. Liên tiếp, thoáng cái đi ra hơn 20 người, trong miệng đều luôn nói cửu đệ, cửu ca, tất cả đều là vương tử Bắc Hải. Sắc mặt Nhuận Tường trở nên tái nhợt dị thường, xanh mặt cười ha hả, nói. Ha ha, Lý Vân Tiêu dùng những người chết này có thể dung chuyển tâm thần ta sao? Những con sâu cái kiến này khi còn sống ta còn không sợ, chết lại càng là cặn bã thôi. Cửu ca, chúng ta đều là vương tử. Người vậy mà nói chúng ta là con sâu cái kiến cặn bã a. Cửu ca, ta không có đầu thật là khó chịu a, đưa đầu cho ta đi. Cửu đệ, chúng ta ở bên dưới chờ ngươi đấy, đi theo chúng ta đi. Diện mục của hơn 20 tên huynh đệ kia nguyên một đám trở nên dữ tợn, nhao nhao gào thét lớn vọt lên, vây công lấy Nhuận Tường.
thần thái mỗi người đều cực kỳ chân thật, hơn nữa thi triển đi ra đều là tuyệt học cả đời cả. Hơn 20 người, diện mục bất đồng, thứ tương tự duy nhất chính là đều bảo trì thảm trạng trước khi chết, đồng loạt ra tay, uy thế quả thật kinh thiên động địa. Trong lòng Nhuận Tường một hồi phát lạnh, nhưng hắn trời sinh sát khí rất nặng, rất nhanh đã chấn định lại, cười khẩy nói. Các huynh đệ của ta a, các ngươi chỉ là cặn bã bị thời đại đào thải thôi, với tư cách con sâu cái kiến, phải có giác ngộ của con sâu cái kiến, an tâm đi chết đi. Rầm rầm rầm, hai đấm hắn đột nhiên nắm chặt, long khí nổ bung trong tay, từng đạo long quyền đánh ra, mấy người đi đầu đều trực tiếp bị đánh nát phấn thân toái cốt. Đều đi chết đi. Nhuận Tường nổi lên sát tâm, hai tay hợp trước người hóa ra quyết ấn, lăng không đánh ra một chưởng. Một đạo long chi hư ảnh hiển hiện sau lưng hắn, hóa thành cuồng long chi lực, đánh tới bốn phương tám hướng. Rầm 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 phanh, nguyên một đám vương tử dưới long lực kia đều bị nổ bung chết hết. À, thật độc ác a. Tiếng kêu thảm thiết không ngớt không ngừng truyền đến, tử trạng của những vương tử này đều rất thật, nhưng không thể nào dung chuyển Nhuận Tường chút nào cả. Hiện giờ nội tâm hắn như sắt, tất cả tình cảm đều hội tụ thành sát ý, sát chết muốn giết chết Lý Vân Tiêu mới thôi. Cửu ca, đầu của ta a. Tên kia vương tử không đầu kia chụp tới một cái. Cửu ca, ngươi lần trước đánh nát tim ta đau lắm. Lại một gã vương tử ôm ngực lao đến. Nhuận Tường trong mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Đã không có đầu, vậy chết đi là được, còn ở lại chỗ này ồn ào cái gì? Năm ngón tay hắn thành chảo, trực tiếp chộp tới trên người tên vương tử không đầu kia, muốn bóp nát hắn. Xoẹt! Vương tử không đầu kia lập tức bị bóp thành hai nửa. Còn ngươi nữa, trái tim nát đương nhiên phải đi chết rồi. Nhuận Tường không chút đổi sắc, trong mắt không có bất kỳ tình cảm nào cả, cũng đánh một quyền tới vương tử nát tim kia, đối phương cũng đánh tới một quyền. Ân! Sắc mặt lạnh lùng của Nhuận Tường đột nhiên biến đổi, tựa hồ phát hiện ra gì đó khác thường, trên quyền phong của tên vương tử nát tim kia ngưng tụ ra một đóa băng diễm trắng hiếu, đang lóe lên nhảy lên. Băng diễm kia tuy nhỏ, nhưng tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố, khiến lòng của hắn chấn động, sợ hãi nói. Đây là... phanh! Nhưng đã quá muộn, đóa băng diễm kia đã trực tiếp nổ bung trên long quyền của hắn. A! À, Nhuận Tường kêu thảm một tiếng, một cổ đau nhức kịch liệt truyền đến, cả đầu cánh tay lập tức đã mất đi chi giác. Giờ phút này sau lưng đột nhiên bay lên một cổ khí tức nguy hiểm, vương tử bị hắn xé thành hai mảnh, hai nửa tàn thân trực tiếp hóa thành vô số hạt màu đen thật nhỏ, rậm rạp chằng chịt phá không mà đến, trực tiếp vây quanh lấy hắn. Mỗi một hạt đều mang theo phong hỏa chi lực cực kỳ khủng bố, tích tí tách như hạt mưa thoáng cái đánh vào trên người hắn. Rầm 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 phanh. Long lân toàn thân bị đánh ra từng vũng hố, hào quang dần dần nhạt đi, còn có một ít đánh vào phần thân không được long lân bao trùm, càng tuôn ra đại lượng máu tươi. Vương tử nát tim kia hét lớn một tiếng, lần nữa đánh ra một quyền. Tuy rằng lần này không thể đánh ra băng diễm, nhưng quyền uy chi lực cũng vô kiên bất tồi. Nhuận Tường cuồng bạo không thôi, biết rõ đã trúng kế Lý Vân Tiêu, những nhân vật trong ảo thuật này đều ẩn tàng sát chiêu cả. Mà giờ khắc này những vương tử bị hắn đánh tan cũng lần nữa ngưng tụ ra, nguyên một đám cửu ca cửu đệ nhào tới chỗ hắn. Đáng chết tất cả đều đi chết đi. Hắn hét lớn một tiếng, một cánh tay trái còn chi giác đột nhiên đánh ra, toàn bộ lực lượng xuyên vào trong đó, muốn đánh nát tất cả ảo thuật. À, cái này. Nhuận Tường chợt ngẩn ngơ, trong mắt cũng nổ ra, thiếu chút nữa đã phun máu tại chỗ. Cánh tay trái của hắn sau khi đánh ra vậy mà biến thành một cái cành cây, nơi ngọn cây theo quyền kình hắn đánh ra chợt nở ra một đóa hoa sen màu trắng. Mà kinh khủng hơn chính là, hắn trong khoảnh khắc chợt phát hiện mình đã biến thành một cái ly. A a a a. Nhuận Tường tức điên lên, công kích cường đại của Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Ngạc Ngư đều đánh lên người hắn, ly trực tiếp bị đánh ra từng đạo khe hở. Thừa nhận công kích vô tận, nhưng hắn lại không cách nào nhúc nhích được chút nào cả. Hai mươi mấy vị vương tử cắn xé và công kích của đám tiểu kim cương hỗn tạp cùng một chỗ, đều đánh lên trên thân lưu, đánh ra vô số thanh âm bang bang. Oanh! Đột nhiên một cổ lực lượng cường đại dị thường từ trên ly bạo phát ra, đánh bay hết tất cả công kích. Một cổ khí tức đến từ thượng cổ hồng hoang lan tràn, tất cả ảo ảnh vương tử đều biến mất. Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Ngạc Ngư cũng bị bắn ra mấy chục thước. Hai người hiển hóa ra chân thân lần nữa xông tới,
lại bị cổ lực lượng kia ngăn trở, không thể tiến lên chút nào. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên hoảng sợ, nhuận tường trực tiếp biến lại như cũ, long nguyên chi lực cường đại lan khắp, cả người hắn trực tiếp hóa thành hình thái chân long, xuyên thẳng qua mà đến. Trên mặt Lý Vân Tiêu một mảnh nghiêm nghị, nói. Thiêu đốt long nguyên, đây là chỗ căn bản của chân long. Sau trận chiến này, người sẽ không thể nào quay về thực lực như hiện giờ nữa rồi. Nhuận tường hóa thành chân long trong mắt lộ vẻ hung tàn và lăng lệ, lạnh giọng nói. Trên võ đạo của ta chỉ có tâm ma là ngươi, chỉ cần giết ngươi rồi, cho dù tu hành có gian nan hơn nữa ta cũng có thể trở lại đỉnh phong, bước về phía võ đạo trung cực. Chân long đến thế gian, toàn bộ nguyệt đồng không gian lập tức sụp đổ, nguyệt đồng chi nhãn ẩn hiện trong không gian đen kịt cũng bị trùng kích, chảy xuống một dòng huyết lệ. Đây là một kích cuối cùng thiêu đốt long nguyên của ta, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Nhuận tường giữ tợn quát. Ta muốn xem. Chân mệnh chúa tể dưới phiến thiên không này, rốt cuộc là ai? Thanh âm long hàng xuyên việt cổ kim. Mọi người trên đảo hãm long lần nữa bị long uy chấn nhiếp nhau nhau quỳ gục xuống. Quảng Nguyên càng lộ ra vẻ hoảng sợ, dưới long ngâm kia không ngờ lại truyền đến thập phương thần cảnh chi uy. Giống. Nhuận tường hóa thành long ảnh, mở ra ngũ trảo, đánh tới bốn phương tám hướng, muốn đánh bại càn khôn, điên đảo hoàn vũ. Ha ha ha. Ta mới chính là người mạnh nhất dưới phiến thiên không này, tất cả những người ngăn cản con đường của ta đều phải bị giết chết. Hắn đã triệt để trở nên điên cuồng rồi, từng đạo long quyền oanh phá thiên địa, toàn bộ hoàn vũ bắt đầu sụp đổ hãm xuống. Ân, bỗng nhiên chân long nhướng mày, sau khi phá vỡ không gian nguyệt đồng, hắn chứng kiến cũng không phải là đảo hãm không, mà là một mảnh xương trắng mịt mờ. Đây là, long thân hắn chìm trong sương mù, một mảnh linh khí tràn ngập. Tiên âm lượn lờ bất tuyệt như lũ. Dưới sương mù, trong đó mơ hồ có thể thấy được dòng sông chảy xiết, sông núi sừng sững, các loại trùng cá chim thú chạy vôi. Thời gian dần trôi qua linh vụ tản ra, khí tức cổ quái lan tràn bốn phía, bắt đầu diễn hóa thế giới. Lúc này, một tấm bia đá to lớn ầm ầm đánh xuống, trên đi xô tản mát ra lực lượng cực kỳ bành trướng. Trên tấm bia đá kia tán phát ra đạo đạo lưu quang, trực tiếp chấn áp lấy hắn. Muốn nghiền nát hắn thành bột mịn. Thập phương thế giới chi lực. Nhuận tường hoảng hốt, chân long chi thân dâng lên, gào thét trùng kích lấy giới thần bi, không ngừng đánh tán thế giới diễn hóa ra. Giờ phút này trên đỉnh bia có một đạo thân ảnh chậm rãi đáp xuống, im im lặng lặng đứng trên đó. Trong mơ hồ có thể thấy được là Lý Vân Tiêu, một tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo kim quang ấn phủ được hắn đánh ra. Nhuận tường cũng đã liều chết rồi. Cơ hồ đã thiêu đốt hết toàn bộ long nguyên chi lực, hét lớn lên. Mặc dù phải chết, ta cũng muốn đồng quy vu tận với ngươi. Chân long chi lực từ trên người nhuận tường bạo phát ra, lăng không vọt lên, đánh nát dị tượng thế giới của giới thần bi, toàn bộ tứ cực hoàn vũ đều bắt đầu lở xuống. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trong hai tròng mắt nguyệt đồng bạo lên, nửa khuôn mặt đều bị gân xanh che kín, gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Sau lưng hiện ra một đạo ánh trăng huyết sắc. Phảng phất như từ từ bay lên trên đại dương bao la vậy. Một tiếng ngâm thơ truyền đến, như ẩn như hiện, như có như không, lại rung động nhân tâm, vang vọng toàn bộ đại địa. Trúc bên ngoài giòm oanh, cây bên ngoài giòm nước, phong bên ngoài giòm vân, chẳng lẽ ta hữu ý vô ý? Trúc ngoại khuy oanh, thụ ngoại khuy thủy, phong ngoại khuy vân, nan đạo ngã hữu ý vô ý. Theo tiếng thơ vừa dứt, toàn bộ thiên địa đều biến đổi, vạn vật lui ra, thế giới biến mất. Tất cả đều hóa thành hư vô. Con người như máu trên bầu trời chậm rãi mở ra, im im lặng lặng dừng ở trời xanh, nơi nó nhìn tới đều bị xóa đi. Nhuận tường mở to tròng mắt, hắn dần cảm giác được thân thể của mình như đang không ngừng biến mất khỏi thế giới này, chân long chi lực phi tốc trôi qua, vô luận hắn có dãy giụa thế nào cũng không thể trốn được lực xóa đi kia. Bành 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 bành, trên thân thể của hắn bạo xuất ra đạo đạo huyết vụ. Chân long chi thân bắt đầu chậm rãi biến mất khỏi thế giới này. Nhuận tường lộ nụ cười sâu thẳm, nói. Ha, ha ha, ha 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 thua, ta cuối cùng vẫn thua. Trong tiếng cười của hắn có không cam lòng, có vạn bất đắc dĩ, có cả vô tình. Trong đầu lướt qua từng hình ảnh, ngoại trừ tu luyện, chính là tu luyện, vẫn là tu luyện. Hồi tưởng không ngừng trôi ngược lại, trí nhớ duy nhất mang đến cho hắn chút ấm áp dừng lại vào lúc 5 tuổi. Lúc ở trong ngực mẫu thân kia. Ha 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 ha. Tiếng cười dài không ngừng vang vọng trên bầu trời,
nhưng càng ngày lại càng nhỏ. Cũng không phải là hắn không cười nổi, mà là bị đôi mắt kia nhìn vào, ngay cả thanh âm cũng không tránh khỏi đều bị biến mất đi. Lý Vân Tiêu, người mới chính là thiên mệnh sở quy, mơ ý chính là vương giả dưới phiến thiên không này a. Nhuận Tường cười thảm nói. Hôm nay ta chết trong tay ngươi, từ nay về sau, không cho ngươi thua bởi bất kỳ kẻ nào, bất luận kẻ nào dẫm lên hài cốt của ta, đều phải leo lên ngọn núi cao nhất của võ đạo a. Một tiếng cuồng tiếu bất đắc dĩ, mong đợi bất đắc dĩ, khát vọng bất đắc dĩ. Chân Long chi thân cũng dần biến mất trên không trung, không để lại bất cứ bóng dáng nào cả. Đôi mắt trên bầu trời chậm rãi nhắm lại, trong sương mù vô tận mơ hồ hiện ra thân ảnh Lý Vân Tiêu, lạnh nhạt nói. Ta biết rồi. Đây xem như là lời đáp lại cuối cùng cho cường giả hải tộc này. Tất cả mọi người trên đảo hãm không đều kinh hãi, từ khi Lý Vân Tiêu thi triển ra đồng thuật Nguyệt Dương đến nay, bọn hắn cơ hồ không cách nào thấy được gì nữa, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có những võ đế cao giai mới có thể bằng vào cảm ứng khí tức của V phỏng đoán ra một hai. Thẳng đến sau khi chân long hóa thân mà ra, vạn dân thần phục thì không hề cảm giác được gì nữa. Mặc dù là Thủy Tiên sắc mặt cũng trắng bệnh, trong hai tròng mắt nàng chớp động kim mang, lực lượng chân thực chi nhãn được truyền thừa cũng vận chuyển tới cực hạn, tựa hồ trong mơ hồ thấy được gì đó. Phanh! Sau đó trên bầu trời vang lên nổ mạnh, giống như một phiến thế giới bị đánh nát, như khai thiên tích địa vậy. Thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra trong hư không, chỉ là sắc mặt trắng bệch, các mạch máu đều có thể thấy được rõ ràng, hai mắt càng nhắm chặt lại, hai hàng huyết thủy chảy xuống. Hắn hao tổn toàn bộ hồn lực thi triển ra thập phương thần kỹ, không chỉ linh hồn bị thương nặng, mà ngay cả Nguyệt Đồng cũng bị trọng thương, triệt để bế khép lại. Cùng hắn xuất hiện trong hư không còn có từng kiện long chi bí bảo. Lân, giác, trảo, tích, tu, tổng cộng 5 kiện, long khí trên đó đã không còn nữa, im im lặng lặng lơ lửng trên không trung. Lý Vân Tiêu tuy rằng xóa đi hóa long của Nhuận Tường, nhưng di hài thượng cổ chân long chính thức lại không phải đồng thuật của hắn có thể biến mất được. Chỉ là 5 kiện long chi bí bảo kia giờ phút này long khí hao phí không còn, sợ rằng phải trải qua một thời gian rất dài nữa mới có thể khôi phục lại như trước. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, chộp tới 5 kiện long chi bí bảo kia. Tất cả mọi người trên đảo hãm không thật lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại, tuy rằng bọn hắn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng 5 kiện long chi bí bảo kia bày ra, liền hiểu rõ kết cục cuộc chiến của hai người. Chỉ có hai người phản ứng lại đầu tiên, lập tức hóa thành hai đạo quang mang xông lên bầu trời. Một người đúng là Quảng Nguyên, 5 kiện long chi bí bảo kia hắn là tình thế bắt buộc, hai là Lý Vân Tiêu, hắn cũng tình thế bắt buộc. Tuy rằng hiện giờ rất khó tiếp nhận Nhuận Tường đã chết, nhưng sự thật ngay trước mắt lại khiến hắn không thể không tin. Mà tên còn lại chính là Bắc Minh Kháng Thiên, Lý Vân Tiêu hắn không giết không được. Tuy rằng hắn không biết Lý Vân Tiêu và Cổ Phi Dương có quan hệ như thế nào, nhưng Lý Vân Tiêu nhất định phải chết. Sắc mặt Quảng Nguyên trầm xuống, nhìn Bắc Minh Kháng Thiên vọt tới, còn tưởng rằng hắn muốn bảo vệ Lý Vân Tiêu. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai ngón khép lại, liền lăng không điểm tới, quát. Cút! Bắc Minh Kháng Thiên biến sắc, trên không trung hóa ra một đạo tàn ảnh, lớn tiếng nói. Hiểu lầm! Hừ! Quảng Nguyên sau khi thấy Nhuận Tường chết trong lòng vẫn luôn dâng lên một cổ cảm giác bất an, cũng không biết cảm giác này là từ đâu ra. Nhưng hắn thân là cường giả võ đế cửu tinh, không có việc gì sao lại có cảm ứng được, nhất định có chuyện xảy ra. Mà đám người đứng ngoài xem duy nhất uy hiếp được đến hắn cũng chỉ có Bắc Minh Kháng Thiên thôi. Cho nên thấy Bắc Minh Kháng Thiên ra tay, hắn càng kiên định cách nghĩ trong lòng hơn, trong mắt hiện lên sát cơ, lạnh giọng nói. Hiểu lầm cái gì, mau cút. Một chữ cút nhổ ra, trong tay càng xuất hiện hàn tinh, chiêu chiêu muốn lấy tánh mạng Bắc Minh Kháng Thiên. Bắc Minh Kháng Thiên giận tím mặt, mình nói như thế nào cũng là cường giả võ đế bát tinh đỉnh phong, bị đối phương quát tháo như tiểu hài tử, lập tức cảm thấy giận dữ, lạnh lùng nói. Cút con mẹ ngươi, tưởng lão tử sợ ngươi sao? Hắn đơn tay vừa lộn, một chiêu ta sinh ra nhai mờ mịt mà lên, lăng không chụp được. Trên bầu trời tinh vân lóe sáng, dị tượng bộc phát. Sắc mặt Quảng Nguyên đại biến, một chiêu Ngô Sinh Hữu nhai bay lên dị tượng, trực tiếp đè xuống trên người hắn. Hắn tuy rằng chính là cường giả cửu tinh, nhưng thương thế trên người chưa lành, cũng không dám lãnh đạm. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình. Quảng Nguyên hai tay bấm niệm pháp quyết,
trên người nhộn nhạo ra đạo đạo thủy nguyên, dẫn động lực lượng biển cả bốn phía, phảng phất thủy triều lên xuống, đánh tới tinh vân xoay tròn kia. Ầm ầm, hai cổ lực lượng đánh tới, chấn khiến đầy trời đều là nước biển, khiến người hoa cả mắt. Bắc Minh Kháng Thiên lên tiếng, hai người đều công kích thăm dò nhau một chút, trên cơ bản chỉ dùng 8 phần khí lực, khí huyết trong cơ thể Bắc Minh Kháng Thiên kích động, một hồi hoảng sợ. Quảng Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói: "Không muốn chết thì mau cút." Sắc mặt Bắc Minh Kháng Thiên âm trầm, tuy rằng hắn cảm giác chênh lệch giữa hai người cũng không quá lớn, nhưng chung quy vẫn rơi xuống hạ phong, chỉ có thể xanh mặt nhìn chằm chằm vào Quảng Nguyên. Dùng ý nghĩ của hắn, Quảng Nguyên cũng không có lý nào cứu Lý Vân Tiêu, hơn phân nửa là muốn giết hắn, để Lý Vân Tiêu chết ở trong tay người này cũng tốt, bớt đi một số phiền toái. Giờ phút này Lý Vân Tiêu đã cấm lấy 5 kiện Long Chi Bí Bảo, dưới dư âm một chưởng vừa rồi của hai người liền bị chấn bay ra xa xa. Hắn hiện giờ cực kỳ suy yếu, vì giết Nhuận Tường hắn đã không tiếc bất cứ giá nào vận dụng hết tất cả át chủ bài rồi. Nhìn Quảng Nguyên đang đến gần từng bước một, Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Đại Ngạc Ngư lập tức thủ hộ hai bên trái phải hắn. Người còn lại thì khiếp sợ uy thế của Quảng Nguyên, có lòng muốn cứu giúp nhưng lại bất lực. Thủy Tiên hoảng sợ nói: "Đại đảo chủ, không thể giết hắn." Quảng Nguyên cười nhạt: "Công chúa điện hạ, người này giết Phương Tử Bắc Hải, tội ác tày trời, không thể không chết a." Thủy Tiên khẩn trương, không biết giải thích thế nào, lóe lên phía xuất hiện ở trước người Lý Vân Tiêu, ngăn Quảng Nguyên lại nói: "Người này ta có Lưu Trọng Dụng, quyết không thể giết." Sắc mặt Quảng Nguyên lạnh xuống, lộ ra một tia giễu cợt, nói: "Lý Vân Tiêu, Nhuận Tường đã làm tới mức kia, vẫn không giết được ngươi, giờ phút này lại có công chúa điện hạ che chở ngươi, xem ra ngươi thật có thiên mệnh nơi thân a." Hắn ôn nhu cười nói: "Công chúa điện hạ, nếu không như vậy đi, hắn đã giết Phương Tử Bắc Hải, ta cũng không thể tùy tiện thả gờ hắn, bảo hắn giao ra 5 kiện Long Chi Bí Bảo mà Nhuận Tường lưu lại, hơn nữa còn theo ta đi Vương Cung Bắc Hải một chuyện để tiếp nhận xử phạt, việc này coi như bỏ qua." Trên mặt Thủy Tiên do dự bất định, nàng cũng cảm nhận được sự cường thế của Quảng Nguyên, nếu không đáp ứng sợ rằng hắn sẽ trực tiếp trở mặt giết Lý Vân Tiêu cũng nên. Lý Vân Tiêu nhét rất nhiều thiên tài địa bảo vào trong mồm, vừa ăn vừa cười nói: "Nếu thật phải về Vương Cung Bắc Hải chịu phạt, vậy chân Long Bí Bảo kia tự nhiên ta sẽ dự mình giao cho Bắc Hải chi chủ, người thu đi là có lý gì?" Quảng Nguyên cười lạnh nói: "Bởi vì ngươi làm người quá mức giảo hoạt, ta sợ trên đường có biến. Nếu muốn sống sót thì đây chính là lựa chọn duy nhất của ngươi." Hai người đều cười lạnh không thôi, cũng biết đây chỉ là lý do nói cho Thủy Tiên nghe mà thôi. Bắc Minh Kháng Thiên liền âm trầm, tuy rằng hắn cũng cho rằng Quảng Nguyên sẽ bỏ qua Lý Vân Tiêu, nhưng không thể mạo hiểm như vậy được, Lý Vân Tiêu nhất định phải giết. "Đại đảo chủ, cô nàng này là người hải tộc các ngươi, nếu ngươi không tiện ra tay thì Lý Vân Tiêu để ta tới giết, Long Chi Bí Bảo gì đó ngươi cầm lấy đi." Vì giết Lý Vân Tiêu, hắn cũng bất chấp sỉ nhục vừa rồi rồi. Bắc Minh Lai Phong cảm thấy có chút kỳ quái, không rõ vì sao Kháng Thiên trưởng lão một mực bảo vệ Lý Vân Tiêu lại đột nhiên trở mặt nổi lên sát tâm như thế. Quảng Nguyên làm thủ thế, híp mắt cười nói: "Mời." Bắc Minh Kháng Thiên hừ một tiếng, liền chậm rãi đi tới chỗ Lý Vân Tiêu, sát ý trong mắt không ngừng tăng vọt. Lý Vân Tiêu lâm nguy không sợ, cười nói: "Kháng Thiên trưởng lão, nửa sau bộ công pháp kia ngươi không cần nữa sao?" Bắc Minh Kháng Thiên lạnh giọng nói: "Lý Vân Tiêu, không nên giả bộ trước mặt ta, ngươi có lẽ hiểu rõ vì sao ta muốn giết ngươi, ngươi và người nọ đến cùng quan hệ thế nào. Chỉ cần nói ra, hơn nữa nói cho ta biết người nọ chết hay chưa thì giờ ta có thể tha cho ngươi một mạng." Tất cả mọi người đều vẻ mặt mờ mịt, không rõ lời hắn nói là có ý gì. Quảng Nguyên Thủy Trung híp mắt, vẻ mặt mỉm cười. Đợi đến khi Bắc Minh Kháng Thiên lướt qua bên người hắn thì trong mắt của hắn tuôn ra một đạo tinh mang, đột nhiên ra tay làm khó dễ, song trưởng đánh mạnh tới phía trước. "Ngươi!" Bắc Minh Kháng Thiên hoảng hốt, đến khi phản ứng lại thì đã bị trưởng lực bao phủ, trong lúc vội vàng liền vận khí ngăn cản. "Phanh!" Không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ nào cả, chỉ là so đấu nguyên lực thuần túy, hai đạo lực lượng đột nhiên đánh cùng một chỗ. Trong mắt Quảng Nguyên hiện lên hàn khí, tiếp tục dùng lực đẩy. Kinh lực kia ép tới trên người Bắc Minh Kháng Thiên. Hắn đột nhiên ra tay như thế khiến tất cả mọi người đều thất kinh, không rõ ràng cho lắm.
Người Bắc Minh Huyền Cung cũng cảm thấy hoảng sợ, muốn tiến lên cứu người, nhưng căn bản không có tác dụng gì cả. Bắc Minh Kháng Thiên giận dữ nói. Đại đảo chủ, người đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn giết Lý Vân Tiêu? Hắn cảm nhận được lực lượng trong tay Quảng Nguyên đang không ngừng đẩy tê ới, trực tiếp dốc hết sức hàng thập hội, muốn dùng chênh lệch cảnh giới để đánh chết mình. Hơn nữa chiêu này cực kỳ có tác dụng, mình đầu tiên đã bị lỡ mất tiên cơ, không thể trốn chạy, chỉ có thể cứ thế liều nguyên lực với hắn thôi. Quảng Nguyên nhe răng cười nói. Từ lúc bắt đầu trong lòng ta đã luôn có dự cảm bất hảo, mí mắt giật liên tục. Trên đảo này có thể khiến lòng ta kiêng kỵ, thậm chí xúc phạm tới ta, trừ ngươi ra còn có thể là ai. Lý Vân Tiêu tự nhiên phải giết, nhưng trước hết phải trừ ngươi đã. Bắc Minh Kháng Thiên tức đến thiếu chút nữa thổ huyết, mình tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục muốn giết Lý Vân Tiêu, không thể tưởng được còn bị đối phương tính toán, lập tức nổi giận nói. Ngươi thân là cường giả võ đế cửu tinh, vậy mà đột nhiên ám toán, đây mà là hành vi của Hào Kiệt sao? Quảng Nguyên cười to nói. Hào Kiệt, người thắng chính là Hào Kiệt, thất bại chính là cặn bã. Nguyên lực dưới lòng bàn tay hắn bành trướng lên, không tiếc tất cả muốn lập tức đánh chết Bắc Minh Kháng Thiên. Tuy rằng loại so đấu này hao tổn rất nhiều nguyên lực, thậm chí dẫn động thương thế trong cơ thể, nhưng chỉ cần đánh tan Bắc Minh Kháng Thiên, hơn nữa ăn tươi hắn thì cũng có thể bổ về lại rồi. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, nói. Đại đảo chủ nói không sai, người thắng chính là Hào Kiệt, thất bại chính là cặn bã a. Sắc mặt Quảng Nguyên đại biến, đồng tử bỗng nhiên mở lớn, tựa hồ khó mà tin được, một cổ nguy hiểm tử vong cực lớn lan tràn trong lòng hắn, trên trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều cả kinh, xa xa sắc mặt Lãnh Vũ và Cửu Thiên càng đại biến, tựa hồ hoài nghi bọn hắn nghe lầm. Sau khi đạo thanh âm kia vang lên, liền xuất hiện một bóng người nhàn nhạt, một đạo hào quang lăng lệ ác liệt đến cực điểm lăng không chém xuống. Đạo nhân ảnh kia miệng quát. Giáp công. Bắc Minh Kháng Thiên mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiểu rõ cơ hội của mình đã đến, lập tức trợn tròn hai mắt, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, kích phát ra toàn bộ lực lượng trong cơ thể hét lớn. Phiên Nhược Kinh Hồng. Một cổ âm hàn chi khí từ trong song trưởng hắn tuôn ra, ngưng tụ thành hình. Sau lưng hiện lên dị tượng, thiên ngoại chi chiêu lại hiện ra, mạnh mẽ ép tới Quảng Nguyên. Mà trảm kích lăng liệt trên bầu trời cũng lóe lên kiếm quang, bốn phía hiện ra kiếm chi quy tắc, muốn chém thiên liệt địa. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, dừng ở đạo kiếm khí kia, trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Biến hóa này tất cả mọi người đều chưa từng ngờ tới, mặc dù là Quảng Nguyên cũng cảm thấy hoảng hốt, rốt cuộc hiểu rõ bất an của mình là vì sao. Thì ra cũng không phải tới từ Bắc Minh Kháng Thiên A. Hắn trong lúc nguy cơ, tiềm năng trong cơ thể lập tức bạo phát ra, hai ngón khép lại trước người hóa thành một đạo ấn ký, ngưng giọng quát. Hỗn nguyên nhất khí. Sau đó hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đạo ấn ký kia mở ra ra, hóa thành một đạo kết giới hình tròn. Rầm rầm. Hai đạo công kích đột nhiên đánh lên kết giới, chấn khiến bốn phía một mảnh phong vân kích động. Đại địa hóa thành từng khối đá vụn từ bốn phía chấn nhập bầu trời. Lấy tam đại cao thủ làm trung tâm, dưới một kích này phạm vi vài trăm mét đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người lập tức bay ngược, Lý Vân Tiêu cũng được Thủy Tiên triệu ra kim giáp vệ sĩ đỡ lấy, thoáng cái lui ra vài trăm mét. Lý Vân Tiêu cười khổ chỉ vào hồ lô tiểu kim cương và đại ngạc ngư bên người, nói. Ta cũng có hai hộ vệ, tuy rằng xấu xí một chút. Thủy Tiên đỏ mặt lên, vội vàng thu hồi im giáp vệ sĩ của mình khiến Lý Vân Tiêu thiếu chút nữa ngã xuống dưới, sau đó được hồ lô tiểu kim cương thoáng cái ôm lấy. Nàng hồ nghi nhìn thoáng qua đại ngạc ngư bên người, kinh ngạc nói. Cái này, ngạc ngư này. Ngạc ngư ngẩng đầu lên liếc nàng, lại tiếp tục ngủ say. Tuy rằng bị Lý Vân Tiêu hạ xuống nô ấn, nhưng tính cách bản thân cũng không hề thay đổi. Lý Vân Tiêu cười nói. Đúng là do hắc sơn của ma sa tiên sinh luyện chế thành, rất thực dụng, lần sau khi nhìn thấy hắn như thay ta cảm tạ đấy. Thủy Tiên một hồi im lặng, có chút lo lắng nói. Lâu như vậy vẫn còn chưa nhìn thấy ma sa, hơn nữa đại động tĩnh như thế cũng không thấy hắn đi ra, không biết là có chuyện gì không nữa. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, nội tâm của hắn suy đoán ma sa kia hơn phân nửa là đã chết. Nhưng nhìn thấy bộ dáng lo lắng của cô gái nhỏ này hắn cũng không nói ra để tránh làm nàng thương tâm. Mọi người xung quanh bốn phía đều hoảng sợ nhìn về phía này,
ba gã cường giả đều là tồn tại đỉnh tiêm thế gian này, Bắc Minh Kháng Thiên và vị xuất kiếm kia liên thủ vậy mà không thể phá vỡ kết giới phòng ngự của Nghiễm Nguyên. Thế nhưng sắc mặt Nghiễm Nguyên cũng trắng bệch, hiển nhiên lần động thủ Na Phiêu đã dẫn động thương thế trong cơ thể hắn, hắn nhổ một ngụm máu tươi ra, lạnh lùng nói. Lục đoạn thiên thệ. Hai vung song trưởng lên, một tay chảm thiên, một tay chảm địa, hai chiêu phong tỏa đường thoát của đối thủ. Rầm rầm. Bắc Minh Kháng Thiên và người nọ lập tức cảm giác thấy một cỗ chi lực khó có thể kháng cự đánh úp đến, hai người đều hoảng sợ. Bắc Minh Kháng Thiên nhanh chóng thối lui hơn 100 mét, còn người nọ thì lăng không bay lên. Nghiễm Nguyên sau khi tung ra một kích cũng lập tức thả người nhảy lên trực tiếp bay lên Pháp Hoa Liên Thai, ngồi xếp bằng theo tư thế thiền định, trong hai tròng mắt tuôn ra lãnh mang nhìn chằm chằm vào hai người trên bầu trời. Lúc này tất cả mọi người mới dần dần nhìn rõ ràng, không ngờ nhân vật cầm kiếm trên không trung kia lại là Triệu Văn Chiến Ngũ Đảo Chủ Hãm Không Đảo. Ngũ Đảo Chủ, này, này, rốt cuộc chuyện này là sao? Tất cả mọi người đều chấn động, đầu óc có chút vận chuyển không kịp. Đặc biệt là Lãnh Vũ và Cửu Thiên càng khó thể tin nổi tình huống trước mắt, Cửu Thiên giận dữ hét. Triệu Văn Chiến, ngươi đang làm gì vậy? Triệu Văn Chiến không để ý tới hắn, trực tiếp cúi đầu nhìn xuống, lạnh lùng nhìn qua Nghiễm Nguyên nói. Đại đảo chủ, có nghĩ đến ngày hôm nay? Hàn khí trong mắt Nghiễm Nguyên bốc lên liên hồi, nhưng vẫn lắc đầu, nói. Ta đang nghĩ tại sao trong nháy mắt ngươi lại biến mất, với thực lực thuật luyện sư cửu giai của ngươi cho dù không địch lại người thổi loa nọ nhưng tuyệt đối cũng không đến mức chết trận. Triệu Văn Chiến gật đầu, nói. Ta cũng không nghĩ tới đại đảo chủ lại vẫn có thể sinh lòng cảm ứng, bất quá điều này ngược lại đã giúp ta một tay. Nghiễm Nguyên lạnh giọng nói. Ngươi ẩn giấu rất sâu nha. Triệu Văn Chiến cười, nói. Đại đảo chủ nói chỉ là ta vừa mới ẩn giấu vết tích, hay là... Hừm. Nghiễm Nguyên hừ lạnh một chút, nói. Ngươi không chỉ có là cửu giai thuật luyện sư đơn giản như vậy, vừa một kiếm kiệu ai thậm chí không ở Bắc Minh Kháng Thiên dưới sợ là đã chỉ nửa bước bước vào cửu tinh ba. Lời vừa nói ra, mọi người đều quá sợ hãi. Bắc Minh Kháng Thiên cũng là hơi biến sắc mặt. Triệu Văn Chiến một kiếm kia vừa rồi uy lực xác thực không ở dưới tuyệt chiêu của hắn. Chỉ có Lý Vân Tiêu lộ ra bộ dáng trầm tư, tựa hồ nhớ tới cái gì, chỉ là không dám xác nhận. Triệu Văn Chiến cười nói. Đại đảo chủ quả nhiên nhãn lực thật tốt. Nghiễm Nguyên lạnh giọng nói. Ở hãm không đảo ẩn nấp nhiều năm như vậy, cũng không lưu vết tích, thật tình để ta bội phục a, ta rất hiếu kỳ con mắt và cách nghĩ của ngươi đấy. Triệu Văn Chiến khẽ cười nói. Đại đảo chủ đây là đang kéo dài thời gian sao? Bất quá thương thế trên người ngươi cho dù kéo dài như thế đi nữa cũng không tác dụng đi. Hơn 10 năm ẩn nấp có thể để cho ngươi vết thương cũ tái phát coi như là đáng giá. Nghiễm Nguyên lạnh lùng nói. Ngươi quả nhiên đối với ta tiến hành điều tra. Triệu Văn Chiến cười khổ nói. Đại đảo chủ nghiêm trọng, ngươi tính cách đa nghi như vậy, ta nghĩ đẩy rời đi một sự tình nhân quả, xác thực rất cật lực a. Đúng rồi. Đồ nhi của ta sợ rằng hơn phân nửa là bị ngươi ăn đi. Nghiễm Nguyên hừ lạnh nói. Ngươi kẻ không có lương tâm này, đồ đệ bị ăn một điểm cũng không bi thương. Bất quá không sao cả, ta lập tức sẽ đưa tiễn ngươi đi gặp hắn. Triệu Văn Chiến than thở. Sinh tử có mệnh, chỉ có thể trách đồ nhi của ta bạc mệnh, làm sư phụ cũng chỉ có thể giúp hắn báo thù. Hai người lời qua tiếng lại, thật giống như đang làm việc nhà, nhưng nội dung cũng hung thần không gì sánh được. Tất cả mọi người nghe được đều vẻ mặt hắc tuyến. Nghiễm Nguyên cười lạnh nói. Nhân loại quả nhiên là chủng tộc âm hiểm giả dối, con mắt của ngươi có phải là vì như thế ta văn đi? Triệu Văn Chiến gật đầu nói. Trước khi đến hãm không đảo cũng không phải, nhưng trong lúc vô ý gặp phải đại đảo chủ, con mắt đã thành thế. Nghiễm Nguyên gật đầu, nói. Đã hiểu, tuy rằng nội tâm còn có một chút nghi hoặc, nhưng ta quyết định trước tiên đem ngươi lột ra lại tra khảo tiếp. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, khí tức chậm rãi mọc lên. Triệu Văn Chiến lập tức cảnh giác, trường kiếm ở trước người đưa ngang một cái, kiếm chỉ Nghiễm Nguyên. Từng đạo kim sắc ký hiệu ở bốn phía trường kiếm của hắn toàn khai, dẫn động thiên địa chi lực, hóa thành vô biên kiếm hải. Kháng Thiên trưởng lão, ta ngươi liên thủ đánh chết đại đảo chủ làm sao? Nếu hắn không là cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Văn Chiến ngưng giọng nói. Muốn kéo Bắc Minh Kháng Thiên đồng loạt ra tay, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn nữa.
Trên mặt Bắc Minh Kháng Thiên hiện lên một tia hàn khí, quát dẹp đường. Được, đợi ta giết Lý Vân Tiêu trước, sẽ cùng với ngươi liên thủ. Triệu Văn Chiến hơi biến sắc mặt, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Hắn lúc này toàn bộ tinh thần đều ở đây để phòng Nghiễm Nguyên, không rảnh phân tâm. Bắc Minh Kháng Thiên phi thân lên, trên không trung hóa ra mấy đạo tàn ảnh, dường như đại bằng lăng không, uy thế kinh người hướng tới phía Lý Vân Tiêu rơi đi. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, hồ lô tiểu kim cương và đại ngạc ngư đều là bạo mở hai mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm. Thủy Tiên cũng gọi ra kim giáp vệ sĩ, ngăn cản ở trước người. Phanh! Đột nhiên cả vùng đất tuôn ra một tiếng vang dội, một đạo kim quang vọt lên, trên không trung vẽ ra vô số trận pháp đường cong, từng vòng lực lượng cổ quái tụ thành một trường, hướng tới trên người Bắc Minh Kháng Thiên vỗ tới. Ầm ầm! Con mắt của Bắc Minh Kháng Thiên đột nhiên co rút lại. Đã thấy rõ người tới, trong cơn giận dữ cũng là gầm thét một quyền đánh ra. Lưỡng đạo lực lượng trên không trung phá mở, chấn đến hai người đều là liền lùi lại mấy bước. Người nọ cười to nói. Bắc Minh lão đầu, chiến đấu giữa ta với ngươi vẫn chưa xong đâu. Mọi người ánh mắt rời đi qua đó, chỉ thấy người nọ ở trong quang mang hiển lộ thân hình, chính là hãm không đảo nhị đảo chủ Tân Thần. Bắc Minh Kháng Thiên cả giận nói. Chết tiệt ngươi trước hết tránh ra cho ta, đợi ta giết Lý Vân Tiêu sẽ cùng ngươi thỏa thích đánh một trận. Hắn bây giờ muốn giết Lý Vân Tiêu, cái gì cũng không để ý, càng giết không được, nội tâm lại càng cấp bách. Tân Thần đưa ngón trỏ ra lung lay, khẽ cười nói. Muốn giết Lý Vân Tiêu, trước tiên qua cửa quan của ta đây. Ngươi, Bắc Minh Kháng Thiên tức giận, cuồng nộ nói. Chết tiệt ngu xuẩn vật a. Trên đầu hắn gân xanh từng sợi nổi lên, gầm thét hướng tới Tân Thần lướt đi. Hai người trên không trung lần thứ hai chiến đứng lên, Bắc Minh Kháng Thiên mỗi một chiêu đều là đem hết toàn lực, chỉ cầu tốc thắng, dễ giết Lý Vân Tiêu. Nhưng hắn vừa mới cùng với Nghiễm Nguyên quá mấy chiêu, nguyên lực tiêu hao cực lớn, mà Tân Thần còn lại là nghỉ ngơi hồi lâu. So đấu lâu dài, chỉ có một chút ưu thế cũng liền tiêu thất, hai người khó khăn lắm chiến ngang tay. Lý Vân Tiêu nặng nề thở phào, tạm thời là an toàn, nhưng chỉ có mau chóng khôi phục tốt lực lượng, mới là chân chính an toàn. May mà trước phường thị đổi thiên tài địa bảo không ít, đều là trực tiếp nhai vỡ nuốt vào, giống như đang ăn đồ ăn vặt vậy, để Thủy Tiên lộ ra thần sắc dị dạng nhìn hắn. Nghiễm Nguyên ngẩng đầu lên, dừng ở trên bầu trời, nói. Tân Thần, theo ta cùng nhau liên thủ giết Triệu Văn Chiến. Tân Thần đang đánh cho vui vẻ quên trời đất. Cười to nói. Không thành vấn đề, bất quá chờ ta trước đem người này giết lại nói. Cuồng vọng, Bắc Minh Kháng Thiên trong cơn giận dữ, từng chiêu đều là toàn lực, hai người hợp lại dị thường hung ác độc địa, từng đạo nguyên lực phụt ra ra, phương viên cây số trong vòng đều không người dám gần người. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên trực tiếp trầm xuống, Tân Thần hoàn toàn là lý do, lấy thực lực của hắn có thể duy trì bất bại đã đính thiên. Ha ha, đại đảo chủ. Xem ra các huynh đệ đều có tâm tư riêng đấy. Triệu Văn Chiến cười nói, nụ cười kia ở dưới bảo kiếm hàn quang chiếu rọi xuống, có vẻ băng lãnh không gì sánh được. Triệu Văn Chiến, ngươi đừng quá cuồng vọng chúng ta tới giết ngươi. Xa xa Cửu Thiên và Lãnh Vũ cũng là lớn nộ, hai người hóa thành quang mang xông đến như bay, phân biệt trên không trung thi triển ra kinh người tuyệt kỹ, lăng không đè xuống. Triệu Văn Chiến sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh nói. Hai vị đảo chủ, các ngươi vẫn là một bên nghỉ ngơi đi. Trong tay hắn kiếm quyết ngưng tụ, nhất thời vô số kim sắc kiếm phủ dũng mãnh vào bên trong thân kiếm, xoay người đã chém ra đến. Kiếm khí hải dương trong nháy mắt hiện lên, cả ngày khoảng không bổ ra, một kiếm này dưới, so với Bắc Minh Kháng Thiên bọn họ gây ra động tĩnh còn muốn lớn hơn. Ầm ầm, ba đạo lực lượng đánh vào cùng nhau, kiếm quang dĩ nhiên trực tiếp chảm phá công kích của Cửu Thiên và Lãnh Vũ. Đem hai người đánh bay. Làm sao có khả năng? Hai người đều là đầu óc phát ngốc, vô pháp tiếp thu hiện thực trước mắt này. Một mực trong năm vị đảo chủ một người thực lực yếu nhất, dĩ nhiên tiện tay một kiếm có thể còn hơn bọn họ liên thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.